Lúc này, hai người cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng vừa mới nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay nên không tài nào ngủ nổi. Chị Nam Cung, theo chị, Trần Triệu Dương là người như nào vậy? Ninh Tĩnh không nhịn được mà hỏi, chị nói, một người như anh ta sao lại chạy đến công ty chúng ta làm bảo vệ chứ? Là đồ lưu manh thôi, Nam Cung Yến trả lời bừa. Chị Nam Cung, chị không biết chứ, chuyện xảy ra tối nay thực sự rất nguy hiểm, giống như quay phim điện ảnh vậy. Em cảm thấy anh ta không giống lưu manh mà giống siêu nhân hơn. Ninh Tĩnh nghĩ lại mọi chuyện, cô ta nói thầm. Anh ta lợi hại đến vậy sao? Nam Cung Yến tò mò hỏi. Thật lòng mà nói, từ đầu tới cuối, Nam Cung Yến chỉ ngồi trong xe, cô không nhìn thấy Trần Triệu Dương giải quyết đám người kia kiểu gì. Ninh Tĩnh gật đầu. Cô ta kể hết một lượt mọi chuyện mà mình chứng kiến cho Nam Cung Yến nghe. Nghe xong, trong lòng Nam Cung Yến cũng có chút kinh ngạc. Cô không ngờ rằng chuyện này lại gay cấn đến vậy. Bây giờ nghe lại, cô vẫn cảm thấy rùng mình. Nam Cung, chị nói xem, một người lợi hại như vậy có phải là siêu nhân không? Ninh Tĩnh hỏi. Chị thấy cũng bình thường thôi, Nam Cung Yến vẫn không chịu thừa nhận. Em cảm thấy anh ta là siêu nhân, Ninh Tĩnh thì nói chắc như đỉnh đóng cột, chị nghĩ mà xem. Anh ta lấy đạn ra mà chẳng hề kêu la tiếng nào, đây không phải chuyện một người bình thường làm được đâu. Thấy Ninh Tĩnh nói vậy, Nam Cung Yến cũng nhớ lại, cô đúng là phải khâm phục Trần Triệu Dương, lấy viên đạn găm trong xương ra, cái cảm giác đau đớn đấy không phải ai cũng có thể chịu được. Hình như đúng là Trần Triệu Dương không hề ho he tiếng nào. Chị Nam Cung, em cảm thấy ta nên lôi kéo một người như Trần Triệu Dương về phe mình, không được để anh ta rời khỏi công ty, Ninh Tĩnh nói. Không phải em coi thường anh ta nhất sao, Nam Cung Yến hỏi. Đó là vì em không biết thực lực của anh ta, Ninh Tĩnh nói thầm, nếu như bạn trai sau này của em cũng tài giỏi như anh ta thì tốt rồi, chắc chắn sẽ thấy yên tâm lắm. Em lại lên cơn mê trai rồi, Nam Cung Yến châm chọc. Còn lâu, Ninh Tĩnh nghiến răng nói, còn lâu em mới nhìn chúng loại người ấy. Vậy là tốt, tít tít. Ngay lúc này, chiếc điện thoại đặt ở một bên của Nam Cung Yến vang lên tiếng chuông báo của WeChat. Nam Cung Yến cầm chiếc điện thoại lên nhìn, ai tìm chị thế, Ninh Tĩnh ghé người qua hỏi. Một người nhàm chán có tên tay lái lụa muốn kết bạn với chị từ chối rồi, Nam Cung Yến cầm điện thoại rồi nói. Nam Cung Yến vừa mới từ chối xong, tay lái lụa lại gửi lời mời kết bạn thêm lần nữa. Có điều trong lời mời còn có thêm ba chữ. Là Trần Triệu Dương, Ninh Tĩnh nói, chị cứ đồng ý xem sao đi. Không đồng ý, Nam Cung Yến đáp. Nam Cung Yến nói là không đồng ý nhưng chẳng hiểu sao tay cô lại ấn vào chấp nhận. Thấy vậy, Ninh Tĩnh thầm nghĩ, người nào đó miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại thành thật hơn hẳn. Sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận, tay lái lụa lập tức gửi một dãy ký tự bí ẩn. Có ý gì? Nam Cung Yến trả lời tin nhắn. Linh tài quý giá chọn bộ AOE Sora đây. Vừa nãy tôi thấy cô nhìn trộm nên gửi riêng cho cô đấy. Cô tải phần mềm download xuống là được. Trần Triệu Dương trả lời tin nhìn rất nhanh, đồng thời còn kèm thêm cái icon cười nham hiểm. Loại người này vừa nhạt nhẽo, vừa lưu manh. Nam Cung Yến mảng. Nói rồi, cô chuẩn bị xóa kết bạn với tay lái lụa. Chị Nam Cung, đừng vội xóa. Ninh Tĩnh nói. Tại sao, Nam Cung Yến không hiểu. Em nghe nói phiên bản này của AOE Sora rất khó kiếm, hay chúng ta tải xuống xem có phải thật không, Ninh Tĩnh tỏ vẻ tò mò nói. Nghe thấy vậy, Nam Cung Yến cũng hơi nghi hoặc. Chị không xem là hối hận đó. Tay lái lụa lại gửi một tin nhắn kèm icon cười nham hiểm. Chị Nam Cung, chúng ta lén xem đi, anh ta cũng chẳng biết đâu, Ninh Tĩnh nói. Được, chị muốn xem nó kinh điển đến mức nào, Nam Cung Yến nghiến răng đáp. Có điều cô vẫn trả lời tay lái lụa, không xem L. Sau đó cô làm theo lời Trần Triệu Dương, tải phần mềm download xuống. Dán đoạn ký tự kỳ quái kia vào. Phần mềm download lọc ra, Ninh Tĩnh tò mò nói, còn có cả loại 7 nam, 1 nữ chơi nhau mấy ngày mấy đêm cơ à. Nam Cung Yến không để ý nhiều, ấn vào tải xuống. Nam Cung Yến vừa mới tải được một lúc, tay lái lụa lại gửi đến một tin nhắn, có phải cô đang tải xuống không? Ai tải xuống, còn lâu tôi mới xem thể loại này, Nam Cung Yến nhản tin đáp trả. Đừng giả vờ nữa, tốc độ mạng chậm đi rồi. Chắc chắn cô đang tải xuống, tay lái lụa trả lời kèm theo icon cười nham hiểm. Nam Cung Yến nhìn thấy dòng tin nhắn thì bỗng cạn lời, cô không ngờ rằng bí mật này lại bị ai kia nhìn thấu.
miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại thành thật đấy. Ha ha, cô yên tâm đi, tay lái lụa lái xe, bảo đảm vững lắm. Đảm bảo cô hài lòng. Sau đó, tay lái lụa lại gửi thêm tin nhắn, mỗi một dòng đều kèm theo icon cười nham hiểm. Nam Cung Yến nhìn thấy thế thì nghiến răng nghiến lợi nói, đồ lưu manh, nếu không hài lòng, bà đây Thiến Anh. Chị Nam Cung, em nghĩ tay lái lụa chắc cũng vững lắm, Ninh Tĩnh đồng tình nói. Tít, tít, tốc độ mạng nhà Nam Cung Yến rất mạnh, cô nhanh chóng hoàn tất tải xuống. Sau khi tải về, hai người phụ nữ nằm trong chăn, hơi thở có phần nặng nề. Bọn họ không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Bắt đầu nhé, Nam Cung Yến hỏi. Bắt đầu đi, Ninh Tĩnh trả lời. Nam Cung Yến ấn vào màn hình. Một lúc sau, Nam Cung Yến nằm trong chăn bỗng tức giận mảng một câu, con mẹ nó, anh em hồ lô à. Tên chết tiệt kia. Tay lái lụa lái xe cũng bị lật sao, Ninh Tĩnh nghiến răng nói, anh ta cố tình mài. Ngay lúc này, tay lái lụa bỗng gửi tin nhắn tới. Xem xong 7 nam một nữ đại chiến thì nghỉ ngơi sớm đi. À, quên không nói với cô, chiếc xe này đi về phía trường mầm non, hê hê. Đồ khốn nạn. Nam Cung Yến nhìn thấy dòng tin nhắn, lập tức mảng. Ninh Tĩnh gật đầu đồng tình. Uổng công bọn họ căng thẳng muốn chết, ai ngờ được lại là kiểu xe này chứ. Hơn nữa, hai người cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng ai kia đang cười đắc ý lúc này. Nghĩ thôi cũng khiến cả hai cảm thấy đáng ghét vô cùng. Sáng sớm, Nam Cung Yến và Ninh Tĩnh thức giấc, đi xuống dưới nhà để chuẩn bị đi làm. Lúc đi xuống, cả hai nhìn thấy Trần Triệu Dương cùng đám người Đường Võ đang hút thuốc chém gió. Hừ, vừa nhìn thấy ai kia, Nam Cung Yến hừ một tiếng lạnh tanh. Cô Nam Cung, chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon chứ? Nhìn thấy Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương cười híp mắt. Nam Cung Yến chẳng thèm để tâm đỡ ến lời của người nào đó, cô nói, anh bị thương rồi, hôm nay có thể không đi làm. Tôi cho anh nghỉ phép mấy ngày. Tôi không cần nghỉ, chủ tịch bảo tôi ở bên cạnh bảo vệ cô. Trần Triệu Dương đi theo sau Nam Cung Yến. Tôi không cần anh phải ở cạnh bảo vệ. Nam Cung Yến thẳng thừng từ chối. Chủ tịch bảo tôi ở cạnh bảo vệ cô, tôi cũng hết cách. Trần Triệu Dương tỏ ra bất lực, không lẽ cô cho là tôi rất muốn bảo vệ cô sao? Anh, Nam Cung Yến nhìn thấy bộ dạng bị ép buộc của người nào đó mà bỗng muốn mắng cho một trận. Trần Triệu Dương mặc kệ cô, anh ngồi vào vị trí tài xế. Trần Triệu Dương biết, nếu chưa điều tra ra được ai muốn hãm hại Nam Cung Yến thì vẫn chưa thể giải quyết được chuyện này. Anh buộc phải bám sát Nam Cung Yến, không thể để Nam Cung Yến rơi vào nguy hiểm. Lên xe đi. Tôi lái xe đưa hai người đến công ty, Trần Triệu Dương cười nói. Anh Dương, cánh tay anh bị thương rồi, liệu có đi được không? Đường Võ ở bên cạnh hỏi. Đúng đấy, tay anh bị thương rồi, có lái xe được không? Ninh Tĩnh quan tâm hỏi. Yên tâm đi, tay lái lụa lái xe vững lắm. Trần Triệu Dương cười nói, nếu mấy người không tin thì có thể hỏi Tổng Giám Đốc Nam Cung, tôi từng chở cô ấy rồi, cô ấy biết tôi là tay lái lụa chuyên nghiệp. Đồ khốn nạn. Không biết xấu hổ. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến có chút chột dạ, sắc mặt hơi ửng đỏ, mắng thầm một câu, sau đó ngồi lên xe, mạnh tay đóng cửa lại. Cô vẫn còn ấm ức trong lòng chuyện lái xe tối hôm qua. Thư ký Ninh, cô cũng từng ngồi xe tôi lái, chắc biết là tôi lái xe vững lắm nhỉ. Sắc mặt Ninh Tĩnh đỏ ửng, cô ta nhanh chóng lên xe. Trong lòng cô ta thầm măng, tối qua bị lật xe mà hôm nay còn tỏ vẻ đắc ý. Mấy người theo sô Trần Triệu Dương nói với Đường Võ, anh đóng cửa xe, nổ máy chạy về phía công ty. Buộc phải thừa nhận rằng, kỹ thuật lái xe của Trần Triệu Dương đúng là rất tốt, lái xe bằng một tay vẫn vô cùng vững. Tổng Giám Đốc Nam Cung, tôi lái vậy vững chứ? Trần Triệu Dương không khỏi bật cười đắc ý hỏi, tôi đã nói mình là tay lái lụa rồi. Hừi! Nam Cung Yến hừ nhạt một tiếng. Ninh Tĩnh oán thán nói, Trần Triệu Dương! Uổng công chúng tôi tin tưởng anh còn lừa chúng tôi. Tay lái lụa của anh toàn là giả hết. Ha ha, thư ký Ninh, cô cũng xem sao. Trần Triệu Dương cười ha ha nói, đảm bảo sẽ lái chiếc xe tốt hơn. Xin lỗi nha, lần sau anh đừng làm chuyện nhạt nhẽo như vậy nữa. Nam Cung Yến nghiến răng, đanh giọng nói, nếu không tôi gỡ yết chết anh. Ha ha, Trần Triệu Dương cười đầy đắc ý, tôi thấy rất có ý nghĩa đó chứ. Hừ, Nam Cung Yến hừ mạnh một tiếng. Trần Triệu Dương nhanh chóng đưa hai người Nam Cung Yến đến công ty.
Vừa đến công ty, Nam Cung Yến đi thẳng lên tầng. Ninh Tĩnh đi chậm rãi. Vừa đi được vài bước, cô ta quay lại chỗ Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, kết bạn WeChat đi, Ninh Tĩnh nói, quét mã QR của tôi. Kết bạn WeChat với tôi làm gì? Lẽ nào cô cũng muốn lái xe với tay lái lụa à? Ninh Tĩnh hậm hực nói, còn lâu tôi mới lái xe, tay lái lụa như anh lái xe vớ vẩn chết đi được. Mau kết bạn với tôi đi. Được thôi. Trần Triệu Dương móc điện thoại ra, quét mã QR của Ninh Tĩnh. Sau khi kết bạn, Ninh Tĩnh nói với Trần Triệu Dương, nói rồi đấy, đừng có gửi mấy thứ vớ vẩn cho tôi. Vậy không được, kết bạn với tôi thì buộc phải giao lưu học hỏi chứ, Trần Triệu Dương cười nói. Hừ, đồ xấu xa. Ninh Tĩnh hừ khế một tiếng, sau đó đỏ mặt rời khỏi. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, Ninh Tĩnh phát hiện người đàn ông này rất đặc biệt. Ít nhất hiện giờ cô ta không còn ghét bỏ gì anh, thậm chí có ý định tìm hiểu anh. Anh Dương, thư ký Ninh nổi tiếng là người đẹp lạnh lùng, chưa bao giờ kết bạn WeChat với người khác đâu. Bây giờ cô ấy lại chủ động kết bạn với anh, Đường Võ đi đến bên cạnh Trần Triệu Dương, ngưỡng mộ nói, lẽ nào cô ấy thích anh rồi. Anh Dương, anh đúng là có phúc mài. Lại thêm một người đẹp nhìn chúng anh, hê hê, đúng là đỉnh. Anh Dương, không biết chừng anh lại có thêm cô bồ. Anh mau hốt luôn thư ký Ninh đi thôi, tận hưởng cảm giác mỗi tay một côi. Đám vệ sĩ để lộ ra nụ cười mà chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu. Gạch dưới. Vớ vẩn. Trần Triệu Dương đanh mặt lại, nói nghiêm túc, anh đây là người đàn ông rất truyền thống đó. Nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Triệu Dương, đám người Đường Võ có chút kính nể anh. Bây giờ rất hiếm người đàn ông chung thủy. Sau đó, Trần Triệu Dương lại nghiêm túc nói, tôi vẫn thích truyền thống tam thê tứ thiếp ngày xưa của ông cha ta. Hai, tiếc là truyền thống bị mất rồi, đúng là khiến người khác đau lòng mài. Hải, nghe thấy lời này, đám người Đường Võ đồng loạt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc này, bọn họ càng thêm nể Trần Triệu Dương hơn. Dứt lời, Trần Triệu Dương bèn đi ra ngoài. Anh Dương, vào làm rồi mà anh còn định đi đâu đấy? Đường Võ lại hỏi. Đi làm đúng giờ không phù hợp với tôi phải đi ăn sáng cái đã. Nói rồi, Trần Triệu Dương sải bước rời đi. Rời khỏi công ty, Trần Triệu Dương đến một cửa hàng Starbucks ở gần đó để ăn sáng. Anh chọn ăn sáng ở Starbucks là vì có rất nhiều người đẹp mặc đồ công sở, đi giày cao gót đến đây mua cà phê và dùng bữa sáng. Trần Triệu Dương cảm thấy đây cũng coi như là bữa ăn đầy thẩm mỹ. Đương nhiên có rất nhiều người đẹp công sở trao mày nhìn một tên mặc đồng phục bảo vệ, đa số bọn họ đều tỏ ra vô cùng khinh thường anh. Thậm chí hầu hết đều cảm thấy loại người như Trần Triệu Dương không xứng đến Starbucks. Trần Triệu Dương vô cùng bình thản đối mặt với những ánh nhìn kỳ thị của mọi người. Anh Dương. Ngay lúc Trần Triệu Dương sắp ăn xong bữa sáng, một cô gái mặc đồ công sở, trông rất mảnh mai, có cảm giác giống em gái nhà bên đi đến chỗ anh. Trần Triệu Dương ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp giống em gái nhà bên, anh tỏ ra mơ hồ, chúng ta quen nhau sao? Người đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, anh Dương, em biết anh nhưng chắc là anh không biết em đâu. Ồ, vậy hả, xem ra tôi có khiêm tốn mấy cũng không che lấp được hào quang của mình nhỉ. Tôi đã tã như này rồi mà người đẹp vẫn nhận ra tôi, Trần Triệu Dương cười trừ nói, người đẹp, cô biết tên tôi, có lẽ để ý tôi lâu lắm rồi. Chắc cô cũng biết tôi chưa kết hôn. Thật lòng mà nói, nụ cười của cô gái này đúng là rất ngọt ngào. Nhất là khi cười lên, hai lúm đồng tiền của cô ta có thể khiến cả đám đàn ông say ngất ngây. Hi hi, người đẹp cười e thẹn, xem ra anh trai em nói không sai, anh Dương là một tên háo sắc, nhất định không được tới gần. Anh trai cô là ai? Chắc chắn anh ta ghen tị nên mới bôi nhọ danh dự của tôi, Trần Triệu Dương lập tức phản bác. Chắc chắn anh ta đố kỵ với vẻ đẹp trai của tôi nên cô tuyệt đối đừng tin lời anh trai cô nói. Có điều anh trai em cũng nói anh là một người đàn ông đích thực, cái này cũng không nên tin đúng không? Lẽ nào, anh không phải đàn ông đích thực? Người đẹp che miệng cười. Hả? Trần Triệu Dương ngây người. Sau đó anh nghiêm túc nói, lời tốt thì cô tin, lời xấu thì đừng nghe là được rồi. Ha ha, anh Dương, anh thú vị thật đấy. Người đẹp ngồi xuống, anh Dương. Em tên Hồ Tiểu Nhạc, Hồ Đại Quân là anh trai Imo. Hồ Đại Quân là anh trai cô. Trần Triệu Dương nhìn Hồ Tiểu Nhạc một lượt từ trên xuống dưới, không thể nào. Có gì mà không thể chứ, Hồ Tiểu Nhạc khó hiểu. Trông cô như tiên nữ, Hồ Đại Quân sao có thể xứng làm anh cô chứ, Trần Triệu Dương cười nói.
Nghe thấy lời này của Trần Triệu Dương, hai má Hồ Tiểu Nhạc ửng hồng, anh Dương, anh đúng là biết chọc người ta vui mà. Xem ra anh em nói không sai, kiểu người dẻo miệng như anh rất nguy hiểm. Tôi nói toàn là sự thật, sao lại thành dẻo miệng được? Không tin thì cô tìm người khác hỏi xem, Trần Triệu Dương. Cười nói, cô đúng là rất giống tiên nữ. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa, Hồ Tiểu Nhạc bị Trần Triệu Dương khen đến phát ngại. Lúc này, cô ta cầm một chiếc hộp đưa cho anh Dương, sáng nay anh em đi làm nhưng chưa ăn sáng, phiền anh giúp em đưa đồ ăn cho anh ấy với. Còn cốc cà phê này em mời anh uống. Ừ, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương cười nói, có được người em gái như cô đúng là rất hạnh phúc. Tôi hận là mình không có được cô em gái như vậy, hay là cô cũng làm em gái tôi đi. Nói sau đi, em phải vào làm rồi, em đi trước đây. Nói Hồ Tiểu Nhạc vẫy tay với Trần Triệu Dương, sau đó nhanh chân rời khỏi Starbucks. Trần Triệu Dương nhìn theo bóng người của Hồ Tiểu Nhạc, đúng là không ngờ, trông Hồ Đại Quân như thế mà lại có một cô em gái xinh đẹp và chu đáo đến vậy. Ăn xong bữa sáng, Trần Triệu Dương cầm cốc cà phê Hồ Tiểu Nhạc tặng mình rồi xách bữa sáng của Hồ Đại Quân, chậm rãi đi về phía công ty. Khi đến phòng bảo vệ, Trần Triệu Dương nhìn thấy Hồ Đại Quân đang thay đồ, chuẩn bị vào làm. Trần Triệu Dương đưa đồ cho anh ta. Đại Quân, của cậu này. Nhìn món đồ Trần Triệu Dương đưa cho mình, Hồ Đại Quân ngơ ngác. Sau đó anh ta nói, anh Dương, chắc không phải anh được phú bà bao dưỡng đấy chứ. Mời tôi ăn bữa sáng Starbucks như này, tôi không nhận được đâu. Đấy là tiền anh ngủ với người ta mà có, tôi không nhận nổi. Là em cậu nhờ tôi đưa cho cậu, cô ấy nói cậu chưa ăn. Sáng, Trần Triệu Dương đáp. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, vẻ mặt của anh ta bỗng nhăn nhó lại, thấp thỏm nói, em gái tôi nhờ anh mang cho tôi hả? Anh Dương, anh nói thật cho tôi biết, anh có chọc ghẹo gì em gái tôi không đấy? Hồ Đại Quân căng thẳng nói, cậu coi tôi là loại người gì vậy, Trần Triệu Dương võ. Vào người anh ta, tôi giống loại người cứ gặp con gái là trêu chọc sao? Cái này thì ai biết được, đến đội trưởng Dương anh còn trêu ghẹo, huống hồ em gái tôi xinh đẹp vậy, Hồ Đại Quân lẩm bẩm. Anh Dương, tôi coi anh là anh em, anh tuyệt đối đừng có ý đồ gì với em gái nhà tôi đấy, Hồ Đại Quân nói nghiêm túc. Được rồi, tôi đảm bảo với cậu, Trần Triệu Dương bất lực. Nói, tôi chẳng biết cậu căng thẳng vậy làm gì. Anh Dương, anh không biết rồi, em gái của Đại Quân là bảo bối trong nhà, chắc chắn cậu ấy phải sốt sắng rồi. Bình thường khi em gái cậu ấy tới đây, bọn em chỉ nhìn có mấy cái thôi mà cậu ấy đã lo lắng chúng em lừa mất em gái. Quý giá lắm, cậu ấy còn sợ bọn em tán mất em gái kì. Mấy người bảo vệ đứng cạnh lần lượt lên tiếng. Hồ Đại Quân vừa ăn bữa sáng đầy tình yêu vừa nghiêm túc nói, cái đám bảo vệ nghèo kiết xác nhà các cậu không tự soi gương xem, các cậu cảm thấy mình với được tới em gái tôi sao? Em gái tôi là sinh viên trường đại học nổi tiếng, là niềm kiêu hãnh của cả nhà. Với năng lực của con bé, sau này có thể trở thành lãnh đạo cấp cao trong công ty. Còn các cậu thì cả đời làm bảo vệ thôi. Anh Dương, anh xem, người nào đó có được cô em gái tốt là bắt đầu đắc ý rồi. Đúng thế, tôi có cô em gái tốt đấy, các cậu có không? Hồ Đại Quân hạnh phúc cười nói. Không chịu nổi, không chịu nổi, chúng ta đi tuần thôi. Anh Dương, có cơ hội, anh tán em gái của cậu ấy đi để cô ấy yêu một chàng bảo vệ nghèo. Mấy người bảo vệ cười đùa. Cút! Hồ Đại Quân quát. Mấy người bảo vệ thấy Hồ Đại Quân nổi giận, cả đám cười đùa rồi rời khỏi. Bọn họ thích dùng cách này trêu Hồ Đại Quân. Dứt lời, Trần Triệu Dương bèn đi ra ngoài. Một chiếc bánh gato nhỏ bé của Starbucks mà Hồ Đại Quân ăn như kiểu món gì ngon lắm vậy. Trần Triệu Dương nằm một bên nghỉ ngơi cũng chẳng chịu nổi nữa. Ngon đến vậy sao, cho tôi nếm thử miếng đi. Nghe thấy vậy, Hồ Đại Quân lập tức nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng. Anh Dương, hết rồi, Hồ Đại Quân giơ chiếc hộp rỗng lên, cười nói. Cậu đúng chả ra gì. Anh Dương, thế là anh không biết rồi, đồ mà em gái tôi đưa tới đều là thứ ngon. Hồ Đại Quân tỏ ra hài lòng, tình cảm hai anh em nhà cậu tốt thật đấy, đương nhiên rồi. Dường như chỉ cần nhắc đến em gái, Hồ Đại Quân có thể nói mãi không hết chuyện. Trần Triệu Dương nằm một chỗ, nghe Hồ Đại Quân thao thao bất tuyệt. Theo cái miệng của Hồ Đại Quân, Hồ Tiểu Nhạc từ là niềm kiêu hãnh của cả nhà bỗng trở thành niềm kiêu hãnh của cả thôn. Anh Dương, tôi cảnh cáo anh nhất định không được có ý đồ với em gái tôi đâu đấy, nếu không chúng ta không có anh em gì hết, Hồ Đại Quân nói xong cũng không quên cảnh cáo Trần Triệu Dương.
Được rồi, Trần Triệu Dương bất lực nói, cậu nói nhiều lần lắm rồi. Ha ha, Hồ Đại Quân cười nói, anh Dương, không phải tôi coi thường anh mà anh là người của đội trưởng Dương, anh phải giữ mình, nếu không đội trưởng Dương thiến anh mất, đúng chứ? Cút, đừng ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi. Trần Triệu Dương đạp Hồ Đại Quân ra khỏi phòng. Anh phải đảm bảo với tôi. Được rồi, tôi đảm bảo với cậu, Trần Triệu Dương bực mình nói. Hồ Đại Quân nghe thấy Trần Triệu Dương đảm bảo xong mới chịu đi ra ngoài. Sau khi Hồ Đại Quân đi khỏi, Trần Triệu Dương nắm ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn bề ngoài thì là Trần Triệu Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra anh đang lén luyện thuần dương vô cực công. Chỉ có điều, Trần Triệu Dương vừa mới luyện được một lúc, anh bỗng cảm thấy có người đá vào chân mình. Trần Triệu Dương, Trần Triệu Dương, sao ngủ như chết vậy? Trần Triệu Dương mở mắt, trông thấy Ninh Tĩnh đang đá chân mình, mắng. Thư ký Ninh, cô tìm tôi có chuyện gì không? Trần Triệu Dương mỉm cười nhìn Ninh Tĩnh. Tổng giám đốc có nhiệm vụ mới cho anh, Ninh Tĩnh nói, anh đi theo tôi. Có nhiệm vụ gì mới? Trần Triệu Dương đứng dậy hỏi. Anh theo tôi là biết. Ninh Tĩnh nói rồi đi ra ngoài. Trần Triệu Dương nhanh bước đi theo sau Ninh Tĩnh. Tổng giám đốc bảo tôi đưa anh tới các bộ phận khác. Học hỏi, Ninh Tĩnh nhìn Trần Triệu Dương rồi nói. Đến bộ phận khác học hỏi. Tại sao, Trần Triệu Dương không hiểu gì, hỏi. Trần Triệu Dương, chẳng lẽ anh muốn làm việc ở phòng bảo vệ cả đời sao? Tổng giám đốc làm vậy là muốn tốt cho anh, chị ấy chuẩn bị bồi dưỡng anh, hiểu chứ? Ninh Tĩnh nhìn Trần Triệu Dương và nói. Không hiểu, Trần Triệu Dương lắc đầu nói, tôi cảm thấy phòng bảo vệ tốt lắm. Ai ai cũng nói chuyện dễ nghe, lại còn học được nhiều thứ hay ho. Những thứ học được ở phòng bảo vệ có thể đủ để tôi dùng cả đời rồi. Ninh Tĩnh thực sự phục sát đất cái tên đầu đất, không có chí tiến thủ này. Dù sao đây cũng là sắp xếp của Tổng Giám Đốc, anh không muốn cũng phải nhận. Ninh Tĩnh nghiến răng nói. Ninh Tĩnh nghĩ, nếu là thằng đàn ông khác, cô ta sớm mặc kệ luôn rồi. Được thôi, Trần Triệu Dương thở dài một hơi, cô ấy muốn xếp tôi vào bộ phận nào? Bộ phận quan hệ công chúng, Ninh Tĩnh đáp. Ha ha, tôi biết ngay mà, Trần Triệu Dương cười một tiếng, lòng dạ Tư Mã Chiêu, thâm hiểm thật đấy. Sao mà thâm hiểm, Ninh Tĩnh không hiểu gì. Trần Triệu Dương hừ nhẹ một tiếng, cô nghĩ xem, tôi sắp thành vệ sĩ thân cận của cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy đưa tôi tới bộ phận quan hệ công chúng tức là muốn tôi trở thành một nhân viên quan hệ công chúng, sau này phải phục vụ cho cô ấy tử tế, phải ngủ với cô ấy. Cô nói xem, pha sắp xếp này có thâm hiểm không? Hả, nghe thấy thế, Ninh Tĩnh bỗng cảm thấy câm nín. Cô ta không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại nghĩ theo hướng này. Hình như anh ta nói cũng không sai. Thư ký Ninh, hay là tôi đi theo cô học hỏi, Trần Triệu Dương cười nói, đi theo cô học hỏi, tôi còn có thể thi thoảng làm tay lái lụa, lái xe với cô. Ninh Tĩnh lườm Trần Triệu Dương một cái, đây là sắp xếp của Tổng Giám Đốc Nam Cung, anh không muốn cũng phải làm theo. Nói rồi, Ninh Tĩnh bước nhanh về phía trước. Ninh Tĩnh nhanh chóng đưa Trần Triệu Dương đến bộ phận quan hệ công chúng. Trước khi Trần Triệu Dương tới, chắc cấp trên đã đánh tiếng rồi. Khi Trần Triệu Dương và Ninh Tĩnh tới, trưởng bộ phận là La Lương Bình đích thân đón tiếp hai người. Ninh Tĩnh dặn dò La Lương Bình vài câu rồi rời khỏi. Trường phòng La, tôi ngồi ở đâu vậy? Hôm nay có gì cho tôi học không? Ninh Tĩnh vừa đi khỏi, Trần Triệu Dương bèn hỏi La Lương Bình. Thấy Ninh Tĩnh rời đi rồi, La Lương Bình bỗng thay đổi thái độ, chỗ đó mát mẻ, cậu ngồi đó đi. Một thằng bảo vệ quen thì học cái gì chứ? Cậu xem có công việc dọn dẹp lặt vặt gì không thì làm là được rồi. La Lương Bình thực sự rất coi thường một tên bảo vệ nhỏ nhoi như Trần Triệu Dương. Ninh Tĩnh vừa rời đi, ông ta lập tức trở mặt. Còn nữa, sau này có chuyện gì cũng đừng tới làm phiền tôi. Học vài ngày xong thì mau cút cho tôi. Một tên bảo vệ quèn còn học đòi leo cao. Xì. La Lương Bình nhìn Trần Triệu Dương đầy khinh rẻ, sau đó đi vào trong phòng làm việc. Người trong phòng quan hệ công chúng nhìn Trần Triệu Dương, ai nấy đều tỏ vẻ hóng chuyện. Hầu hết bọn họ đều khinh thường một tay bảo vệ quèn như Trần Triệu Dương. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng rõ tại sao cấp trên lại sắp xếp như này. Có điều người trong phòng làm việc cũng cảm thấy Trần Triệu Dương thảm lắm rồi. Nếu như đưa anh tới bộ phận khác, có thể các bộ phận khác sẽ xem xét đến sự sắp xếp của cấp trên mà nể mặt anh chút. Nhưng La Lương Bình thì khác, ông ta làm việc ở đây từ lâu. Hơn nữa vợ ông ta là phó giám đốc của công ty, vậy nên ông ta có thể hoàn toàn chẳng coi sắp xếp của cấp trên ra gì.
Trần Triệu Dương đứng nguyên một chỗ, anh cười nhạt một cái, đột nhiên hiểu ra ý đồ của Nam Cung Yến. Cô sắp, xếp như vậy là muốn anh trở thành trò cười mà. Anh Dương, anh Dương. Ngay lúc này, anh nghe thấy có người đang nhỏ tiếng gọi mình. Anh ghé qua nhìn, thấy ngay Hồ Tiểu Nhạc đang ngồi trên bàn làm việc, cẩn thận vẫy tay với anh. Thấy Hồ Tiểu Nhạc vẫy tay với mình, Trần Triệu Dương bèn đi về phía cô ta. Tiểu Nhạc, không ngờ cô lại làm việc ở phòng quan hệ công chúng đấy, Trần Triệu Dương cười nói. Hồ Tiểu Nhạc kéo kéo tay Trần Triệu Dương, nói, anh Dương, đừng lớn tiếng như vậy. Bên cạnh em còn chỗ trống, anh ngồi ở đó đi. Hồ Tiểu Nhạc chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Được, Trần Triệu Dương ngồi xuống cạnh Hồ Tiểu Nhạc. Sau khi an vị, Trần Triệu Dương nhìn nét mặt những người xung quanh. Anh nhỏ giọng nói, Tiểu Nhạc, tôi ngồi ở đây chắc không gây rắc rối cho cô chứ. Trần Triệu Dương biết người trong phòng làm việc này đều thuộc dạng nịnh hót. Bọn họ trông thấy La Lương Bình đối xử với Trần Triệu Dương như vậy, chắc chắc sẽ tránh anh như tránh tà. Hồ Tiểu Nhạc nhỏ tiếng đáp, anh Dương, anh là bạn của anh trai em, anh ấy nói thường ngày anh giúp đỡ anh ấy rất nhiều, vậy đương nhiên em phải giúp anh rồi. Không phải lo, anh cứ ngồi đây đi. Ừ, cảm ơn cô. Trần Triệu Dương cười nói. Trần Triệu Dương cảm thấy Hồ Tiểu Nhạc thực sự rất lương thiện. Bề ngoài trông xinh đẹp, bên trong lại tốt bụng, người như cô đúng là rất hiếm. Trần Triệu Dương đợi trong phòng quan hệ xã hội cả một buổi sáng, ngoại trừ Hồ Tiểu Nhạc nói với anh mấy câu, rồi làm hộ cô ấy mấy việc đơn giản, những người khác ngay cả nhìn Trần Triệu Dương cũng không thèm nhìn. Họ nghĩ mình là thành phần tri thức còn Trần Triệu Dương chỉ là một tên bảo vệ quen, không thể nào hòa hợp với bọn họ được. Thậm chí vì Hồ Tiểu Nhạc thân thiết với Trần Triệu Dương mà họ còn có cả suy nghĩ muốn tẩy chay cô. Cuối cùng cũng đến được đến giờ nghỉ buổi trưa, Trần Triệu Dương duỗi cái eo mỏi như vừa cười vừa nói. Với Hồ Tiểu Nhạc, chúng ta đi ăn cơm thôi, trưa nay để tôi mời, ăn gì cũng được. Anh Trần, em mang theo cơm hộp rồi, anh tự đi ăn đi. Hơn nữa em vẫn chưa làm xong việc, Hồ Tiểu Nhạc nói với Trần Triệu Dương. Vậy được. Thế tôi không lo cho cô nữa, tôi đi ăn trước đây. Trần Triệu Dương nhìn thấy Hồ Tiểu Nhạc còn bận thì một mình rời khỏi phòng làm việc đi về phía nhà ăn. Sau khi Trần Triệu Dương rời đi thì đám người trong phòng làm việc liền thảo luận sôi nổi. Tên bảo vệ quèn này sao lại vào làm trong phòng quan hệ xã hội của chúng ta thế này? Anh ta không phải chính là người đánh cậu chủ Tất sao? Tôi nghĩ chủ tịch thực sự coi trọng và muốn bồi dưỡng anh ta đấy. Tôi nghĩ không phải là muốn bồi dưỡng đâu. Chủ tịch chỉ muốn cử người xuống giám sát trưởng phòng La. Thảo nào trưởng phòng La không ưa anh ta. Tiểu Nhạc, cô nhớ để ý một chút đấy, đừng thân thiết với Trần Triệu Dương quá nếu không sau này cô cũng bị liên lụy đấy. Đám đồng nghiệp nói nhỏ. Hồ Tiểu Nhạc cười nhạt, tôi biết rồi, nhưng mà anh Trần là người tốt. Đám người ở đây trông thấy dáng vẻ như vậy của Hồ Tiểu Nhạc thì đều không nói thêm nữa mà lập tức lũ lượt rời khỏi phòng làm việc đi ăn cơm. Hồ Tiểu Nhạc đợi đến khi họ đi cả rồi thì lại vùi đầu cặm cụi làm việc. Hồ Tiểu Nhạc, cô vào văn phòng tôi một chút. Đúng lúc này La Lương Bình mở cửa phòng làm việc ra và gọi to. Được, Hồ Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên đáp. Trần Triệu Dương đến căn tin ăn cơm xong rồi lại quay lại thăm phòng bảo vệ. Đến phòng bảo vệ, Trần Triệu Dương vẫn cảm thấy ở đây thoải mái hơn. Anh tìm lại vị trí cũ của mình rồi nằm ở đó hút một điếu thuốc, chợp mắt ngủ một giấc. Khi Trần Triệu Dương đang chìm trong giấc ngủ thì cửa phòng bảo vệ bị người ta mở ra. Ngay sau đó, Trần Triệu Dương nghe được một giọng nói gấp gáp. Anh Trần Triệu Dương, giúp tôi với, đại quân sắp giết người đến nơi rồi, anh mau giúp tôi ngăn anh ta lại. Một người bảo vệ vội vã nói với Trần Triệu Dương. Đại quân muốn giết người. Trần Triệu Dương bật dậy luôn, tại sao lại muốn giết người? Theo hiểu biết của Trần Triệu Dương với Hồ Đại Quân, anh ta bình thường là dạng người chỉ sợ phiền phức, kể cả có lúc bị người khác mắng cũng sẽ cố gắng bấm bụng chịu đựng. Anh thật không ngờ tới, Hồ Đại Quân sẽ giết người. Hình như là sau khi anh ta nghe được em gái anh ta bị cấp trên quấy rối liền lập tức xông thẳng lên phòng quan hệ xã hội nói muốn liều mạng với người ta, các anh em khác đã lên theo rồi, họ bảo tôi quay lại báo với anh, người bảo vệ này nói với Trần Triệu Dương. Sau khi Trần Triệu Dương nghe được lời này thì trong đầu ngay lập tức nghĩ đến La Lương Bình. Chính cái tên đầu hói đấy đã ra tay với Hồ Tiểu Nhạc. Hơn nữa Trần Triệu Dương cũng biết rằng, chỉ cần Hồ Tiểu Nhạc xảy ra chuyện gì thì Hồ Đại Quân chắc chắn sẽ xúc động gây ra án mạng. Chúng ta mau đi xem sao.
Trần Triệu Dương nói một cách gấp gáp. Nói xong anh liền dẫn đầu chạy thẳng lên tầng. Phòng quan hệ xã hội ở tầng 8, Trần Triệu Dương không muốn phí thời gian chờ đợi thang máy nên trực tiếp leo thang bộ lên. Trần Triệu Dương đi thẳng lên đến trước cửa phòng quan hệ xã hội, ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Hồ Đại Quân vọng ra từ bên trong, La Lương Bình, ông đây muốn gỡ ít chết mày, mày dám động tay động chân vào em gái tao, tao muốn gỡ ít chết này. Anh, đừng làm bậy, anh. Ngay tiếp đó là giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Hồ Tiểu Nhạc. Đại Quân, đừng kích động. Có gì từ từ nói. Những người còn lại đều khuyên nhủ, tình hình bây giờ thế nào? Trần Triệu Dương gấp gáp hỏi. Anh Trần, anh đến thật đúng lúc, anh mau giữ Đại Quân lại, tôi sợ chúng tôi không giữ nổi. Lão già họ La kia đúng là không phải người, suýt chút nữa thôi là gây ra chuyện rồi, quần áo của Tiểu Nhạc đều bị lão ta xé rách cả rồi. Loại cấp trên như thế này đúng là cầm thú. Đám bảo vệ bên ngoài đều nói một cách bất bình. Trần Triệu Dương lập tức đi về phía đám đông. Rất nhanh sau anh đã nhìn được tình hình bên trong. Anh thấy Hồ Đại Quân đang cầm một con dao gọt hoa quả, khuôn mặt căm phẫn muốn liều mạng mà tiến về phía. Trước, có người giữ chặt anh ta nhưng hình như không giữ chắc được. Hồ Tiểu Nhạc thì bị xé nát quần áo, áo nịt ngực cũng lộ hết cả ra ngoài, hơn nữa trên má cô còn có dấu bàn tay rõ rệt, trên mặt thì nước mắt giàn giụa. Còn La Lương Bình lúc này lại hét lên một cách tức giận, đám bảo vệ các người nhìn gì ở đây? Mau giữ chặt tên chó điên này lại, đừng để hắn căn loạn. La Lương Bình, tên súc vật, tao muốn dế tê chết mày. Hồ Đại Quân kích động mà hét sống lên. Anh, Hồ Tiểu Nhạc vừa khóc vừa nói, anh đừng kích động nếu không sẽ gây ra án mạng đó. Trần Triệu Dương bước nhanh về phía trước rồi cướp lấy con dao gọt hoa quả trong tay Hồ Đại Quân, sau đó giữ chặt lấy anh ta và nói, Đại Quân, đừng kích động, giết tên súc vật này không đáng. Anh Trần, lão ta muốn cưỡng hiếp em gái tôi, Hồ Đại Quân đỏ mắt. Mặc kệ thế nào tôi cũng phải gỡ ít chết lão ta. Tên bảo vệ quèn này, mau giữ chặt lấy hắn, đừng cho hắn làm loạn, La Lương Bình hét lên. Rồi hẳn lại lẩm bẩm, không phải là vẫn chưa làm được gì sao? Mày kích động cái gì? Chó mái! Hồ Đại Quân nghe được lời này thì lại càng phẫn nộ mà hét lên. Đại Quân, Trần Triệu Dương cố gắng kìm chặt lấy Hồ Đại Quân. Cậu đừng kích động, cậu phải tin tôi, chuyện này tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Trần Triệu Dương nói với Hồ Đại Quân. Đúng thế, Đại Quân, giao cho anh Trần xử lý đi. Đại Quân, cậu không được kích động. Đám bảo vệ bên cạnh nhao nhao khuyên nhủ. Hồ Tiểu Nhạc liên thanh hét, anh không được giết người sẽ bị phán tử hình, sau này nhà chúng ta phải làm sao đây? Hồ Tiểu Nhạc vừa nói vừa khóc. Anh Trần, anh giúp tôi xử lý thật sao? Hồ Đại Quân hỏi. Đúng thế. Trần Triệu Dương nói chắc nịch. Tôi tin anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em gái tôi. Tên súc vật này không những muốn cưỡng hiếp em gái tôi mà còn đánh nó. Hồ Đại Quân cắn chặt răng thốt ra. Lúc anh ta nói thì Trần Triệu Dương đã quay sang nhìn vào khuôn mặt của Hồ Tiểu Nhạc rồi trầm giọng nói, ông ta đánh cô. Vâng, Hồ Tiểu Nhạc uất ức đến bật khóc, lão ta ép em nhưng em không đồng ý cho nên đã đánh em, may mà em vẫn còn sức thoát ra nếu không thì đã bị lão ta. Đủ rồi, tên chó mái. Hồ Đại Quân mắng. Chó má còn không bằng. Súc vật cũng không bằng. Đám bảo vệ cũng tức giận mắng. La Lương Bình thấy vậy thì khinh thường, trong mắt lão ta đám bảo vệ quèn này liệu làm gì được hắn. Hơn nữa lão ta cũng thấy không có gì to tát cả, Hồ Tiểu Nhạc không muốn ngủ với lão ta thì vẫn còn rất nhiều người khác tình nguyện. Lão ta nhìn chúng Hồ Tiểu Nhạc thì chính là vinh hạnh của cô ta ấy chứ. Khi La Lương Bình đang nghĩ thì Trần Triệu Dương đã bước về phía hắn. Là ông làm sao? Tôi làm cái gì? La Lương Bình khinh thường, tôi không biết cậu đang nói gì, đám bảo vệ quèn các người lên chỗ tôi càn quấy, nếu không muốn bị đuổi thì mau cút đi. La Lương Bình phách lối như vậy khiến cho mọi người đều cảm thấy tức giận. Ông có còn là người không? Dám làm mà không dám nhận. Ông hống hách cái đéo gì chứ? Con mẹ nó! Mấy bảo vệ thấy La Lương Bình như vậy, không nhịn được mà mắng chửi. Hồ Đại Quân bị kích động. Suýt nữa đã xông ra. Trần Triệu Dương đè Hồ Đại Quân lại. Sau đó anh bình tĩnh đi tới chỗ La Lương Bình, túm lấy cổ áo lão ta. Các người túm tụm ở đây làm gì? Họ hét ầm ĩ, tránh hết ra cho tôi. Tụm năm tụm bảy ở đây còn ra cái thể thống gì nữa? Đúng lúc này bên ngoài vang lên một giọng phụ nữ chói tai. Nghe thấy giọng nói này,
vẻ mặt bọn họ đều vô cùng căng thẳng. Sau đó nhao nhao tránh sang một bên. Lúc này Trần Triệu Dương nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đi tới với vẻ mặt hình sự. Bà ta nhuộm tóc đỏ, đeo mắt kính và trang điểm đậm. Bà ta vừa đi vừa chửi, một lũ bảo vệ ngu xuẩn ở đây làm cái gì? Muốn bị đuổi có đúng không? Nếu không muốn bị đuổi thì mau cút hết đi. Thấy người phụ nữ này, trong đầu Trần Triệu Dương cũng có chút ấn tượng, hình như là một trong những phó tổng giám đốc của công ty, tên là Vạn Quế Chi. Bà ta cũng chính là đối tượng bình thường hay bị đám bảo vệ đem ra nói xấu nhất, bọn họ không ưa bà ta chỉ đơn giản là vì bà ta hay xem thường người khác. Vợ ơi! La Lương Bình thấy người phụ nữ này xuất hiện liền đẩy Trần Triệu Dương ra, bước nhanh tới chỗ bà ta. Trần Triệu Dương không ngờ, vợ của La Lương Bình lại là Vạn Quế Chi. Vạn Quế Chi lườm La Lương Bình một cái, bà ta nghiến răng nói, chuyện của ông, trở về tôi sẽ tính sổ sau. Ha ha, La Lương Bình nở một nụ cười lấy lòng. Vạn Quế Chi vừa xuất hiện đã cực kỳ vinh váo tự đắc nói, cái lũ bảo vệ ngu xuẩn các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cút đi. Giám đốc Vạn đúng không, chồng của bà làm phiền cấp dưới, có ý đồ quấy rối, chuyện này bà định xử lý thế nào đây? Trần Triệu Dương đi tới trước mặt Vạn Quế Chi nói. Đúng vậy, giám đốc Vạn, chuyện này xử lý thế nào đây? Không thể thế này là xong đâu. Mấy bảo vệ thấy Trần Triệu Dương ra mặt, liền vô cùng tự tin. Vạn Quế Chi chống nạnh lạnh lùng hừ một tiếng, cậu nói chồng tôi quấy rối cấp dưới đúng không? Có ai nhìn thấy không? Ai nhìn thấy thì có thể đứng ra đây. Vạn Quế Chi nói như vậy, người của bộ phận quan hệ công chúng đều im thin thít. Với những loại chuyện thế này, cho dù bọn họ có nhìn thấy cũng không dám lên tiếng. Vạn Quế Chi không thấy ai lên tiếng, liền khinh thường nói, các người nói chồng tôi quấy rối cấp dưới, tôi thì lại nghĩ là cô ta không biết liêm sỉ, vì muốn thăng chức mà quyến rũ chồng tôi. La Lương Bình thấy Vạn Quế Chi nói như vậy, cũng tán thành nói, đúng vậy. Cô ta vì muốn thăng chức mà chạy đến phòng làm việc của tôi, quyến rũ tôi. Tôi không đồng ý thì cô ta bắt đầu cởi quần áo của mình ra, còn tự tát mặt mình đe dọa tôi nữa. Không phải như vậy, Hồ Tiểu Nhạc nghe xong những lời này của La Lương Bình liền kích động hòa khóc. Hừ, tưởng mình có chút nhan sắc là bắt đầu muốn bán thân để thăng chức. Vạn Quế Chi khinh thường nói. May mà tôi không bị lừa, La Lương Bình cũng đắc ý lên tiếng. Hồ Tiểu Nhạc oan ức khóc. Không phải như vậy, không phải như vậy, rõ ràng là ông ta cưỡng ép tôi. Tôi không đồng ý thì ông ta liền đánh tôi. Con mẹ nó, tao liều mạng với chúng mày. Hồ Đại Quân gào thét chửi bới. Mấy bảo vệ ở đó cũng vô cùng tức giận. Bọn họ biết Vạn Quế Chi đang đổi trắng thay đen, nhưng bọn họ cũng đâu thể làm gì. Đối phương đều là cấp trên, còn bọn họ chỉ là một đám bảo vệ quen, không dây vào nổi. Suy cho cùng bọn họ còn rất nhiều người phải nghĩ cho bát cơm của mình. Giữ Đại Quân lại cho tôi. Trần Triệu Dương nói với người phía sau, chuyện này để tôi giải quyết là được rồi, mấy người đừng xen vào. Trần Triệu Dương lúc này vô cùng tức giận. Anh chưa từng thấy người nào mặt dày tới như vậy. Vạn Quế Chi quan sát Trần Triệu Dương, bà ta khinh thường hừ một tiếng, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có thể giải quyết, ha, hừ, La Lương Bình cũng tỏ vẻ khinh thường. La Lương Bình có thể trắng trợn làm ra loại chuyện này trong công ty là vì có chỗ dựa là Vạn Quế Chi. Hiện giờ Vạn Quế Chi tới rồi lão ta đương nhiên sẽ càng đắc ý. Bảo con đĩ này xin lỗi bọn tôi, ngay và luôn, sau đó các người cút hết đi, có thể tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn không thì tôi sẽ sa thải hết các người, Vạn Quế Chi nhìn một vòng, khinh thường nói, công ty muốn đuổi mấy bảo vệ quen như các người cũng chỉ đơn giản như giết chết một con kiến. Đã nghe thấy chưa? Mau xin lỗi rồi cút đi, La Lương Bình nhắc lại lời Vạn Quế Chi. Hồ Tiểu Nhạc thấy vậy không kìm được nước mắt nữa. Cô ấy vừa kéo Hồ Đại Quân lại vừa khóc lóc không thôi. Cô biết cho dù đối phương có muốn đổi trắng thay đen, bọn bỏ cũng chẳng thể làm gì. Bốp! Nhưng lúc này, một tiếng tát chói tai vang lên. Mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cái tát vừa nãy là Trần Triệu Dương đánh lên mặt La Lương Bình. La Lương Bình bị đánh tới nỗi kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Vạn Quế Chi thấy vậy, liền kích động chửi bới, thằng bảo vệ quen này, mày dám đánh cả chồng tao à? Tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Bà không tha cho tôi, là tôi không tha cho bà mới đúng đấy. Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Bốp! Trần Triệu Dương nói xong lại hung hăng tát mạnh vào mặt Vạn Quế Chi. Á! Vạn Quế Chi cũng hét lên rồi ngã xuống đất. Wow!
Chứng kiến một màn này, những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Bọn họ không ngờ Trần Triệu Dương lại dũng cảm như vậy, trực tiếp ra tay đánh hai vợ chồng Vạn Quế Chi. Vạn Quế Chi là cấp trên đấy, loại người này không dây vào được đâu. Mấy bảo vệ thấy Trần Triệu Dương ra tay như vậy cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Họ thấy rất đã, nhưng cũng toát mồ hôi hột thay Trần Triệu Dương. Mẹ kiếp, mày dám ra tay với ông phải giết chết mày. Bị Trần Triệu Dương đánh, La Lương Bình cảm thấy vô cùng nhục nhã, lão ta kích động chửi bới. Trần Triệu Dương lại xông lên, cho lão ta một cái bạt tai nữa. Ông muốn giết tôi hay là tôi muốn giết ông đây? Trần Triệu Dương cho La Lương Bình mấy bạt tai, bây giờ tôi cho ông một cơ hội, giải thích mọi chuyện với mọi người. Nếu không rõ ràng hôm nay tôi sẽ đánh chết ông. Trần Triệu Dương không nể nang gì La Lương Bình. Anh cảm thấy nếu không đánh loại người như La Lương Bình nghĩa là đã có lỗi với bản thân. Ngoài việc suýt nữa đã hủy hoại thanh danh của một cô gái, bây giờ lão ta còn định bôi nhọ danh dự của người ta. Loại người này đúng là không bằng cả cặn bã. Vạn Quế Chi thấy chồng mình bị đánh như vậy liền xông tới chỗ Trần Triệu Dương hét lên, thằng điên này, thả chồng bà ra. Bộp! Trần Triệu Dương đẩy Vạn Quế Chi sang một bên. Sau đó anh kéo La Lương Bình ra, tôi hỏi ông có chịu giải thích rõ chuyện này không? Vạn Quế Chi ngã xuống đất, bà ta gào với bảo vệ ở bên cạnh, lũ bảo vệ các người đang làm cái gì vậy? Mau ngăn cậu ta lại, mau ngăn cậu ta lại. Mấy bảo vệ nghe thấy nhưng giả vờ điếc, không một ai quan tâm đến bà ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhóm bảo vệ đứng im, vậy nên những người xung quanh cũng chẳng dám làm gì cả. Nhưng lúc này bọn họ đều ngạc nhiên không thôi, chẳng ai có thể ngờ rằng một tên bảo vệ quèn lại hung hăng như thế. Thấy gai mắt là xông vào đánh tới tấp, chẳng buồn nói lý gì hết. Hơn nữa bọn họ biết kiểu người như Vạn Quế Chi sẽ chẳng chịu nói lý với anh đâu. Thấy không ai giúp đỡ, Vạn Quế Chi kích động hô lên, thằng chó, dám đánh bọn tao, tao liều mạng với mày. Dứt lời, Vạn Quế Chi định ngăn cản không cho Trần Triệu Dương đánh nữa. Bốp! Trần Triệu Dương tát Vạn Quế Chi ngã lăn ra đất. Bà câm miệng lại cho tôi. Trần Triệu Dương lạnh lùng lườm Trần Triệu Dương, bà dám nói thêm câu nào nữa là tôi đánh cả bà đấy. Nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Trần Triệu Dương, Vạn Quế Chi sợ đến mức run như cầy sấy. Bà ta đứng im không dám làm gì cả. Nhưng rồi bà ta nhanh chóng hô lên, giết người, có kẻ giết người. Trong động tác thô bạo của Trần Triệu Dương thì đúng là giống đang giết người thật. La Lương Bình bị tát xây sầm mặt mày. Trần Triệu Dương tát La Lương Bình hai cái nữa rồi lạnh lùng nói, bây giờ ông nói ra sự thật được chưa? Nói, tôi nói. Xin cậu đừng đánh nữa. La Lương Bình nói trong đau đớn, lão ta sợ Trần Triệu Dương đánh tiếp thì lão ta sẽ bị đánh chết thật mất. Cả đời này chắc La Lương Bình cũng chưa bao giờ nghĩ đến rằng lão ta lại bị một tên bảo vệ quèn đánh sấp mặt ở công ty. Đại quân, chuẩn bị điện thoại để quay lại, Trần Triệu Dương nói. Được, Hồ Đại Quân lập tức lấy điện thoại ra. Không chỉ có một mình Hồ Đại Quân mà còn rất nhiều người lấy điện thoại ra quay video. Chúng mày không? Vạn Quế Chi định ngăn cản không cho mọi người quay video thì Trần Triệu Dương lại trợn mắt lườm bà ta một cái, khiến bà ta không dám nói tiếp nữa. Nói. Trần Triệu Dương túm lấy La Lương Bình nói. La Lương Bình bị đánh rụt vòi thật rồi. Lúc này lão ta lập tức khóc lóc mà kể, mọi chuyện. Đều là lỗi của tôi. Tôi đã tia Hồ Tiểu Nhạc lâu rồi. Đồng thời cũng đã ám chỉ cô ta rất nhiều lần, nhưng cô ta không phối hợp. Hôm nay tôi thấy trong văn phòng chỉ có một mình tôi, bèn gọi cô ta vào, định bụng nói thẳng với cô ta. Nào ngờ cô ta không chịu. Bốp! Người ta không chịu là ông ép người ta hả? Trần Triệu Dương vung ra một cái tát, anh nói trong sự phẫn nộ, cặn bã. Tôi nói với cô ta là chỉ cần cô ta theo tôi thì tôi sẽ thăng chức cho cô ta. Hu, cô ta vẫn không chịu, nhưng cô ta đẹp quá, tôi không khống chế được bản thân. Chỉ có thể ép. Cô ta muốn phản kháng, thế là tôi mới tát cô ta, định cưỡng bức. Bốp, bốp, Trần Triệu Dương tát thật mạnh. Không bằng cả cặn bã, ngoài việc ép buộc ra thì ông còn làm gì nữa? Tôi còn lấy anh cô ta ra để uy hiếp, nói rằng nếu cô ta không ngủ với tôi thì tôi sẽ đuổi việc anh trai cô ta. La Lương Bình nói với vẻ mặt cầu xin, nhưng cuối cùng cô ta vẫn chạy thoát, tôi chưa làm gì thật mà. Thật đấy, tôi chưa làm gì cả. Tôi biết chỉ cần Hồ Tiểu Nhạc ở đây thì sau này tôi vẫn có cơ hội. Bốp! Loại xúc sinh!
Trần Triệu Dương tức giận mắng. Những người đang vây xem cũng mắng mỏ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi hứa với cậu là sau này tôi không làm bậy nữa. Còn chuyện đổi trắng thay đen là do bà ta nghĩ ra, không liên quan gì đến tôi. Đừng đánh tôi nữa. La Lương Bình nhìn Vạn Quế Chi rồi van xin. Ngoài Hồ Tiểu Nhạc ra thì trước kia ông có từng làm chuyện gì tương tự như hôm nay không? Trần Triệu Dương lại nhìn La Lương Bình hỏi. La Lương Bình bắt đầu do dự. Bốp! Trần Triệu Dương lại giáng cho lão ta một cái bạt tai. Nói, Trần Triệu Dương lạnh giọng nói. Có, tôi nói hết, cậu đừng đánh nữa. La Lương Bình không dám cãi lại, lão ta lập tức nói lia lịa. Chị Nam Cung, xảy ra chuyện rồi. Lúc này, Ninh Tĩnh vội vã mở cửa phòng làm việc của Nam Cung Yến ra và nói. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Yến ngẩng đầu hỏi. Tôi nghe nói Trần Triệu Dương vừa đánh La Lương Bình và Vạn Quế Chi, Ninh Tĩnh nói. Cái gì? Nam Cung Yến đứng bật dậy nói, sao lại có chuyện ấy? Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, hình như anh ta bênh vực một cô gái rồi đánh hai người kia. Tôi nhận được tin là tới báo cho chị luôn. Ninh Tĩnh nói, anh ta không thể an phận một chút được sao? Bảo anh ta tới bộ phận quan hệ xã hội, ngày đầu tiên đã đánh người ta rồi. Anh ta đang ở đâu? Nam Cung Yến nghiến răng nói. Cô cảm thấy hơi nhức đầu. Thân phận của Vạn Quế Chi không hề đơn giản, Trần Triệu Dương đánh bà ta như thế thì khó giải quyết lắm đây. Chắc là vẫn còn ở bộ phận quan hệ xã hội. Ninh Tĩnh nói, chúng ta tới đó luôn xem sao. Nam Cung Yến sầm mặt lại. Cô vội vã đi ra ngoài, cái tên này. Tôi chỉ muốn đá bay anh ta đi thôi, chuyên rước phiền phức về cho tôi. Ninh Tĩnh cũng sải bước đi theo Nam Cung Yến. Cô ta cũng cảm thấy Trần Triệu Dương rất hay gây chuyện. Mới đánh Tất Văn Bách cách đây không lâu, bây giờ lại đánh Vạn Quế Chi và La Lương Bình ngay ở công ty. Hai người này có tiếng là khó chơi trong công ty, Nam Cung Yến cũng không dám đắc tội bọn họ. Bây giờ Trần Triệu Dương lại đánh bọn họ. Nghe nói còn là vì một cô gái. Trong bộ phận quan hệ xã hội, La Lương Bình kể ra một loạt các tội lỗi của lão ta. Vạn Quế Chi đứng bên cạnh nghe, sắc mặt bà ta vô cùng âm trầm, bởi vì bà ta không ngờ chồng mình lại giấu giếm bà ta làm nhiều chuyện mờ ám như thế. Những người xung quanh nghe La Lương Bình nói vậy cũng cảm thấy phẫn nộ, bọn họ chỉ muốn mắng La Lương Bình là loại súc vật. Bốp! Trần Triệu Dương tát La Lương Bình một cái, mắng. Mắng ông là loại súc vật còn là sỉ nhục súc vật nữa. Đúng thế, không ngờ ông ta lại là loại người như vậy. Loại này phải giao ngay cho cục cảnh sát mới được. Bị đánh là đáng đời. Đánh hay lắm. Những người xung quanh nhao nhao nói. Lúc này Trần Triệu Dương túm lấy La Lương Bình hỏi, còn gì nữa không? Hết rồi, hết thật rồi, La Lương Bình gào khóc, xin cậu đừng đánh tôi nữa. Hết rồi chứ gì, ông xin lỗi Hồ Tiểu Nhạc ngay cho tôi. Trần Triệu Dương nói với La Lương Bình. Tiểu Nhạc, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, tôi xin lỗi. La Lương Bình khóc nói. Còn cả bà nữa. Trần Triệu Dương đá Vạn Quế Chi một cái. Vạn Quế Chi nói lý nhí, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tiểu Nhạc, sao rồi? Cô đã nguôi giận chưa? Nếu chưa thì anh Thanh đây sẽ tiếp tục dạy dỗ tên cặn bã này. Trần Triệu Dương nói với Hồ Tiểu Nhạc. Hồ Tiểu Nhạc gật đầu, nói với đôi mắt đỏ hoe, vậy là được rồi. Thấy Trần Triệu Dương đánh La Lương Bình tới tấp như thế, Hồ Tiểu Nhạc chẳng còn bực tức gì nữa, hơn nữa khi cô nhìn sang Trần Triệu Dương thì còn lộ ra sự sùng bái rõ rệt. Tiểu Nhạc tha thứ cho ông rồi, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho cái loại súc vật như ông. Trần Triệu Dương nghiến răng mắng, nhìn xem loại cặn bã như ông đã hủy hoại sự trong sạch của bao nhiêu người. Tôi phải dạy dỗ ông thay bọn họ. Nói rồi Trần Triệu Dương lại giơ tay lên. Trần Triệu Dương, anh dừng tay lại cho tôi. Nhưng lần này Trần Triệu Dương còn chưa hạ tay xuống thì giọng nói của Nam Cung Yến đã vọng tới. Tổng Giám Đốc Nam Cung tới rồi. Tổng Giám Đốc Nam Cung. Những người xung quanh rối rít tách ra thành một lối đi. Thấy Nam Cung Yến tới, Vạn Quế Chi lập tức bò dậy, chạy tới chỗ cô rồi nói, Nam Cung Yến. Dù thế nào cô cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích, phải trừng phạt tên ác ôn đó thật nặng. Cậu ta dám đánh bọn tôi, phải tống cậu ta tới cục cảnh sát. Muốn còng đầu thì còng đầu mấy người đấy. Trần Triệu Dương nhìn Vạn Quế Chỉ nói. Tổng Giám Đốc Nam Cung, cô đừng nhúng tay vào chuyện này, bọn họ gieo gió ắt phải gặt bão thôi. Để tôi tống bọn họ vào sở cảnh sát là được.
Trần Triệu Dương vừa nói vừa lôi La Lương Bình đi. Trần Triệu Dương, được rồi, anh dừng tay lại cho tôi. Nam Cung Yến lạnh mặt nói. Dừng tay. Trần Triệu Dương hỏi. Nam Cung Yến cắn răng nói, bây giờ mọi người lập tức rời khỏi đây cho tôi. Nam Cung Yến nhìn thấy Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình bị đánh te tua, cô cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng cô cũng hết cách rồi. Thực lực của Trần Triệu Dương cô là người biết rõ nhất. Trần Triệu Dương, chuyện còn lại để cho Tổng Giám Đốc Nam Cung giải quyết là được rồi, anh đừng gây thêm phiền phức nữa, Ninh Tĩnh thật lòng khuyên nhủ. Được thôi. Trần Triệu Dương nhìn qua Nam Cung Yến và Ninh Tĩnh rồi anh gật đầu. Trần Triệu Dương nhận ra chuyện của La Lương Bình xem như là việc xấu trong nhà. Nên xử lý ra sao? Nên giải quyết thế nào thì Nam Cung Yến sẽ quyết định. Chúng ta đi thôi. Trần Triệu Dương buông La Lương Bình ra rồi nói với những người ở phía sau. Đám người Hồ Đại Quân nghe thấy sau đó liền đi theo Trần Triệu Dương ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, bọn họ quay lại nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng Nam Cung Yến, trong lòng có chút bất an. Bọn họ nghĩ lần này quậy một trận lớn như vậy, có lẽ không chỉ Trần Triệu Dương bị đuổi mà có khi cả đám cũng cuốn gói theo luôn. Nam Cung Yến, cô để bọn chúng đi như vậy à? Vạn Quế Chỉ vừa thấy bọn Trần Triệu Dương rời đi, bà ta liền kích động gào hét, vừa rồi hẳn ra tay đánh vợ chồng tôi, cả đám bảo vệ kia nữa, bọn chúng đều là đồng phạm. Tại sao không ngăn hẳn lại, La Lương Bình cũng bụng mặt đau giống lên. Nam Cung Yến nhìn vẻ mặt của hai người họ, trong lòng cô thầm nghĩ, lúc anh ta còn ở đây sao hai người không ngon mà nhào lên ngăn anh ta đi. Những người đứng cạnh Nam Cung Yến cũng nghĩ thế, lúc Trần Triệu Dương còn ở đây thì sợ sệt y như cháu anh ta vậy. Phó Giám Đốc Vạn, trưởng phòng La chuyện này vào. Phòng làm việc nói đi. Chúng ta cùng bàn xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nam Cung Yến nói với hai người bọn họ. Còn giải quyết cái gì, còng đầu hắn đi. Báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến xử lý hẳn. Hai người Vạn Quế Chỉ kích động gào lên. Nam Cung Yến không nói thêm câu nào, cô sải bước đi vào phòng làm việc của La Lương Bình. Hai người Vạn Quế Chỉ khẽ cần răng đi theo Nam Cung Yến vào phòng. Anh Dương, anh làm thế có khi nào bị bắt bỏ tù không? Trở lại phòng bảo vệ, Hồ Tiểu Nhạc lo lắng hỏi, anh ra tay đánh bọn họ như vậy, em sợ bọn họ sẽ báo cảnh sát bắt anh mất. Trần Triệu Dương lấy áo đồng phục bảo vệ khoác lên người Hồ Tiểu Nhạc rồi an ủi nói, cô yên tâm nhé. Tôi không sao đâu, bây giờ quan trọng nhất là cô không sao, cô có đỡ giận hơn chưa? Nếu còn chưa hả giận, tôi sẽ đi đánh bọn chúng thêm một trận nữa. Hồ Tiểu Nhạc vội vàng gật đầu nói. Em hết giận rồi, cảm ơn anh Dương. Hồ Tiểu Nhạc nhìn thấy Trần Triệu Dương như vậy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Vốn là trước đó cô còn đang buồn lắm, vậy mà bây giờ thì quên sạch rồi. Anh Dương, cảm ơn anh, xem như là tôi nợ anh, sau này có chuyện gì cần anh cứ bảo tôi làm cho. Hồ Đại Quân kéo Trần Triệu Dương, vô cùng kích động nói, nếu không có anh giúp Tiểu Nhạc sẽ bị oan khuất đến chết. Hơn hết sự trong sạch của Tiểu Nhạc cũng sẽ bị bọn họ vấy bẩn mất. Là anh em thì đừng nói những câu này. Trần Triệu Dương vỗ vai Hồ Đại Quân, quan trọng là Tiểu Nhạc không sao. Hồ Đại Quân nghiêm túc gật đầu. Anh Dương, giờ tính sao? Không thì chúng ta cùng nhau gánh. Đúng vậy, nếu chúng ta cùng nhau gánh, có lẽ công ty sẽ không đuổi anh. Cùng lém thì bị xử phạt tập thể. Mấy người bảo vệ bên cạnh rối rít nói. Vớ vẩn. Trần Triệu Dương nhìn cả đám mắng, anh đây tự làm tự chịu, sao lại để mấy cậu gánh? Mấy cậu cứ yên tâm làm việc, của mình đi, những chuyện khác không cần lo, anh đây sẽ không sao cả. Mấy cậu không giống như anh đây chỉ có một thân một mình, mấy cậu còn phải lo miếng ăn cho gia đình nữa đấy. Trần Triệu Dương hiểu rõ bọn họ nghĩ gì trong đầu, thế nên anh lập tức cắt đứt suy nghĩ đó đi. Anh Dương, dù học vấn em không cao, nhưng em biết thế nào là đúng sai. Chuyện hôm nay em cảm thấy anh làm đúng, hơn nữa còn là chuyện chính nghĩa. Thế nên em muốn ủng hộ anh, em sẽ cùng anh gánh vác. Lúc này, một người trẻ tuổi nhất đội bảo vệ là Tiểu Mao cười nói, dù sao thì em cũng chỉ có một mình. Anh Dương, mấy cái đạo lý lớn lao tụi em không biết, nhưng em biết một điều, nếu là anh em thì cùng quậy cùng chịu. Chuyện này nói gì thì nói em cũng có phần. Đúng vậy, cùng quậy cùng gánh, những người thuộc phòng bảo vệ rối rít nói. Hồ Đại Quân thấy vậy bèn quát lớn, mấy người đứng đây tào lao cái gì? Chuyện này là do tôi, có bị vào tù cũng là tôi vào. Trần Triệu Dương thấy mọi người như thế cũng không biết nên nói gì.
anh cảm thấy giống như quay về những ngày tháng trước kia, mấy người anh em cùng nhau gây chuyện cùng nhau chịu tội vậy. Gây ra chuyện như vậy mấy người cảm thấy tự hào lắm hả? Còn như mở tiệc ăn mừng ấy, không cần làm việc nữa sao? Toàn bộ quốc gia ngoài làm việc cho tôi. Lúc này giọng Dương Lệ gắt gỏng vang lên. Mọi người vừa thấy Dương Lệ liền bình tĩnh lại. Dương Lệ đi tới trước mặt Trần Triệu Dương, cô ấy nghiến răng trách, Trần Triệu Dương tên khó ưa nhà cậu có thể bớt rước thêm phiền phức hộ tôi được không hả? Đội trưởng Dương, chuyện này là, Hồ Đại Quân đang muốn giải thích. Dương Lệ trừng mắt nhìn anh ta một cái, dọa anh ta lập tức ngậm miệng lại luôn. Trần Triệu Dương, đợi lát nữa đi tìm Tổng Giám Đốc với tôi, lúc đó cậu phải nói chuyện này do tôi bảo mấy người làm như vậy, Dương Lệ nói tiếp. Hả? Dương Lệ nói như vậy làm mọi người đều sửng sốt, nhưng ngay sau đó cả đám đã phản ứng lại, Dương Lệ định. Một mình ôm hết chuyện này. Đội trưởng Dương không cần phải thế đâu, Trần Triệu Dương cười khổ nói. Trần Triệu Dương vẫn luôn nghĩ rằng Dương Lệ không ưa gì mình, cô ấy sẽ nhân cơ hội này đá mình đi. Nhưng không, ngờ cô ấy lại là người có tình có nghĩa như vậy. Đội trưởng Dương, chuyện này không liên quan đến cô Mài. Cô cũng không có mặt ở hiện trường. Đám người Hồ Đại Quân nháo nhào lên. Dương Lệ hừ lạnh nói, mấy cậu nghĩ xảy ra chuyện như vậy rồi, người đứng đầu là tôi không có trách nhiệm gì sao. Hơn nữa tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt đám đàn ông thúi mấy người. Công ty có đuổi tôi thì cũng đúng lúc, tôi có thể nghỉ ngơi một chút, khỏi phải gặp mấy người nữa. Tuy ở phòng bảo vệ đều là những người thô kệch, nhưng nghe những lời nói này của Dương Lệ bọn họ vẫn hiểu được. Dương Lệ là đang muốn bảo vệ họ. Bình thường bọn họ đều cảm thấy Dương Lệ hung dữ, rất khó để nói chuyện. Hôm nay nghĩ lại, lâu nay vẫn là do Dương Lệ bao che cho bọn họ. Bây giờ nói những lời này có phải quá sớm không? Trần Triệu Dương mỉm cười ung dung nói không. Chừng, chúng ta chẳng sao đâu. Trần Triệu Dương, cậu thật sự nghĩ rằng công ty này do nhà cậu mở hả? Dương Lệ nghiến răng nói, chuyện lần này tôi sợ gặp phiền phức lớn rồi. Đám người Hồ Đại Quân đều gật đầu, đánh cấp trên công ty không có chuyện mới lạ đó. Trần Triệu Dương vẫn vui vẻ cười nói không chừng công ty này do nhà tôi mở thật thì sao? Ha ha! Trần Triệu Dương ngẫm lại, dù sao cũng là của bố vợ mình. Nói là của nhà mình chắc không khác mấy. Hừ, đồ đầu đất, Dương Lệ hừ nhẹ mắng. Trần Triệu Dương đánh la lương bình te tua không lâu thì có người nhanh chóng đăng một bài viết trên diễn đàn nội bộ công ty. Topic của bài viết này thu hút vô số người vào xem, ghi là bảo vệ coi trời bằng vung hành hung cấp trên công ty. Lúc này đúng ngày giờ nghỉ trưa, nên vừa đăng lên, bài viết lập tức thu hút vô số chú ý của mọi người. Người trong công ty nhìn thấy nội dung bài viết, bọn họ liền sôi nổi đăng bài chửi mắng. Văn hóa tên bảo vệ này thật lùn, ngay cả cấp trên công ty cũng dám đánh, đúng là coi trời bằng vung. Yêu cầu công ty trừng phạt nghiêm khắc tên côn đồ này. Nên đuổi việc, tống vào sở cảnh sát đi. Loại người này không đủ tiêu chuẩn làm bảo vệ của công ty, tôi cảm thấy không an toàn chút nào. Lại là tên đó, hồi trước cũng là hẳn ra tay đập xe làm người khác bị thương nữa. Nhất định là côn đồ vô lại. Loại người này đúng là rác rưởi mà. Ủng hộ công ty, ủng hộ phó giám đốc Vạn, không thể bỏ qua cho loại rác rưởi này được. Đa phần đều là những người muốn chĩa mũi dùi vào Trần Triệu Dương, bọn họ vừa thấy bài viết thì lập tức chửi bới trên đó. Đương nhiên cũng không ít người là vì muốn nịnh bợ, lỡ mấy người Vạn Quế Chi nhìn thấy cũng không tồi. Bên trong phòng bảo vệ, Hồ Tiểu Nhạc nhận được một cuộc điện thoại, vừa nói được mấy câu liền cúp ngang. Sau đó cô ta cầm điện thoại tiếp tục xem. Xem một hồi liền đỏ mắt nói, những người này vốn chẳng biết gì cả, mắng oan người tốt. Anh Dương rõ ràng là người tốt mà. Tiểu Nhạc, sao thế? Có ai uy hiếp em à? Đám người Hồ Đại Quân vội vã quan tâm hỏi. Mấy anh xem này, người trong công ty mắng chửi anh Dương trên diễn đàn, Hồ Tiểu Nhạc cảm thấy vô cùng uất ức. Nói, bọn họ mắng rất chói tai. Hồ Tiểu Nhạc vừa nói xong. Mấy người nhân viên bảo vệ lập tức lấy điện thoại ra xem. Bọn họ thấy những lời bàn tán trên diễn đàn lập tức chửi đồng lên. Đám người này vốn chẳng biết gì cả. Máng chửi thật chói tai. Cứ như thế này, tôi sợ anh Dương lành ít dữ nhiều quá. Dương Lệ xem xong quay sang nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình đều là người kỳ cựu của công ty. Chuyện lần này tôi sợ ngay cả chủ tịch cũng không bảo vệ được cậu. Hay là cậu nhanh chóng đi đi. Rời khỏi thành phố Nam Hải, hoặc tìm người giúp đỡ.
Dương Lệ ngẫm lại có lẽ Giang Tử Phong có thể giúp được Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương dửng dưng cười nói, không sao đâu. Thấy dáng vẻ Trần Triệu Dương vẫn ung dung như vậy, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu thôi. Lúc này bọn họ tiếp tục theo dõi diễn biến trên diễn đàn, cảm thấy bất bình thay Trần Triệu Dương. Rõ ràng Trần Triệu Dương làm chuyện tốt, vậy mà lại lần nữa biến thành người mang tội ác tày trời. Anh Dương, thật sự thật xin lỗi anh. Hồ Tiểu Nhạc vừa đỏ mắt vừa nói. Nhóc ngốc này, Trần Triệu Dương nhìn lướt qua Hồ Tiểu Nhạc trước mặt nói, bọn họ thích mắng thì cứ mảng cho đã đi, có mảng tôi cũng không mất miếng thịt nào. Chúng ta cũng viết bài đi, phải đòi lại công bằng cho anh Dương. Đám người Hồ Đại Quân nói. Nhưng mà chỉ có mấy người bảo vệ, có đăng như thế nào cũng như ném đá xuống biển, không thì lại bị người ta dập lại. Dù sao thì lúc này Trần Triệu Dương cũng bị người ta mắng tan tác trên diễn đàn nội bộ công ty rồi. Bên trong phòng làm việc, vẻ mặt Nam Cung Yến không có biểu cảm gì. Theo Nam Cung Yến nghĩ, cô mong rằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hai người Vạn Quế Chi và La Lương Bình lại không nghĩ thế. Vạn Quế Chi đang cầm tablet, bà ta chỉ vào bài viết trên diễn đàn nói, Tổng Giám Đốc Nam Cung, cô xem, chuyện lần này phức tạp đến mức nào, nếu còn không trừng phạt nghiêm khắc, tôi e rằng khó mà làm cấp dưới phục đấy. La Lương Bình cũng bụng mặt nói, dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được bỏ qua cho hẳn. Phải bắt hắn đến sở cảnh sát, phải nhốt hắn trong đó mấy năm. Tốt nhất là cho hẳn ở đấy cả đời luôn đi. Nam Cung Yến ngồi trên ghế, xem phản ứng của những người trên diễn đàn. Sắc mặt cô liền trầm xuống. Euro biết bài viết này xuất hiện e rằng chính là do Vạn Quế. Chỉ bày mưu tính kế sắp đặt, đa phần là những người nịnh bợ Vạn Quế Chi. Trần Triệu Dương chỉ là một tên bảo vệ quen, ai mà thèm nói hộ anh chứ. Nhưng cô cũng đang vô cùng khó xử. Muốn đuổi Trần Triệu Dương là chuyện không thể nào. Muốn để hai người Vạn Quế chỉ bỏ qua càng là chuyện bất khả thi. Nhưng Nam Cung Yến lãnh đạm nói, trưởng phòng La, ông biết nếu làm lớn chuyện này, bị truyền ra ngoài cũng chẳng có gì tốt cho ông. Hừ, tôi mặc kệ, tôi muốn hẳn phải chết. Vạn Quế Chi có chút hung hăng nói, Nam Cung Yến, chẳng lẽ cô muốn bảo vệ hẳn sao? Hừ, chỉ là một tên bảo vệ quen mà thôi, La Lương Bình khinh thường nói. Trưởng phòng La, ông đã bị quay video rồi, Nam Cung Yến lạnh nhạt nói, nếu báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến bọn họ giao video cho cảnh sát, hai người không sợ sao? Vậy thì sao? La Lương Bình căn răng kích động nói, tôi bị ép buộc, những cái đó cũng không phải sự thật. Tôi cảm thấy cũng nên nghĩ cho danh dự của công ty. Chuyện này xem như chuyện lớn hóa nhỏ, thông báo nội bộ là được rồi. Cùng lắm thì cho thôi việc, Nam Cung Yến mặt không đổi sắc nói, nếu làm lớn chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của công ty. Không thể chuyện lớn hóa nhỏ được. Nam Cung Yến bây, giờ tôi ra lệnh cho cô, lập tức báo cảnh sát còng đầu hắn cho tôi, nếu không thì để chúng tôi tự báo. Còn nữa, phải bắt hắn xin lỗi chúng tôi không tin tôi không làm gì được một tên bảo vệ quen. Nghe xong những lời Nam Cung Yến nói, hai người Vạn Quế chỉ lập tức hùng hổ hăm dọa. Nếu như cô không làm chủ được thì gọi bố cô đến đây, Vạn Quế chỉ nói, chuyện này ông ấy chắc chắn sẽ biết nên đứng về phe nào. Đúng là một đứa con gái. Làm có chút chuyện cũng không quyết đoán được. La Lương Bình cũng khinh khỉnh nói, không biết làm sao. Cô làm tổng giám đốc được luôn đấy, giờ còn nghĩ cho một. Tên bảo vệ quen, cô với hắn có gì với nhau à? Hai người Vạn Quế chỉ nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Ninh Tĩnh đứng sau lưng Nam Cung Yến nghe không lọt tai chút nào. Cô ta cảm thấy hai người này quả thật quá khó ưa, rõ ràng bản thân mình cũng có sai, cuối cùng lại muốn ỷ thế hiếp người. Hơn nữa hai người họ ỷ bản thân là nhân viên kỳ cựu của công ty, ngay cả Tổng Giám Đốc Nam Cung Yến cũng không coi ra gì. Nam Cung Yến nhìn thái độ của hai người bọn họ, cả mặt tối sầm lại. Thật ra cô cũng nhịn hai người này rất lâu rồi, nhưng không nhịn không được. Cô không xử lý được thì chúng tôi đi tìm chủ tịch. Vạn Quế Chi đập bàn nói. Sau đó bà ta và La Lương Bình sải bước muốn đi ra ngoài. Ngay lúc bọn họ mở cửa ra, phát hiện có một đám người đang đứng ở ngoài nghe trộm. Bọn họ nhìn thấy hai người. Vạn Quế chỉ đi ra thì bị dọa vội vàng lùi về sau mấy bước. Phó Giám Đốc Vạn, Nam Cung Yến lớn tiếng gọi. Sao nữa? Vạn Quế chỉ dừng lại nhìn Nam Cung Yến hỏi, cô nghĩ kỹ rồi. Tôi khuyên bà đừng nên tìm bố tôi thì hơn. Nam Cung Yến lạnh nhạt nói, bà có tìm ông ấy thì cũng vô ích. Hừ, tôi không tin, mặt mũi của tôi lại không đáng đồng nào.
Vạn Quế Chi, tôi hôm nay thử đánh cực xem. Vạn Quế Chi nghiến răng nghiến lợi. La Lương Bình trừng mắt lườm Nam Cung Yến, đến lúc đó để tôi xem chủ tịch sẽ đứng về phe nào. Với Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình mà nói, mang bọn họ ra so với một tên bảo vệ quen, Nam Cung Minh Đức nhất định sẽ đứng về phía bọn họ. Phó Giám Đốc Vạn, trưởng phòng La. Bọn họ vừa dứt lời, thì lúc này có một người bước ra từ trong đám đông. Người này chính là Nam Cung Minh Đức. Trên diễn đàn nội bộ công ty, mọi người vẫn đang chửi bới Trần Triệu Dương thậm tệ. Anh bị tất cả mọi người cho là loại ác ôn, loại cặn bã. Thậm chí có người còn đăng video La Lương Bình nhận lỗi, hoặc là giải thích cho Trần Triệu Dương, nhưng mọi người vẫn tin rằng La Lương Bình bị ép nói ra những lời ấy. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Hồ Tiểu Nhạc quyến rũ La Lương Bình không thành công nên mới bày ra những chuyện đó. Tóm lại, trong cái nhìn của bọn họ, vợ chồng La Lương Bình khinh thường làm những chuyện như vậy, còn tên bảo vệ quèn như Trần Triệu Dương thì chắc là vô văn hóa. Quá đáng, thật quá đáng. Hồ Đại Quân nghiến răng mắng. Có cách gì được đây, chúng ta chỉ là bảo vệ, không được ăn học nhiều, không cãi thắng bọn họ được. Nhưng rõ ràng anh Dương đã làm chuyện tốt, bây giờ tự nhiên lại bị oan. Còn cả Tiểu Nhạc nữa, rõ ràng đã bị tên xúc sinh đó ức hiếp, vậy mà đám người kia còn nói là cô ấy đi quyến rũ lão. Si, tao khinh. Các bảo vệ tức giận mắng. Em bị oan cũng chẳng sao, nhưng bây giờ anh Dương cũng bị oan, hơn nữa em sợ anh Dương sẽ bị cảnh sát bắt, Hồ Tiểu Nhạc nói nhẹ giọng. Đừng lo, Trần Triệu Dương cười thản nhiên. Trần Triệu Dương, đến lúc nào rồi mà cậu còn bình tĩnh như thế, không đi tìm người giúp đỡ đi. Dương Lệ thúc giục. Ha ha, Trần Triệu Dương cười nhẹ, tôi đứng về phía chính nghĩa mà còn cần tìm người giúp đỡ sao? Chính nghĩa ắt sẽ chiến thắng. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, Dương Lệ chẳng cáu gắt được gì nữa. Trong lúc người trên diễn đàn măng hăng nhất, có một người đã đăng một bài viết lên. Tiêu đề của bài đăng cũng rất thu hút sự chú ý của mọi người, tôi đang minh oan cho chàng trai anh hùng, không thể để anh ấy chịu oan khuất như thế được. Nhìn thấy bài đăng này, những người kia lại chuẩn bị xông vào mắng chửi, nhưng khi đọc hết nội dung của cả bài viết, ai nấy đều phải trầm mặc. Video đầu tiên trong bài đăng là video quay lại hành vi ác ôn của La Lương Bình với Hồ Tiểu Nhạc, đằng sau còn liệt kê ra vô số tội ác của lão ta. Cuối bài viết còn có lời kêu gọi tất cả những người từng bị La Lương Bình sàm sỡ đứng ra. Tuy rằng, chàng trai anh hùng chỉ là một bảo vệ quen, nhưng vẫn còn lương tâm, dám đứng ra vì chính nghĩa, vậy nên những người từng bị La Lương Bình hoặc Vạn Quế Chi đối xử bất công cũng nên đứng ra. Đám anh hùng bàn phím đọc hết nội dung thì đều im lặng, bởi vì hiện giờ chứng cứ rõ rành rành ra như thế, bọn họ chẳng thể phản bác được gì. Tôi muốn minh oan cho chàng trai anh hùng, để tôi nói trước. La Lương Bình thường xuyên kiếm cớ sàm sỡ tôi. Không thể để anh hùng chịu oan khuất. Rơi lệ, không ngờ anh hùng chỉ là một bảo vệ mà lại yêu chính nghĩa đến thế. Không mấy ai dám vì một cô gái mà chống đối quản lý cấp cao đâu, tôi đứng về phía chàng trai anh hùng. Đám anti-fan đâu rồi? Bước ra đây. Chính nghĩa sẽ không bao giờ văng mặt, chỉ thỉnh thoảng đến trễ mà thôi. Chính nghĩa ắt sẽ chiến thắng. Tôi đã gửi những thông tin lên án La Lương Bình và Vạn Quế Chi đến mail của chủ tịch rồi. Bài đăng này có thể nói là viên đá làm dậy sóng. Bình thường trong công ty có không ít người bị Vạn Quế Chi và La Lương Bình ức hiếp, lúc này hầu hết đều đứng ra. Đồng thời còn có người cảm thấy áy náy sau khi phát hiện ra chân tướng, tất cả đua nhau ủng hộ Trần Triệu Dương. Anh Dương, rốt cuộc cũng có người nói ra sự thật rồi, Hồ Tiểu Nhạc sụt sùi cười nói, hai chúng ta không còn phải oan nữa. Tốt quá rồi, người trong phòng bảo vệ hưng phấn nói. Dương Lệ chỉ thản nhiên nói, các cậu đừng vội mừng. Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình có địa vị cao trong công ty, theo công ty từ những ngày đầu khởi nghiệp, trên diễn đàn có sục sôi đến mấy thì cũng vô dụng thôi. Các cậu có ủng hộ đến mấy thì cũng chưa chắc đã có tác dụng. Những gì Dương Lệ nói khiến mọi người trở nên im lặng. Chuyện này là thật. Người ta có địa vị cao hơn anh, quyền lực lớn hơn anh chỉ là một bảo vệ quen mà thôi. Bọn họ muốn trả thù anh thì dễ như ăn cháo ấy chứ. Thấy Nam Cung Minh Đức xuất hiện, Vạn Quế Chỉ lập tức kích động nói với ông ta, chủ tịch, hôm nay chúng tôi bị một tên bảo vệ quèn đánh. Con gái của ông lại nói là đừng làm to chuyện, ông nói xem như vậy có hợp lý không? Chủ tịch, dù thế nào ông cũng phải trừng phạt tên bảo vệ quèn ấy, nếu không thì còn ra thể thống gì nữa. La Lương Bình ôm mặt nói, ông xem, tôi bị thằng đó đánh ra nông nỗi này đây.
dù thế nào thì cũng phải cho hắn biết tay, Vạn Quế Chi hừ lạnh nói. Tôi đã nghĩ ra phương án xử lý, đồng thời cũng đã in ra rồi, chỉ bằng chúng ta vào văn phòng rồi nói tiếp. Nam Cung Minh Đức nói. Công bố ở ngay đây là được. Nghe thấy câu này của Nam Cung Minh Đức, Vạn Quế Chi lập tức nhìn Nam Cung Yến và nói với vẻ mặt thách thức, thấy chưa? Như vậy mới là có quyết đoán. Cô còn non lắm. Phải học tập nhiều hơn. Đây mới là tốc độ, chờ cô giải quyết xong thì công ty phá sản mất rồi, La Lương Bình khinh thường nói. Nhìn thấy dáng vẻ này của Vạn Quế Chi, Nam Cung Yến chẳng nói gì cả. Muốn công bố ở đây thật sao? Nam Cung Minh Đức hỏi. Đương nhiên rồi, Vạn Quế Chi gật đầu nói, công bố kết quả ngay ở đây đi. Trong cái nhìn của Vạn Quế Chi, chắc chắn Nam Cung Minh Đức sẽ đứng về phía bọn họ. Bà ta là nhân viên lâu năm trong công ty, người khác vẫn phải nể mặt bà ta chứ. Công bố ở đây để mọi người biết kết quả, đồng thời cũng biết được địa vị của bà ta trong công ty. Nam Cung Minh Đức gật đầu nói, sau khi suy xét, tôi đã quyết định tạm thời bãi miễn tất cả các chức vụ của hai người trong công ty. Hả? Nam Cung Minh Đức vừa dứt lời, tất cả mọi người hô lên ngạc nhiên. Bọn họ thật sự không hề nghĩ rằng kết quả lại là thế này. Mới đầu Vạn Quế Chi hơi sửng sốt, sau đó bà ta kích động gào lên, Nam Cung Minh Đức. Ý ông là sao? Rõ ràng chúng tôi mới là người bị thương, vì sao lại bãi miễn chức vụ của chúng tôi? Vạn Quế Chi không thể tin được những gì bà ta nghe thấy. Vốn bà ta nghĩ rằng kiểu gì Nam Cung Minh Đức cũng sẽ đứng về phía bọn họ, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Thế này thì bọn họ thực sự rất bẽ mặt. Nam Cung Yến khẽ thở dài một hơi. Cô đã nói là vợ chồng Vạn Quế Chi đang tự chuốc lấy nhục mà. Bởi vì bọn họ không hề biết rằng trong lòng Nam Cung Minh Đức, địa vị của ai kia còn cao hơn cả cô nữa. Ý tôi là sao, bà không nghe rõ hả, Nam Cung Minh Đức nói. Nam Cung Minh Đức, ông dựa vào đâu mà làm như? Thế, Vạn Quế Chi nổi quạo. Chúng tôi mới là người bị đánh, La Lương Bình nghiến răng nói. Hơn nữa ông cũng chẳng có lý do gì để bãi miễn chức vụ của chúng tôi hết. Nam Cung Minh Đức hừ lạnh một tiếng, nói, Vạn Quế Chi, La Lương Bình, vừa rồi có không ít người dùng tên thật tố giác ông bà. Trước kia ông bà làm nhiều chuyện mờ ám như, thế, tôi đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng hôm nay ông bà lại làm ra chuyện này, tôi quyết định không thể bỏ qua được nữa. Nể tình ông bà đã gắn bó lâu năm với công ty nên tôi không báo cảnh sát bẻ ông bà, như thế đã là khoan dung làm rồi. Ông bà nghĩ đi. Đợi tôi báo cảnh sát hay là tự cút khỏi đây? Tốc độ xử lý của Nam Cung Minh Đức có thể nói là nhanh gọn và dứt khoát. Chỉ có điều kết quả ấy khiến người ta cảm thấy khó tin. Theo lý mà nói, Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình đã làm việc trong công ty nhiều năm như thế, không góp công thì cũng góp sức, Nam Cung Minh Đức sẽ chẳng vì một bảo vệ quen mà làm gì bọn họ. Cách tốt nhất là xử lý đám Trần Triệu Dương mới đúng. Nhưng kết quả lại khiến người ta phải trợn trừng mắt. Đúng lúc này, một nhóm cảnh sát tách đám đông ra hỏi, ai đã báo cảnh sát và nói rằng có người quấy rối tình dục. Nhìn thấy cảnh sát tới, Nam Cung Yến nói ngay, tôi là người đã báo cảnh sát, bắt bọn họ là được. Ông ta lạm dụng chức quyền sàm sỡ cấp dưới, chúng tôi còn có cả chứng cứ. Nam Cung Yến, con đĩ này, nghe vậy, La Lương Bình thức tối mảng chửi, đồng thời lão ta còn xông tới định công kích Nam Cung Yến. Cảnh sát nhanh tay be lấy La Lương Bình. Bắt ông ta về trước đã, cảnh sát trưởng ra lệnh. La Lương Bình muốn phản kháng, nhưng cảnh sát lợi hại hơn lão ta nhiều, giữ chặt rồi lôi lão ta đi. Nam Cung Minh Đức, Nam Cung Yến, hai kẻ vô lương tâm. Các người dám đối xử với bọn tôi như thế tôi sẽ không để yên cho các người. Thấy vậy, Vạn Quế Chi kích động gào lên, bà đây ở công ty bao năm như thế, không góp công thì cũng xót sức, vậy mà các người lại đối xử với bọn tôi như vậy. Chính bởi vì nể tình bà không góp công thì cũng góp sức, vậy nên tôi mới không báo cảnh sát bắt bà, Nam Cung Yến lạnh lùng nói. Bà liều mạng với mày, Vạn Quế Chỉ gào thét xông về phía Nam Cung Yến. Nam Cung Minh Đức chặn lại rồi đẩy bà ta ra, Vạn Quế Chi ngã lăn xuống mặt đất. Gọi bảo vệ đuổi bà ta ra ngoài, Nam Cung Minh Đức trầm giọng nói. Ông vừa ra lệnh là bảo vệ lập tức có mặt, thấy người bị đuổi là Vạn Quế Chi, ai nấy đều tích cực. Trực tiếp khiêng bà ta lên rồi quăng ra ngoài. Đợi đến khi Vạn Quế Chỉ bị đuổi đi, Nam Cung Minh Đức nói với những người có mặt ở đây, bây giờ không còn chuyện gì nữa rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Tôi xin hứa với mọi người là sau này trong công ty sẽ không còn loại người như vậy nữa.
Nam Cung Minh Đức trấn an nhân viên rồi dẫn Nam Cung Yến đi khỏi đó. Bố, chúng ta làm vậy liệu có ác quá không? Nam Cung Yến đi theo sau Nam Cung Minh Đức, cô hỏi. Ác sao? Nam Cung Minh Đức cười nói, chẳng phải con cũng sai người báo cảnh sát luôn đấy thôi. Phải rồi, bố làm thế là vì con rể của bố, thế còn con thì là vì điều gì? Chẳng lẽ cũng vì cậu ấy sao? Ha ha, xem ra anh hùng cứu mỹ nhân cũng có tác dụng đấy nhỉ? Con vì công ty thôi. Liên quan gì tới anh ta, Nam Cung Yến cần răng nói, nếu lần này anh ta làm sai, con tuyệt đối sẽ không bao che cho anh ta. Hơn nữa lần này cách xử lý của anh ta cũng không ổn, con phải đuổi việc anh ta. Dứt lời, Nam Cung Yến xoay người đi khỏi đó. Thấy cô như vậy, Nam Cung Minh Đức mỉm cười nói, xem ra vẫn phải để bố ra tay rồi. Chuyện Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình bị xử lý nhanh chóng lan ra khắp công ty. Chẳng bao lâu sau kết quả xử lý cũng được công bố. Công ty sẽ truy cứu trách nhiệm của Vạn Quế Chỉ và La Lương Bình. Hồ Tiểu Nhạc không sao, Trần Triệu Dương bị đuổi việc. Lúc nhận được tin này, người trong phòng bảo vệ đều không phục. Sao lại đuổi việc anh Dương, anh ấy là anh hùng của công ty chúng ta cơ mà. Đúng thế, bây giờ người trên diễn đàn đều ủng hộ anh ấy. Cho dù muốn đuổi thì cũng phải đuổi tôi chứ, để tôi đi nói với cấp trên. Hồ Đại Quân kích động nói. Em đi với anh. Hồ Tiểu Nhạc nói. Hai người ngồi xuống cho tôi. Trần Triệu Dương ấn bọn họ xuống. Dương Lệ cũng nói, hai người đừng gây chuyện nữa. Công ty không truy cứu mà sắp xếp như vậy là độ lượng lắm rồi. Hai người mà đi làm ầm lên thì cũng chẳng hay ho gì đâu. Đội trưởng Dương nói đúng rồi đấy. Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói, Hồ Đại Quân, bây giờ cậu mà làm như thế. Đến lúc đó công ty đổi ý không đuổi tôi nữa, ngày nào đội trưởng Dương cũng phải nhìn thấy tôi thì sẽ rất phiền muộn. Khi ấy cậu tha hồ mà hưởng thụ. Hừ, Trần Triệu Dương, cậu nghĩ tôi thế đấy hả? Dương Lệ nghiến răng nói, đúng là tôi muốn đuổi đi từ lâu rồi, nhưng lần này cậu làm đúng, tôi ủng hộ cậu. Chỉ có điều theo tôi thấy thì đây là kết quả tốt nhất rồi, hơn nữa. Hơn nữa? Hơn nữa gì hả? Thấy Dương Lệ có vẻ khá sốt sảng, Trần Triệu Dương lại hỏi. Dương Lệ không nói gì nữa, nhưng trong lòng cô lại đang lẩm bẩm rằng Trần Triệu Dương phải làm gì đó lớn lao hơn, không nên ở đây làm một bảo vệ quen. Ha ha, xem ra đội trưởng Dương yêu tôi mất rồi. Trần Triệu Dương cười ha ha nói, không nỡ để tôi đi, rồi. Lại ngại nói ra, cút đi, Dương Lệ đỏ mặt quát. Trần Triệu Dương ở đây đúng không? Đúng lúc này, có người mở cửa phòng bảo vệ ra. Ninh Tĩnh xuất hiện trước cửa. Thư ký Ninh, thấy Ninh Tĩnh đến, mọi người yên tĩnh lại rồi chào hỏi cô ta. Nhìn thấy Trần Triệu Dương, Ninh Tĩnh cười nói, Trần Triệu Dương, chúc mừng anh. Thư ký Ninh, cô đang cười nhạo tôi đấy à, tôi bị đuổi việc rồi mà, Trần Triệu Dương cười nói. Đúng là anh đã bị đuổi rồi, nhưng tôi mới nhận được kết quả xử lý mới nhất, Ninh Tĩnh cười nói. Còn có cả kết quả xử lý mới nhất nữa hả, có phải công ty không đuổi việc anh Dương nữa không? Thế thì hay quá. Nhóm bảo vệ đua nhau nói. Đuổi là cái chắc rồi, Ninh Tĩnh cười nói, nhưng chủ tịch đã quyết định để Trần Triệu Dương làm trợ lý của Tổng Giám đốc Nam Cung, chúc mừng anh. Làm trợ lý Tổng Giám đốc, thế thì là thăng chức rồi. Ngày nào cũng được đi theo Tổng Giám đốc xinh đẹp thế này thì vui lắm đây. Anh Dương, chúc mừng anh nhé. Nhóm Hồ Đại Quân nghe thế đều mừng thay cho Trần Triệu Dương. Thế nhưng Trần Triệu Dương lại thở dài một hơi. Trần Triệu Dương, anh không hài lòng với quyết định này. À, Ninh Tĩnh hỏi. Đương nhiên là không hài lòng rồi. Trần Triệu Dương phiền muộn nói, làm bảo vệ mới sướng, ngày nào cũng ở cổng công ty ngắm các người đẹp ra ra vào vào. Làm trợ lý của Tổng Giám đốc thì suốt ngày phải đối mặt với một cục băng, chán, chán chết mất. Hơ, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, mọi người không khỏi cạn lời. Không biết bao nhiêu người đàn ông ước ao được nhìn thấy Nam Cung Yến mỗi ngày. Còn Trần Triệu Dương thì lại bày ra cái dáng vẻ như đưa đám thế kia. Thấy anh như vậy, Ninh Tĩnh khẽ thở dài. Từ trước tới giờ cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không có chí tiến thủ như thế, nếu anh có chí tiến thủ hơn thì chưa biết chừng cô ta sẽ cho anh cơ hội tán mình. Tôi thà ở đây ngắm đội trưởng Dương hằng ngày còn hơn, Trần Triệu Dương thở dài, ít nhất thì body của đội trưởng Dương ngon hơn cục băng kia nhiều. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Dương Lệ nghiến răng mảng. Ninh Tĩnh trợn trằng mắt nhìn Trần Triệu Dương, tôi xuống đây chỉ để báo cho anh biết thôi, anh có thể nghe theo sắp đặt này hoặc là từ chức.
Dứt lời, Ninh Tĩnh xoay người bỏ đi. Các cô như thế là làm khó người ta đấy nhé. Trần Triệu Dương hô lên. Nghe câu này của anh, mọi người đều cảm thấy anh đúng là lạ đời. Người ta cầu còn chẳng có cơ hội như vậy, anh thì cứ như bị tra tấn. Sau khi Vạn Quế Chi về đến nhà thì vẫn tức đến run cả người. Bà ta thực sự không ngờ đến, Nam Cung Minh Đức chỉ vì một tên bảo vệ quen mà dám làm như vậy với bà ta. Tất nhiên người khiến cho bà ta tức hơn cả chính là Trần Triệu Dương, người đã ra tay với bọn họ. Nếu Trần Triệu Dương không ra tay thì chuyện này đã không bị làm to ra như thế, bà ta cũng sẽ không bị mất mặt và phải rơi vào kết cục tệ hại như bây giờ. Vạn Quế Chi nghĩ lại vẫn còn kích động muốn giết chết Trần Triệu Dương. Bà ta cảm thấy bị Trần Triệu Dương đánh như vậy thì sau này khi gặp người khác làm sao bà ta còn dám ngẩng cao đầu nữa chứ? Mẹ nó, tên bảo vệ quen, tôi sẽ không để cho cậu yên. Vạn Quế Chỉ căn răng mắng. Khi bà ta mắng Trần Triệu Dương còn suy nghĩ tìm ai để dạy cho Trần Triệu Dương một bài học. Mẹ, sao hôm nay mẹ tan làm sớm thế? Ngay lúc này, cửa nhà bị mở ra, một người con trai đầu tóc nhuộm màu sặc sỡ ôm vai một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đi vào. Người này chính là La Thánh Kiệt, con trai của Vạn Quế Chỉ. Thánh Kiệt, mẹ anh còn ở nhà, chúng ta ra ngoài thuê phòng đi, người con gái đó nhìn Vạn Quế Chỉ một cái rồi nói. Được thôi, La Thánh Kiệt cười, rồi chia tay về phía bà ta nói, mẹ, con hết tiền rồi, cho con tiền thuê phòng đi. Vạn Quế Chỉ nhìn thấy con mình như vậy thì cắn răng nói, hết tiền rồi. Hết tiền rồi, mẹ định lừa ai chứ? Mẹ là lãnh đạo cấp cao của công ty lớn. Thu nhập mỗi tháng cũng không ít. Lần này con không cần nhiều đâu, 2.000 tệ là được rồi. Số tiền này với mẹ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nghe được lời nói của con trai mình thì bà ta lại càng tức giận. Bà ta mắng, La Thánh Kiệt, mẹ nói cho con biết, hôm nay mẹ sẽ không cho con tiền đâu, sau này cũng không bao. Giờ cho tiền cái đứa không biết phấn đấu như con, mẹ với bố con đã bị sa thải rồi, sau này không có tiền nữa. La Thánh Kiệt nghe được lời này thì không tin, mẹ, không thể nào, bố mẹ không phải là nhân viên kỳ cựu của công ty sao? Sao họ lại sa thải hai người được chứ? Hừ, đều do một tên bảo vệ quen mà ra. Vạn Quế Chi như tìm được chỗ chút giận, bà ta kể lại hết một lượt những chuyện xảy ra ngày hôm nay với La Thánh Kiệt. Sau khi nói xong thì bà ta vừa lau nước mắt vừa giờ cứu được bố con ra cũng không biết tốn mất bao nhiêu tiền. Bố mẹ còn bị công ty sa thải nữa, thực sự là không còn tiền nữa rồi. La Thánh Kiệt nghe được lời này thì cắn răng mắng, mẹ nó, tên bảo vệ quèn này đã dám đánh bố mẹ lại còn làm cho. Hai người mất việc, con sẽ không để yên cho hắn đâu. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ tìm người cho hắn một bài học. Còn nữa, phải bắt hắn xóa hết video đi, nếu không thì con sẽ dế tê chết hẳn. La Thánh Kiệt nói xong thì bước nhanh ra ngoài. Thánh Kiệt, con quay lại đây. Đừng! Vạn Quế Chi thấy con trai mình lao ra ngoài một cách tức. Giận như vậy thì gào với theo. Nhưng La Thánh Kiệt không nghe lời bà ta nói. Vạn Quế Chỉ nhìn theo con trai mình rời đi thì thở dài một hơi. Nhưng bà ta nghĩ lại thì đây cũng không phải là chuyện xấu gì. Con trai mình quen biết không ít tay anh chị ở Nam Hải này, đến lúc đó cho cái tên bảo vệ quèn Trần Triệu Dương đó một bài học cũng được. Việc Trần Triệu Dương được thăng cấp lên trợ lý cũng là chuyện của ngày mai. Buổi chiều anh cũng không quay lại phòng quan hệ xã hội nữa mà đi thẳng đến phòng bảo vệ nghỉ ngơi. Đến lúc tan làm thì đám Hồ Đại Quân mới kéo nhau về phòng bảo vệ. Anh Trần, có tin tốt đây. Anh Trần, bọn tôi muốn nói với anh một chuyện động trời. Đám bảo vệ vừa quay lại đã nói một cách hưng phấn. Tin tốt gì, có phải là công ty quyết định không thăng cấp cho tôi lên trợ lý giám đốc nữa phải không? Trần Triệu Dương vừa ngồi dậy vừa hỏi. Đám bảo vệ nghe được lời này thì đều nghĩ đến việc Trần Triệu Dương không muốn làm trợ lý giám đốc đến mức nào cơ chứ. Đây là chuyện biết bao tên con trai khác muốn mà không được, tên bảo vệ quèn nhà anh có được cơ hội hiếm có như vậy chắc chắn là do hương khói tổ tiên để lại. Không phải cái đó, Tiểu Mao cười, anh Trần, người vắt cổ chảy ra nước Hồ Đại Quân của chúng ta nói là đêm nay muốn mời chúng ta đi ba uống rượu. Anh Trần, anh nói xem chuyện này có được coi như là óp 10 chuyện kỳ tích của năm nay không? Người vắt cổ chảy ra nước Hồ Đại Quân thế mà lại mời chúng ta đi uống rượu. Đám bảo vệ cười ồ cả lên. Hồ Đại Quân thì lại nói một cách xúc động, các người đừng có kích động nữa, người tôi muốn mời là anh Trần, tôi phải cảm ơn anh ấy nhiều, nhưng mà chỉ 1.000 tệ quay đầu thôi nhé. 1.000 thì 1.000.
có thể để một người tiết kiệm như anh chỉ ra 1.000 tệ cũng là chuyện không dễ chút nào. Đám bảo vệ nháo nhào cả lên, đi ba thật là nhàm chán, Trần Triệu Dương lắc đầu nói. Anh Trần Triệu Dương, thế là anh chưa biết rồi, tối nay chúng ta đi ba nhưng là ba trên thuyền đó. Tiểu Mao kích động nói, thế thì có gì đặc biệt chứ? Trần Triệu Dương hỏi lại. Chúng ta đi quán ba Dạ Mi, một người bảo vệ đứng cạnh Tiểu Mao cười, tôi nói cho anh biết, bà chủ của Dạ Mi chính là người xinh đẹp nhất cái đất Nam Hải này, không ít đàn ông con trai muốn quỳ dưới váy của cô ta đâu. Buổi tối mỗi ngày, chỉ cần cô ta ở quán ba thì nhất định quán sẽ chật ních người. Đúng thế, nhiều người nói là dù trong mắt bà chủ ba Dạ Mi không có rượu nhưng chỉ cần nhìn vào thì vẫn khiến người ta say không tỉnh dậy được. Chúng tôi còn nghe nói cô ta vẫn còn độc thân, nếu mà may mắn nói không chừng sẽ được cô ấy nhìn chúng, ha ha. Bình thường chúng tôi đều không dám đi, nay được Hồ Đại Quân mời thì tất nhiên là phải đi rồi. Đám bảo vệ nháo nhào hết cả lên. Nhưng Trần Triệu Dương vẫn chỉ cười nhạt, tôi nghĩ là tôi vẫn không nên đi. Tại sao? Hồ Đại Quân hỏi lại một cách khó hiểu. Nếu bị bà chủ nhìn chúng thì sao? Khi đó tôi làm sao thoát thân được đây? Trần Triệu Dương cười. Mợ! Tiểu Mao và đám người Hồ Đại Quân bật ngón tay giữa với Trần Triệu Dương. Có thể sao? Anh Trần, phải cho anh bãi nước tiểu vào người thì anh mới tỉnh ngộ được. Để tôi đi, dạo gần đây tôi đang hỏa vượng. Đám bảo vệ đả kích Trần Triệu Dương. Anh Trần, tối nay anh không đi không được, nếu anh không đi thì tên Hồ Đại Quân này chắc chắn không nhả tiền đâu. Đúng thế, anh Trần, nếu anh không đi thì chúng tôi sẽ trói anh đi. Đám bảo vệ nhao nhao nói. Đi thì đi, nhưng mà nói trước nhé, nếu tối nay bà chủ Dạ Mị trói tôi lại thì các cậu nhớ cứu tôi đó. Trần Triệu Dương cười. Xem ra một bãi nước tiểu vẫn chưa giúp anh tỉnh ra được. Chúng ta cùng nhau tiểu vài bãi cho anh ấy tỉnh ngộ ra. Anh Trần, anh đừng chém gió nữa, mọi người đều nói bà chủ xinh đẹp lắm, bao nhiêu đàn ông con trai đều không để vào mắt thì làm sao lại coi trọng anh được chứ. Đám bảo vệ đả kích Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương cười ha ha rồi giơ ngón giữa về phía họ. Tôi đi, được chưa? Nhưng mà mấy cậu cứ đi trước đi, tôi còn bận chút việc nữa. Thực ra Trần Triệu Dương rất thích bầu không khí này ở phòng bảo vệ. Mọi người ở đây đều không có chút mưu mô nào. Không giống với các phòng ban khác, mọi người đều chỉ biết nghĩ cho mình. Vậy cũng được, chúng ta về thay quần áo trước đi. Anh Trần, anh nhớ đến sớm chút nhé, chúng tôi đợi anh. Đừng có muộn quá. Đám bảo vệ nói rồi lần lượt tản đi. Sau khi rời khỏi phòng bảo vệ thì họ đều như những con chó đang đến mùa động đực vậy, tất cả đều chỉ nghĩ xem tối nay có thể có được khoảnh khắc đặc biệt nào không. Trần Triệu Dương đợi đến khi họ đi cả rồi thì mới lên phòng của Nam Cung Yến. Nguy hiểm xung quanh Nam Cung Yến vẫn chưa được dỡ bỏ cho nên Trần Triệu Dương phải đích thân đưa cô về nhà an toàn mới được. Có vẻ như hôm nay, Nam Cung Yến không quá bận rộn, cô chỉ tăng ca chốc lát rồi về ngay. Nhưng Trần Triệu Dương cảm nhận được rằng tâm trạng của Nam Cung Yến không được tốt cho lắm, vẻ mặt vô cảm suốt dọc đường về nhà. Trần Triệu Dương nghĩ chắc bởi vì anh trở thành trợ lý của Nam Cung Yến nên cô mới không vui. Tổng giám đốc Nam Cung, chắc tối nay em không ra ngoài đâu nhỉ? Xe vừa dừng lại là Trần Triệu Dương hỏi Nam Cung Yến. Anh có chuyện gì sao? Nam Cung Yến hỏi. Người trong công ty mời anh đi ba uống rượu, anh đã đồng ý rồi, không thể không đi được. Nếu tối nay em không đi đâu thì anh sẽ đi uống rượu với họ, Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên. Nếu em không cho anh đi thì anh sẽ nói với họ. Anh thích đi thì cứ đi đi, không liên quan gì đến tôi. Nam Cung Yến khẽ hừ nói, kiểu con gái lẳng lơ ở quán ba hợp với anh hơn đấy, tốt nhất đừng về quấy rầy tôi. Em yêu, em đang ghen à, nếu em có ý kiến thì anh có thể không đi mà. Nhìn Nam Cung Yến xuống xe, Trần Triệu Dương cười nói. Si, anh cút đi cho tôi. Nam Cung Yến hừ một tiếng đầy khinh thường rồi vào phòng đóng cửa lại cái rầm. Trần Triệu Dương thản nhiên cười nói, xem ra là ghen thật rồi. Dứt lời, Trần Triệu Dương bảo Đường Võ đưa mình ra ngoài, sau đó lên một chiếc taxi tới quán ba Dạ Mị. Đến đoạn đường đối diện với quán ba Dạ Mị, Trần Triệu Dương xuống xe, chậm rãi bước vào trong quán. Lúc này anh lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Đại Quân. Thế nhưng Hồ Đại Quân không bắt máy, anh bèn tắt đi luôn. Trần Triệu Dương nghĩ có thể trong quán ba quá ồn nên Hồ Đại Quân không muốn nghe. Quả nhiên một lát sau, Hồ Đại Quân gửi một tin nhắn tới,
bảo Trần Triệu Dương tới con hẻm đằng sau quán ba tìm bọn họ. Đọc được tin nhắn này, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng anh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng tới con hẻm nhỏ đằng sau quán ba Dạ Mị. Con hẻm này rất quen thuộc với Trần Triệu Dương, tối hôm đó anh đã cứu Dương Lệ ngay ở đây. Khung cảnh trong con hẻm vẫn rất tối tăm. Trần Triệu Dương bước vào rồi gọi, Đại Quân, Tiểu Mao. Các cậu đâu rồi? Ư mi. Trần Triệu Dương vào sâu hơn một chút nữa thì nghe thấy tiếng người, hình như là giọng của Hồ Đại Quân. Anh rảo bước vào tận cùng bên trong con hẻm, nhìn thấy đám Hồ Đại Quân và Tiểu Mao bị trói chung với nhau, miệng cũng bị chặn lại. Trần Triệu Dương tới gần thì phát hiện ra đám Hồ Đại Quân bị đánh rất thảm, mặt mũi ai nấy sưng húp hết cả lên. Anh bước tới giật chiếc tất thối trong miệng Hồ Đại Quân ra, sau đó vừa cởi dây vừa hỏi, ai đánh các cậu ra nông nỗi này? Trần Triệu Dương nổi cáu, kẻ đã ra tay đúng là tàn nhẫn thật. Anh Dương. Hồ Đại Quân đang định trả lời thì sau lưng Trần Triệu Dương bỗng hiện lên mấy tia sáng chói mắt. Trần Triệu Dương quay đầu lại nhìn, thấy đằng trước mấy tia sáng ấy có mấy kẻ cầm tiếp sắt nghênh ngang đi về phía này. Đợi đến khi bọn chúng tới gần, anh thấy kẻ đi đầu là một thằng nhóc đầu tóc lòe loẹt, trên cánh tay xăm hình hai con rồng. Vừa xuất hiện và nhìn thấy Trần Triệu Dương, hắn ta cười lạnh nói, đừng hỏi nữa, chính tao đánh đấy, nhưng mà sẽ đến. Lượt mày nhanh thôi. Nói rồi, hắn ta đắc ý cầm tiếp sắt gõ mấy cái vào tường, trên mặt còn hiện lên nét khinh miệt. Nhìn thấy người đó, Trần Triệu Dương lạnh giọng hỏi, mày là ai? Vì sao lại đánh bọn họ? Tao là ai ấy hả? La Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, tên bố mày là La Thánh Kiệt. Loại xúc sinh La Lương Bình là bố mày à? Trần Triệu Dương hỏi. Mẹ kiếp! La Thánh Kiệt lập tức sầm mặt xuống. Anh Kiệt, đừng nói nhiều với nó, cứ đánh luôn là được. Nó mắng anh là xúc sinh kìa. Người bên cạnh La Thánh Kiệt nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt khinh thường. Vừa rồi bọn chúng dễ dàng xử đẹp nhóm Hồ Đại Quân, vậy nên lúc này cũng chẳng coi Trần Triệu Dương ra gì. La Thánh Kiệt nhổ một bãi nước bọt rồi trầm giọng nói, không vội, nó là thằng đánh bố mẹ tao nhiều nhất, phải từ từ chơi chết nớ. Anh Kiệt, anh định chơi thế nào? Ha ha, có trò nào vui không? Bắt nó liếm bàn chân anh. Người bên cạnh La Thánh Kiệt cười hỏi. Khạc, phụt. La Thánh Kiệt khạc một cục đờm ra đất rồi chỉ vào Trần Triệu Dương nói, thằng bảo vệ chó chết, nếu tối nay mày không muốn gãy tay gãy chân thì liếm sạch thứ trên mặt đất cho tao. La Thánh Kiệt vừa nói xong là đám côn đồ bên cạnh hắn ta cũng đua nhau khạc đờm. Chúng khạc xong thì vênh váo chỉ vào thứ trên mặt đất và nói, thằng bảo vệ chó chết, liếm đi. Liếm sạch vào. Nhìn vẻ mặt huênh hoang của đám La Thánh Kiệt, Trần Triệu Dương trầm giọng nói, vốn tao còn định bảo chúng mày cút đi cho xong chuyện, bây giờ xem ra không dạy chúng. Mày một bài học thì không được rồi. Hừ, còn định dạy dỗ bọn tao, La Thánh Kiệt cười lạnh nói, mày có cái bản lĩnh đó không? Mẹ kiếp, đợi ông mày cho mày biết tay. Lúc này, một tên côn đồ khá đô con bên cạnh La Thánh Kiệt cầm tiếp sắt đập vào người Trần Triệu Dương. Hắn ta vừa đập xuống thì Trần Triệu Dương giơ tay lên chặn. Nhìn thấy hành động này của anh, đám La Thánh Kiệt cười thầm, đỡ thế này thì gãy tay là cái chắc. Choang! Chỉ có điều khi tiếp sắt đánh vào cánh tay Trần Triệu Dương, đám La Thánh Kiệt ngây ra như phỗng. Tiếp sắt bị nện đến cong vẹo, đệt. Tên đã đánh Trần Triệu Dương định rút về để tiếp tục công kích. Trần Triệu Dương bước lên trước một bước rồi vung chân đá. Dầm! Cả người tên kia bay ra ngoài. A, à, thấy vậy, đám La Thánh Kiệt tỏ vẻ kinh ngạc, đánh nó, đánh mạnh vào cho tao. La Thánh Kiệt hoàn hồn lại, hắn ta lập tức gào lên. Vừa hét xong là hắn ta lập tức dẫn đầu xông lên, cầm tiếp sắt lao về phía Trần Triệu Dương. Đám côn đồ đằng sau hắn ta cũng không hề chậm chạp, tất cả cùng bủa vây lấy anh. Thấy tiếp sắt của La Thánh Kiệt nện xuống, Trần Triệu Dương vung ra một đấm. Choang, tiếp sắt lại bị đánh cong. Thấy Trần Triệu Dương khỏe như thế, La Thánh Kiệt hơi nghệt mặt ra. Tiếp đó, nắm đấm của Trần Triệu Dương giáng thẳng vào mặt hắn ta. Bịch, La Thánh Kiệt bị đấm ngã lăn xuống mặt đất. Sau khi đánh ngã La Thánh Kiệt, Trần Triệu Dương lại tăng tốc độ. Choang, choang. Chỉ chưa đầy 2 phút, người mà La Thánh Kiệt dẫn tới đều gục ngã hết, kèm theo đó là những thanh tiếp sắt. Cả đám lăn lộn đau đớn. Trần Triệu Dương liếc nhìn rồi lạnh giọng nói. Đây mới chỉ là một bài học thôi, lần sau sẽ không đơn giản thế này nữa đâu. Dứt lời, anh quay đầu lại cởi trói cho nhóm Hồ Đại Quân.
vừa được cởi trói là nhóm Hồ Đại Quân lao tới đánh đám La Thánh Kiệt túi bụi. Bọn họ vừa đánh vừa mắng, này thì đánh bố mày. Tao đánh chết mày. Mẹ kiếp, bảo bố mày liếm nước bọt của chúng mày đúng không? Hôm nay tao sẽ đánh mày tàn phế luôn. Bọn họ đã nổi khùng lên rồi. Được rồi đó. Trần Triệu Dương nói với nhóm Hồ Đại Quân, đánh nữa thì tôi sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Nghe Trần Triệu Dương nói tiếc nuối dừng tay. Ấy, nhóm Hồ Đại Quân mới. Nếu anh Dương không lên tiếng thì tao phải đánh chết chúng mày. Hồ Đại Quân mắng. Toẹt, tiểu mao nhổ nước bọt vào người chúng. Chúng ta đi thôi. Trần Triệu Dương nói với nhóm Hồ Đại Quân. Thằng bảo vệ chó chết. Trần Triệu Dương còn chưa đi được mấy bước thì La Thánh Kiệt đã đứng lên gào thét. Mày ở lại đây, tao sẽ gọi người tới, tối nay tao phải liều mạng với mày. La Thánh Kiệt vẫn không phục và không cam lòng. Trước đó 6, 7 người của hắn ta đã đánh gục nhóm bảo vệ của Hồ Đại Quân, bây giờ một mình Trần Triệu Dương đã đánh ngã bọn chúng, hắn ta không cam lòng chút nào. Xem ra mày vẫn ngứa đòn rồi. Chưa no đòn đúng không? Nhóm Hồ Đại Quân quay đầu lại nói. Thấy vậy, La Thánh Kiệt lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Đi thôi. Trần Triệu Dương nói với nhóm Hồ Đại Quân. Bọn họ hừ lạnh một tiếng rồi mới đi theo Trần Triệu Dương ra khỏi con hẻm. Con mẹ nó, nếu không phải bị chúng đánh lén thì bọn tôi đã ăn được chúng rồi. Hồ Đại Quân vừa đi vừa nói với vẻ khó chịu. Sao các cậu lại tới con hẻm nhỏ này? Trần Triệu Dương thấy lạ nên hỏi. Tại cái tên vắt cổ chảy ra nước Hồ Đại Quân này chứ ai? Lúc bọn tôi tới quán bar thì hết chỗ, chỉ còn phòng riêng thôi. Phòng riêng rất đắt. Hồ Đại Quân tiếc tiền, sau đó chúng tôi ra ngoài thì có người nói với chúng tôi là có thể dẫn chúng tôi vào từ cửa sau rồi tìm chỗ cho chúng tôi. Hồ Đại Quân nghe vậy là lập tức đi theo mà chẳng cần suy nghĩ gì hết, ai ngờ lại là cái bẫy. Liên quan gì đến tôi, tại các cậu chứ? Nghe tin tối nay bà chủ có ở đây là tên nào tên nấy cứ như chó đực, thấy có thể đi bằng cửa sau là chẳng nhớ được gì nữa. Hồ Đại Quân kích động nói, ai mà ngờ tối nay trong quán bà còn chẳng có chỗ đứng. Muốn vào thì phải tìm Hoàng. Nghiêu. Tóm lại là tại anh keo kiệt. Vắt cổ chảy ra nước. Các bảo vệ nói. Tối nay tôi mời anh Dương là chính, các cậu chỉ ăn hôi thôi, đừng có mà đòi hỏi cao như thế, Hồ Đại Quân phản bác. Trần Triệu Dương nghe bọn họ nói luôn miệng, chẳng bao lâu sau đã đi tới đầu hẻm. Bọn họ vừa ra đến đầu hẻm thì có không ít người mang theo vũ khí xông ra khỏi quán ba dạ mì. Nhìn thấy nhóm của Trần Triệu Dương là bọn chúng lập. Tức hô lên, là chúng nó hả? Đừng để chúng chạy mất. Vừa nói bọn chúng vừa phi về phía này. Má ơi, La Thánh Kiệt gọi người tới rồi. Đông quá. Làm sao bây giờ? Nhóm Hồ Đại Quân sốt ruột hỏi. Vừa nói, bọn họ vừa kéo Trần Triệu Dương lùi về sau. Đứng im đó. Chỉ có điều mới lùi lại được mấy bước thì đằng sau vang lên giọng của La Thánh Kiệt. Vào trong đó thì chỉ còn đường chết, xông thẳng về phía trước đi. Lúc này tiểu mao hô lên, mọi người lại chạy ra ngoài. Bọn họ vừa chạy ra ngoài thì bên ngoài đã bị chặn đường. Đám La Thánh Kiệt ở đằng sau cũng chạy tới rồi. Nhìn thấy cảnh này, hắn ta hống hách nói, chạy đi, để ao xem chúng mày chạy đi đâu. Mẹ kiếp, dám đánh tao, tối nay tao sẽ giết chúng mày. Tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này không thoát được nữa rồi. Tối nay chúng ta sẽ chết hết ở đây mất. Nhìn thấy cảnh này. Nhóm Hồ Đại Quân hoảng sợ nói. Đám người trước mặt trông chuyên nghiệp hơn đám La Thánh Kiệt nhiều, hơn nữa bọn chúng đông người, nếu đánh nhau thì bọn họ xế chẳng có phần thẳng nào hết. Thánh Kiệt, vừa rồi cậu gọi cho tôi, nói là có người động tới cậu, bảo tôi dẫn người tới. Bây giờ tôi gọi hết các anh em tới đây, đủ nghĩa khí chưa hả? Lúc này, một người đàn ông mặc quần lửng đi dép lê, ngậm một điếu thuốc, trông khá là vênh váo bước ra rồi cười nói. Nhìn thấy gã, La Thánh Kiệt lập tức cười nói, anh Tiểu Mã, cảm ơn anh quá. Nếu anh không dẫn người tới kịp thì lũ bảo vệ chó chết này đã chạy mất rồi. Ha ha, nói cảm ơn thì khách khí quá đấy. Cậu là khách VIP trong quán ba chúng tôi, đã gọi điện tới rồi thì tất nhiên là tôi phải dẫn người ra giúp chứ. Tiểu Mã khẽ cười nói. Nghe vậy, La Thánh Kiệt cảm thấy thoải mái. La Thánh Kiệt chết mệt tô hồng mị, vậy nên hẳn ta suốt ngày. Tới quán ba này. Muốn không biết bao nhiêu tiền, chính vì vậy nên hắn ta mới thân với Tiểu Mã một tên tay sai trong quán. Vừa rồi hắn ta gọi một cuộc điện thoại là Tiểu Mã lập tức dẫn nhiều người tới như thế, khiến hắn ta cảm thấy số tiền trước kia không uổng phí chút nào.
Nói đi, tên nào không có mắt dám đánh cậu, để tôi dạy bảo nó. Tiểu Mã nói rất ngầu. Anh Tiểu Mã, chính là thằng đó. Anh có thấy thằng bảo vệ mặc đồng phục ở giữa không? Cứ đánh nó tàn phế trước đã, những thằng khác để từ từ rồi xử. Trần Triệu Dương đang mặc đồng phục, La Thánh Kiệt chỉ vào anh nói. Thấy La Thánh Kiệt chỉ về phía này, nhóm Hồ Đại Quân lập tức xông lên chắn trước người Trần Triệu Dương. Vậy thì xử nó đi. Tiểu Mã quăng mẩu thuốc lá đi rồi dẫn người rảo bước về phía trước. Làm gì bây giờ, phá vây à, nhóm Hồ Đại Quân hốt hoảng nói. Đừng hoảng, Trần Triệu Dương khẽ cười nói, chúng không dám đánh đâu. Anh Dương, anh có chắc không? Sao chúng lại không dám đánh? Không đánh mới là lạ. Nhóm Hồ Đại Quân căng thẳng nói. Tiểu Mã dẫn người tới gần, La Thánh Kiệt đắc ý đi bên cạnh gã, lúc này trên mặt hắn ta hiện ra nét đắc ý. Khi Tiểu Mã tới gần và nhìn thấy Trần Triệu Dương đứng trong bóng tối, gã lập tức dừng bước lại. Giờ phút này, gã xoa mắt vì cảm thấy khó tin, đợi đến khi nhìn rõ rồi, sắc mặt của gã biến đổi hẳn. La Thánh Kiệt không chú ý tới vẻ mặt của Tiểu Mã, hắn ta chỉ vào Trần Triệu Dương và nói một cách hoành hoang, anh Tiểu Mã, chính là nó, giết nó đi. Thằng này biết võ, chúng ta cùng lên đánh nó tàn phế luôn. Lũ bảo vệ chó chết, tao nói cho chúng mày biết, tối nay chúng mày đều phải quỳ xuống cầu xin tao tha mạng. La Thánh Kiệt lại đắc ý nói với nhóm Trần Triệu Dương. Bốp! Chỉ có điều vừa kêu gào xong thì La Thánh Kiệt bỗng cảm thấy đầu mình bị đánh cho một cái thật mạnh, quay đầu lại. Nhìn thì thấy người đánh mình chính là Tiểu Mã. Hắn ta ngơ ngác hỏi, anh Tiểu Mã, sao anh lại đánh tôi, đánh bọn chúng cơ mài? Bịch! La Thánh Kiệt vừa dứt lời, Tiểu Mã lại đá hắn ta ngã nhào. Lúc này Tiểu Mã nổi cáu nói, đánh mày đấy. Mẹ kiếp, thắng danh có mắt không tròng, ngay cả anh Dương cũng dám đụng tới, tao thấy mày chán sống rồi đúng không? Vừa nói, Tiểu Mã vừa đá cho La Thánh Kiệt mấy cú. Đá xong, gã lập tức bước thật nhanh về phía trước, nhóm Hồ Đại Quân giơ nắm đấm lên. Các anh, đừng đánh mày, Tiểu Mã xoay tay cười nói. Tiếp đó, Tiểu Mã nhìn Trần Triệu Dương cười nói, anh Dương, là em, Tiểu Mã đây. Ha ha. Hơ, nhìn thấy nụ cười nịnh nọt này của Tiểu Mã, nhóm Hồ Đại Quân hơi sửng sốt. Vừa rồi gã còn hống hách như thế, lúc này lại kính cẩn nghiêng mình, đồng thời còn gọi Trần Triệu Dương là anh Dương, khiến nhóm Hồ Đại Quân ngạc nhiên trợn tròn mắt. Tiểu Mã dứt lời, Trần Triệu Dương liền vỗ vai đám người Hồ Đại Quân cười nói, tôi nói với mấy cậu rồi mà, đừng căng thẳng quá, không có chuyện gì đâu. Nói xong, Trần Triệu Dương đi thẳng về phía trước. Tiểu Mã cũng oách đấy, Trần Triệu Dương nhìn Tiểu Mã cười nói. Anh Dương, em không ngờ lại là anh. Nếu em biết là anh thì có cho em trăm lá gan em cũng không dám dẫn người đến với anh. Tiểu Mã vừa đổ mồ hôi hột vừa nói, anh Dương, em mong rằng anh đừng để bụng chuyện này. Em xin lỗi anh, cũng xin lỗi mọi người. Đám người Hồ Đại Quân thấy bộ dạng khúm núm của anh Tiểu Mã, bọn họ cũng ngơ ngác nhìn nhau. Theo bọn họ, người như anh Tiểu Mã nhất định có chỗ đứng ở Nam Hải, nên không cần phải khách sáo như vậy với đám bảo vệ quen bọn họ đâu. Trần Triệu Dương vỗ vai Tiểu Mã rồi cười nói, cậu vẫn chưa làm gì mà, sao tôi trách cậu được chứ, yên tâm đi, tôi không trách cậu đâu. Cảm ơn anh Dương, lúc này Tiểu Mã mới thở phào nhẹ nhõm được. Tiểu Mã, anh sao thế? Hẳn là người làm tôi bị thương mà, dù sao hẳn cũng chỉ là một tên bảo vệ thấp hèn mà thôi, còn ông đây là khách VIP. Anh lại giúp hắn còn đánh cả ông đây. Tôi nhất định phải nói cho bà chủ mấy người biết, La Thánh Kiệt kích động gào lên. Hắn thấy Tiểu Mã chỉ vì một tên bảo vệ quen mà dám ra tay đánh hắn, hắn không phục. Ngay lúc La Thánh Kiệt còn đang giống lên, Tiểu Mã lập tức đạp cho hắn một cú ngã lăn ra. Mày muốn mách thì mách đi, ông đây sợ mày chắc. Tiểu Mã xông lên vừa đá vừa mắng, nhưng tao nói trước cho mày biết, anh Dương là thần tượng của tao. Nếu mày còn dám kiếm chuyện với anh ấy thì tao đập thấy mẹ mày. Tiểu Mã vừa mắng vừa hung hăng đạp thêm mấy cái. Anh Tiểu Mã, đừng đánh nữa. Anh Tiểu Mã, tôi sai rồi. La Thánh Kiệt ôm đầu xin tha. Những người đi theo Tiểu Mã đến cũng cảm thấy đáng đời La Thánh Kiệt. Hắn chỉ là một tên nhãi nhép mà cũng dám so sánh với anh Dương, quả là không biết điều mà. Tiểu Mã, thôi được rồi. Trần Triệu Dương nói với Tiểu Mã. Tiểu Mã nghe thấy Trần Triệu Dương nói mới dừng lại. Anh Dương, tối nay anh cứ đi với anh em vào quán ba uống rượu đi. Đi thôi, để em dẫn anh vào trong. Tiểu Mã niềm nở cười nói với Trần Triệu Dương. Không cần đâu,
bọn họ bị thương rồi, chắc phải đến bệnh viện khám xem sao. Trần Triệu Dương từ chối. Ai nói tôi bị thương chứ, tôi chẳng sao cả, Tiểu Mao cậu thì sao? Em cũng không sao, Tiểu Mao cười nói, cả hồ em còn quật được chết mấy con nữa là. Hồ Đại Quân cũng cười nói, tôi cũng không sao cả, nhưng chẳng phải quán ba kín chỗ rồi, không vào được nữa sao? Tiểu Mã cười nói, kín chỗ là đối với người bình thường thôi. Anh Dương và anh em của anh ấy đến thì muốn bao nhiêu chỗ cũng có hết. Mọi người đi theo tôi đi, tối nay bà chủ chúng tôi cũng có ở đây. Bọn người Hồ Đại Quân nghe thấy bà chủ cũng ở đây liền sáng bừng mắt lên. Chúng ta đi thôi. Còn chờ gì nữa? Nói rồi bọn họ đẩy Trần Triệu Dương đi về phía trước. Anh Dương, đi thôi. Tiểu Mã mời chào. Trần Triệu Dương nhìn vẻ mặt của đám Hồ Đại Quân, anh biết nếu mình còn dám từ chối thì thật sự sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Trần Triệu Dương dẫn cả đám Hồ Đại Quân đi theo Tiểu Mã vào trong. Vừa đến trước cửa quán bar thì nhân viên phục vụ liền kêu lên, anh Tiểu Mã. Đi bảo người chuẩn bị một phòng sơ VIP đi, Tiểu Mã nói với người phục vụ. Người phục vụ nghe anh Tiểu Mã nói thế thì hỏi lại, anh Tiểu Mã ai muốn lấy phòng SVIP vậy? Có cần báo trước với bà chủ không? Người phục vụ biết phòng SVIP là phòng cao cấp nhất quán bar bọn họ, bình thường bà chủ của họ chỉ dùng tiếp đãi những vị khách quý. Muốn dùng phòng SVIP nhất định phải được sự đồng ý của bà chủ, không thì chẳng một ai dám đụng đến. Tiểu Mã hừ nhẹ nói, cậu tự nhìn xem, là ai đến. Tiểu Mã nói xong thì tránh qua một bên. Người phục vụ nhìn thấy Trần Triệu Dương sau lưng gã thì liền gọi to, anh Dương. Được, em lập tức gọi người chuẩn bị phòng. Lúc này người phục vụ nhanh chóng chạy vào trong sắp. Sếp, Tiểu Mã, phòng SVIP có phải chi phí rất đắt không? Có phòng nào rẻ hơn chút không? Hồ Đại Quân yếu ớt hỏi. Tôi từng nghe nói phòng SVIP của quán ba Dạ Mị hình như không phải chỉ cần có tiền là vào được đâu. Chúng ta chơi một đêm có khi nào phá sản luôn không? Các nhân viên bảo vệ đều có chút lo lắng. Tiểu Mã nghe bọn họ nói thế thì cười thầm, gã biết mấy người bảo vệ này còn chưa biết Trần Triệu Dương là ai. Mấy cậu yên tâm đi, mấy cậu là anh em của anh Dương, không cần phải lo chi phí. Với lại muốn trả bao nhiêu thì trả, giảm giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề, Tiểu Mã nói. Thật luôn đó hả? Không phải mấy người bắt tay với La Thánh Kiệt để răng bẫy chúng tôi đó chứ? Hồ Đại Quân cắn răng nói, đã nói rồi nhá. Tối nay tôi chỉ bỏ ra 2.000 tệ thôi, nếu nhiều hơn thì tôi chịu. Trong lúc bọn họ xì xầm với nhau, Tiểu Mã cũng đã dẫn đám người Trần Triệu Dương đi vào bên trong. Không bao lâu thì Tiểu Mã đã đưa đám người Trần Triệu Dương vào trong phòng SVIP. Wow, wow, đệt. Đám người Hồ Đại Quân vừa vào thì nhìn thấy trang trí bên trong phòng sơ VIP liền nháo nhào lên. Sang trọng quá. Bất cứ một món đồ nào trong này cũng hơn mấy năm tiền lương của tôi rồi đó. Anh Dương, thật sự không phải là cái bẫy chứ. Đám Hồ Đại Quân bỗng chốc lại trở nên căng thẳng. Bọn họ làm sao mà trả nổi chi phí cho chỗ này chứ? Lúc đám Hồ Đại Quân hỏi xong, có không ít người bưng rất nhiều rượu ngon và đồ ăn vặt đi vào. Bọn họ vừa vào đã bày biện đồ ra bàn. Tiểu Mã nhìn xong rồi cười nói, mọi người còn muốn gọi thêm thức uống hay đồ ăn gì nữa thì cứ bảo phục vụ nhé. Má ơi, những thứ này bọn tôi không trả nổi đâu. Bây giờ có giảm đến tuột quần thì tôi cũng cảm thấy mình trả không nổi. Bill này phải bao nhiêu tiền mới được chứ? Đám Hồ Đại Quân dù chưa từng uống rượu ngon nhưng khi nhìn đến đồng đồ này thì bọn họ đều biết loại rượu ở đây giá cả không hề thấp chút nào. Không phải loại mà bọn họ có thể dớ vào. Mọi người cứ yên tâm ăn uống đi, hóa đơn của mọi người tối nay miễn phí hết toàn bộ. Lúc này ở cửa vang lên một giọng cười của phụ nữ. Đám Hồ Đại Quân ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt bọn họ liền bừng sáng. Một người phụ nữ vóc dáng nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng quyến rũ đang đứng trước cửa. Tô Hồng Mị. Đây là cô Mị trong lời đồn sao? Đẹp quá đi trời ạ. Nhìn thấy người phụ nữ từ nụ cười đến ánh mắt đều vô cùng quyến rũ, đám người Hồ Đại Quân nhìn đến muốn lọt tròng. Bọn họ cảm thấy người phụ nữ này đẹp cũng ngang ngửa Nam Cung Yến luôn đó. Nhưng cô ta lại quyến rũ hơn Nam Cung Yến nhiều. Mỗi một động tác của cô ta cũng có thể làm cho tim người khác đập rộn lên. Lúc đám Hồ Đại Quân còn đang ngẩn ngơ ngắm Tô Hồng Mị, cô ta nhanh chân bước đến nhào thẳng vào lòng Trần Triệu Dương. Cô ta vừa nhào vào lòng Trần Triệu Dương liền quở trách, quỷ sứ, có phải cậu quên người ta luôn rồi không?
Bao lâu rồi cậu không đến tìm người ta hở? Hải Hải. Đám Hồ Đại Quân nhìn thấy cảnh này đều được mặt ra. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Với bọn họ thì đây là một tin tức giật gân đó. Đám Hồ Đại Quân, Tiểu Mao Ngu người toàn tập. Người phụ nữ trước mặt này chính là cô Mị, người đẹp nổi tiếng Nam Hải. Biết bao doanh nhân tiếng tăm, cậu ấm nhà quyền quý đều say cô ta như điếu đổ, cũng không biết bao nhiêu người đàn ông có quyền có thế theo đuổi cô ta, nhưng từ trước tới giờ chưa một ai thành công tán đổ. Tất cả mọi người đều biết Tô Hồng Mị mặc dù trời sinh lắng lơ, quyến rũ tột cùng, nhưng từ trước đến nay chưa ở gần đàn ông bao giờ. Người phụ nữ này vẫn luôn làm cho vô số đàn ông phát cuồng lên, giờ phút này lại như một cô vợ bị chồng hờ hững. Nhào vào vòng tay một tên bảo vệ quèn oán trách. Cô ta bĩu môi, vẻ mặt đáng thương, trông chẳng khác gì một cô gái nhỏ bị bỏ rơi. Anh Đại Quân, anh vả em một cái đi, Tiểu Mao lớn tiếng. Bốp! Hồ Đại Quân mạnh tay cho Tiểu Mao một bạt tai. Ui ra! Tiểu Mao ôm mặt gào lên, má ơi! Đây là thật, em không có hoa mắt. Là thật sao? Sao tôi lại không thấy đau? Hồ Đại Quân ra sức nhéo tay. Đại Quân, tay cậu nhéo là tay của ông. Đúng là thật rồi, đừng có nhéo nữa. Một người bảo vệ đứng cạnh Hồ Đại Quân hét lên. Hồ Đại Quân lại hít một hơi thật sâu nói, xem ra không phải mơ rồi, má ơi, chuyện quái quỷ gì đây? Tiểu Mã bên cạnh nhìn thấy lại bật cười, gã cảm thấy cũng không có gì lạ, chuyện thường ngày ở huyện thôi. Bọn họ đều biết Tô Hồng Mị đã là người phụ nữ của Trần Triệu Dương từ lâu. Trần Triệu Dương thấy Tô Hồng Mị như vậy rồi anh liếc. Qua đám người Hồ Đại Quân, anh võ nhẹ Tô Hồng Mị nói, à. Thì tối nay tôi đến đây uống rượu với mấy người anh em. Tô Hồng Mị nghe Trần Triệu Dương nói thế, cô ta liền ngồi dậy khỏi người Trần Triệu Dương nói, tôi biết mà. Tô Hồng Mị quay sang cười rồi nói với đám Hồ Đại Quân, mấy anh em của Trần Triệu Dương mau ngồi xuống đi. Cứ xem như ở đây là nhà mình là được rồi, đừng khách sáo nhé. Tô Hồng Mị mỉm cười chào hỏi đám người Hồ Đại Quân. Đám Hồ Đại Quân nhìn thấy nụ cười của Tô Hồng Mị liền có cảm giác như được hòa mình vào gió xuân. Cảm ơn mấy anh em hằng ngày đã chăm sóc Trần Triệu Dương ở công ty, tôi cũng hay nghe Trần Triệu Dương nhắc đến mọi người, hôm nay kính mọi người một ly. Tô Hồng Mị cười rồi rót rượu cho cả đám. Sau đó cô ta còn uống cạn trước một ly thể hiện thành ý. Đám người Hồ Đại Quân vừa mừng vừa sợ liền vội vàng nhấc ly lên uống với Tô Hồng Mị. À cô Mị, anh Dương thật sự hay nhắc đến bọn tôi lắm à? Không thể nào. Đám người Hồ Đại Quân có chút không dám tin, bèn hỏi. Dĩ nhiên rồi, Trần Triệu Dương nói nếu không có mấy người anh em này chăm sóc trong công ty, cậu ấy đã bị người khác ức hiếp từ lâu rồi. Tô Hồng Mị cười nói, tôi thay mặt Trần Triệu Dương mời mọi người thêm một ly. Cả đám Hồ Đại Quân nghe Tô Hồng Mị nói thế thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tô Hồng Mị cũng biết bọn họ đó chứ. Bọn họ cảm thấy thật nở mày nở mặt. Trần Triệu Dương thấy Tô Hồng Mị nói chuyện với đám Hồ Đại Quân thì anh cũng không nói gì thêm, anh ngồi bên cạnh lẳng lặng uống rượu và hút thuốc. Tô Hồng Mị vừa uống xong ly rượu thứ hai thì lúc này Tiểu Mã đẩy cửa phòng và đi vào, theo sau Tiểu Mã là mấy cô em ăn mặc vô cùng sexy xinh đẹp. Mấy cô gái này vừa vào nhìn thấy bên trong gian phòng là một đám đàn ông hết sức hèn mọn thì mặt mày bắt đầu nhăn nhó. Mấy cô em còn tưởng đã được gặp khách quý chứ, không ngờ lại là đám đàn ông này, hơn nữa, còn có một người mặc đồng phục bảo vệ. Phải phục vụ những người này thật sao? Lúc này có một cô gái hừ nhẹ nói, một đám hèn mọn chả béo bở gì cả. Tôi không thèm đâu. Bốp! Cô gái đó vừa dứt lời thì ăn ngay một cái tát của Tiểu Mã. Cô vừa nói gì đó hả? Cô có biết những người ở đây đều là khách quý không? Cô còn dám nói linh tinh tôi và nát mồm cô đấy, Tiểu Mã tức giận mảng. Cô gái vừa ăn một bạt tai thì lập tức ngoan ngoãn im miệng. Tiếp đãi cho tốt vào, tối nay tất cả những người ở đây đều là khách quý, nếu có người nào sơ suất, tôi sẽ không tha cho người đó. Còn về tiền bạc thì tôi chả thiếu cho các cô đâu. Tô Hồng Mị cũng biết suy nghĩ của mấy cô gái này, cô ta đanh mặt cảnh cáo. Những người này đều là anh em của anh Dương, nếu mấy cô không phục vụ chu đáo sau này cuốn gói khỏi quán ba dạ mị đi, Tiểu Mã cũng đe dọa mấy cô gái. Còn nếu không bằng lòng thì bây giờ có thể ra ngoài, tôi không ép buộc ai cả, Tô Hồng Mị lạnh nhạt nói. Hi hi, thì ra là anh em của anh Dương, anh trai trông anh thật cường tráng. Anh đẹp trai ơi, em uống với anh nhé, anh em của anh Dương thì chính là khách quý rồi. Mấy cô em tiếp rượu cũng có mắt nhìn làm.
vừa nghe là anh em của anh Dương thì chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng niềm nở. Mấy cô em cũng biết, ở quán ba dạ mị này, người quyết định mọi chuyện không phải là Tô Hồng Mị, mà chính là người đàn ông tên anh Dương này đây. À đúng rồi, mấy anh làm gì thế? Bảo vệ. Hồ Đại Quân có chút tự ti nói. Làm bảo vệ cũng tốt lắm, cảm thấy an toàn hẳn ra. Em cũng muốn tìm một người bạn trai làm bảo vệ đây. Em cũng thế. Mấy cô em vừa cười vừa nói. Có bao giờ đám Hồ Đại Quân gặp cảnh này đâu, lúc này người ta nhiệt tình như thế, bọn họ lại có chút hoang mang. Nhưng dù sao đi nữa cả đám cũng cảm thấy sướng muốn chết, vô cùng nở mày nở mặt luôn. Thường ngày, bọn họ đi ăn ở quán, bà chủ người ta còn ứ thèm nhìn thẳng mặt họ chứ chẳng cần bàn đến mấy cô gái. Khác, hôm nay bọn họ lại được mấy cô em xinh đẹp này xem trọng như thế, còn khen không ngớt lời nữa. Lần đầu trong đời cảm thấy được tôn trọng, được người đẹp khen thì còn gì bằng nữa chứ. Trần Triệu Dương lặng lẽ nhìn đám Hồ Đại Quân vui vẻ uống rượu. Dù sao cả đám bảo vệ cũng chưa ai kết hôn, vẫn là một đám cẩu độc thân, có nói chuyện đưa đẩy với mấy cô em cũng chẳng sao cả. Hơn nữa lỡ như có sơ múi được gì cũng là anh tình em nguyện mà thôi. Lúc này Tô Hồng Lần nắm tay Trần Triệu Dương, ném cho anh một ánh mắt quyến rũ nói, em trai à, giờ có muốn người ta ử với cưng không hở? Chúng ta đi vào phòng, vừa uống rượu vừa nói chuyện nhé. Trần Triệu Dương nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Tô Hồng Mị thì toàn thân nổi hết cả da gà. Một người đàn ông bình thường như Trần Triệu Dương biết mình chẳng thể chống cự được kiểu phụ nữ như Tô Hồng Mị. Cô ta cứ ba lần bốn lượt như thế, sớm muộn gì mình không giữ thân nổi. Tôi còn phải uống rượu với mấy người anh em của tôi, Trần Triệu Dương cười nói. Các anh em ơi, giờ tôi đưa anh Dương các cậu đi, các cậu có ý kiến gì không? Tô Hồng Mị cười hỏi. Không có. Đưa đi đi. Đám người Hồ Đại Quân lập tức đáp lại. Nhưng cậu ấy bảo cậu ấy phải uống rượu với mấy cậu kia, Tô Hồng Mị có chút tủi hờn nói, bây giờ cậu ấy không muốn đi với tôi. Đừng thế chứ. Anh Dương, anh đi nhanh đi, đừng làm phiền bọn em. Ai thèm uống rượu với thằng Đực Dựa chứ? Nhanh lên! Đừng ở đây cản trở nữa! Đám Hồ Đại Quân mất kiên nhẫn nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nhìn đám người này lại vô cùng khao khát bật ngón tay giữa với bọn họ. Một lũ khốn không có nhân tính. Đi thôi, anh em của cậu đuổi cậu rồi. Tô Hồng Mị không nói nhiều nữa liền kéo Trần Triệu Dương rời khỏi phòng. Tô Hồng Mị kéo Trần Triệu Dương về phòng mình. Vừa đóng cửa lại là cô ta lập tức đè Trần Triệu Dương vào. Tường, áp sát người vào người anh. Chị Mị, chị đừng vậy, tôi có vợ rồi. Trần Triệu Dương nói một cách nghiêm túc. Nhưng như vậy chẳng thể ngăn cản Tô Hồng Mị áp sát vào người anh. Tô Hồng Mị ôm lấy Trần Triệu Dương, phả hơi nóng vào tai anh, có vợ thì đã sao, người ta chỉ muốn làm tình nhân. Của cậu thôi, có muốn làm vợ cậu đâu. Hương thơm đặc biệt trên người Tô Hồng Mị xộc vào mũi Trần Triệu Dương. Khơi dậy phản ứng của anh. Trần Triệu Dương buộc phải thừa nhận rằng không có một người đàn ông nào có thể chống cự được sự quyến rũ chết người của Tô Hồng Mị. Trần Triệu Dương, cậu có muốn không? Tô Hồng Mị cười nói. Muốn cái gì, Trần Triệu Dương thừa biết nhưng vẫn cố hỏi. Tô Hồng Mị cười khanh khách, thì là làm gì đớ? Không muốn. Trần Triệu Dương căn răng đáp. Ha ha, lúc này Tô Hồng Mị áp sát người hơn nữa. Miệng thì nói là không muốn, nhưng thân thể thì thành thật lắm đấy. Chị Mị, tôi tìm chị vì có chuyện muốn nhờ chị giúp. Trần Triệu Dương vươn tay giữ lấy vai Tô Hồng Mị rồi nói. Có chuyện gì, không thể đợi chúng ta làm xong chuyện chính rồi nói hay sao? Tô Hồng Mị hà hơi nói, cưng à, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa? Nghe vậy, cả cơ thể Trần Triệu Dương căng cứng hết lên. Cuối cùng, anh mặc niệm mấy chục lần A-di-đà Phật trong lòng. Sau đó giữ chặt lấy Tô Hồng Mi. Sau khi giữ lấy cô ta, Trần Triệu Dương bế cô ta lên. Nhìn thấy động tác này của Trần Triệu Dương, Tô Hồng Mị nở nụ cười quyến rũ, cưng này, cưng muốn thế nào, chị? Nghe cưng, từ lâu chị đã là người phụ nữ của cưng rồi. Trần Triệu Dương bế Tô Hồng Mị tới cạnh giường rồi quăng cô ta lên. Tô Hồng Mị phát ra tiếng rên chết người. Thế nhưng Trần Triệu Dương chẳng làm gì tiếp. Anh ngồi xuống giường rồi nói, chị Mị, tôi có chuyện quan trọng cần tìm chị thật mà. TH. Tô Hồng Mị nhìn Trần Triệu Dương, vừa nói cô ta vừa đặt đôi chân dài của mình lên chân Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương đè chân cô ta xuống, anh nói tiếp, tối qua tôi bị tập kích, suýt thì tiêu đời.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tô Hồng Mị dừng động tác kia lại, ngồi bật đẩy và hỏi với vẻ căng thẳng, chuyện gì thế hả? Với thực lực của cậu thì sao lại gặp chuyện được? Đối phương cử không ít tay súng tới. Trần Triệu Dương trầm giọng nói, nếu không may mắn thì có thể tôi đã toi mạng vì súng rồi. Có chuyện như thế sao? Cậu nói với chị nhanh lên. Nét lo lắng trên mặt Tô Hồng Mị càng rõ rệt hơn. Trần Triệu Dương bèn kể lại chuyện đã xảy ra tối qua cho Tô Hồng Mị. Chị Mị, tôi muốn chị giúp tôi điều tra xem ai đã sai người làm chuyện này, Trần Triệu Dương nói với Tô Hồng Mị. Trần Triệu Dương biết chỉ dựa vào các mối quan hệ của Nam Cung Minh Đức thì rất có thể sẽ chẳng tra ra được điều gì, nhưng Tô Hồng Mị thì khác. Anh cũng muốn sớm ngày biết được mấy tay súng tối qua là do kẻ nào cử tới, phát hiện sớm để loại bỏ mối nguy này sớm, không cần phải sống trong cảnh bị kẻ địch rình mò nhắm tới. Ha ha! Lúc này Tô Hồng Mị nở nụ cười. Chị Mị, chị cười gì vậy? Của nợ, người ta nhìn ra rồi, cậu nói nhiều như vậy đều là... Vì vợ cậu, Tô Hồng Mị tỏ vẻ hờn dỗi, người ta chỉ là tình nhân thôi, bảo tình nhân giúp vợ, cậu cảm thấy có ổn không? Chị Mị, ý chị là không muốn giúp tôi. Trần Triệu Dương nhìn Tô Hồng Mị hỏi. Của nợ bé nhỏ của chị đã nhờ chị giúp thì sao chị dám không giúp cơ chứ? Tô Hồng Mị cười híp mắt, nhưng chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Triệu Dương hỏi. Anh vừa hỏi xong là Tô Hồng Mị lập tức phát chân lên vai anh. Tối nay ở lại với chị, không được về nhà, Tô Hồng Mị vừa cười vừa nói. Chị Mị, bên dưới có cả đám anh em đang chờ tôi, Trần Triệu Dương nói. Chị không cần biết. Tô Hồng Mị nói một cách bốc đồng, tối nay cậu mà không ở lại đây với chị thì chị sẽ không giúp cậu. Đám anh em của cậu thì chị đã bảo Tiểu Mã dàn xếp ổn thỏa cả rồi, đảm bảo bọn họ sẽ hài lòng. Khụ. Trần Triệu Dương giữ chặt lấy Tô Hồng Mị, anh nhăn nhó mặt mày nói, chị Mị, chị như thế là đang chơi với lửa đấy. Lửa do chị khơi lên, tự chị sẽ dập, Tô Hồng Mị cười quyến rũ. Dứt lời. Cô ta lại ôm lấy Trần Triệu Dương và nói khế, của nợ, cậu sợ yêu chị hả? Người ta không cần cậu chịu trách nhiệm gì hết, chỉ cần cậu để chị làm người phụ nữ của cậu là được, chị cam tâm tình nguyện. Vừa nói, Tô Hồng Mị vừa hôn Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương giật nảy mình. Lúc này, anh biết mình mặc niệm A-di-đà Phật một vạn yên thì cũng vô dụng. Bị người đẹp như thế này quấn lấy, chỉ cần là đàn ông bình thường thì đều sẽ đổ gục. Chị Mị, tôi... Trần Triệu Dương vẫn muốn phản kháng. Chỉ có điều vừa há miệng ra là đã bị chặn lại. Tiếp đó Trần Triệu Dương đảm chìm vô điều kiện, cả đêm qua Nam Cung Yến không được ngon giấc. Bởi vì tối qua cô gửi rất nhiều tin nhìn cho tay lái lụa, nhưng anh không nhắn lại một tin nào. Không thấy anh nhắn lại, Nam Cung Yến nghĩ chắc chắn là anh đang lêu lổng với đám con gái ở quán bar. Sau đó cô lại nghĩ, dù gì mình cũng là vợ anh trên danh nghĩa, vậy mà cả đêm anh không về nhà. Càng nghĩ cô càng giận, thế là chẳng thể ngủ được. Cả đêm không ngon giấc, đến sáng sớm Nam Cung Yến lập tức chạy tới gõ cửa phòng Trần Triệu Dương, nhưng gõ rất lâu mà không có ai đáp lại. Loại đàn ông tồi, cả đêm qua không về, chắc chắn là đã ngủ với con nào rồi, Nam Cung Yến cáu giận mảng. Mang xong, Nam Cung Yến định vươn tay ra đập cửa để chút sự bất mãn trong lòng. À, chỉ có điều lần này Nam Cung Yến còn chưa đập vào cửa thì đã cảm thấy mình đập vào một thứ gì khác. Cô hoàn hồn lại, phát hiện ra tay mình đánh vào mặt một người, người kia còn nhếch môi hôn vào tay cô. Vợ à, em đi vệ sinh xong thì chắc là rửa tay rồi chứ nhỉ? Trần Triệu Dương cười ha ha nói. Nam Cung Yến lập tức rụt tay về, sau đó lau vài cái thật mạnh. Cô không biết nước bọt của ai kia có độc không nữa. Đồ tồi! Nam Cung Yến mắng. Vợ à, sao em lại mắng anh vậy? Trần Triệu Dương cười nói. Hừ, cả đêm qua anh không về. Chắc chắn là lại chung trả với đám con gái nhăng nhít ở quán ba rồi, anh không phải đồ tồi thì là gì? Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng. Vợ à, em như vậy là oan cho anh rồi, Trần Triệu Dương cười nói, tối qua anh về nhà ngủ từ sớm rồi. Vớ vẩn, tôi gửi tin nhắn cho anh mà có thấy anh trả lời đâu, Nam Cung Yến lườm ai kia? Anh đọc được tin nhắn rồi, không trả lời em là vì muốn tốt cho em thôi. Hừ, anh cứ nói xạo đi. Anh nghiêm túc mà vợ. Anh sợ trả lời thì em sẽ đòi ngủ với anh, thế chẳng phải là dạy hư em sao? Người con gái trong chàng thuần khiết như em không nên xem những thứ đớ, Trần Triệu Dương đắc ý cười. Nhưng nếu vợ có hứng thú thì anh có thể dạy em. Phải rồi, em tới tìm anh sớm như thế là để cùng vận động buổi sáng với nhau hả?
cút đi, đồ lưu me nhồ. Nhìn ai kia mặc quần xịp đỏ, Nam Cung Yến phỉ nhổ một tiếng rồi bỏ đi thật nhanh với khuôn mặt đỏ bừng. Thấy Nam Cung Yến tức giận bỏ đi, Trần Triệu Dương thầm kêu nguy hiểm thật, may mà anh nghe thấy giọng của cô ở bên ngoài nên đã trèo cửa sổ vào phòng. Tiếp đó anh cởi sạch quần áo, chỉ để lại chiếc quần xịp ra mở cửa. Dù nói thế nào thì Nam Cung Yến cũng là vợ anh trên danh nghĩa, nếu để cô biết anh chung trả với người phụ nữ khác cả đêm không về thì sẽ chẳng thể giải thích được. Sau khi rời khỏi đó không lâu, Nam Cung Yến thay quần áo xuống lầu. Trần Triệu Dương cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị đưa cô tới công ty. Đám đường võ rất nhanh nhạy, để Trần Triệu Dương lái xe chở Nam Cung Yến, bọn họ thì theo sát đằng sau. Em yêu, tối qua em tìm tay lái lụa làm gì? Hừi, có phải em có chuyện gì muốn nói với tay lái lụa không? Hừi, hừi. Trên xe, Trần Triệu Dương cười ha ha hỏi chuyện Nam Cung Yến, nhưng Nam Cung Yến chỉ đáp lại bằng tiếng hừ lạnh. Anh biết rồi, em muốn xin linh chứ gì? Trần Triệu Dương cười gian, em yêu, em tên Tâm, tối về anh sẽ gửi cho em. Yên tâm nhé, tay lái lụa đã ra tay thì ngồn chỉ có VIP thôi. Cút. Cuối cùng Nam Cung Yến cũng không nhịn được, cô phun ra một chữ. Em yêu, anh đã trở thành trợ lý của em rồi, hôm nay anh phải làm gì? Trần Triệu Dương lại hỏi, cứ đi theo em là được à? Anh không được đi theo tôi. Nam Cung Yến lạnh giọng nói, không đi theo em thì anh đi đâu? Anh thích đi đâu thì đi, tóm lại là không được đi theo tê. Nam Cung Yến nói với vẻ bực tức, anh là trợ lý của em cơ mà, phải đi theo em chứ, Trần Triệu Dương nghiêm túc nói. Ngay cả tới nhà vệ sinh anh cũng phải đi theo, đề phòng có kẻ nhìn lén. Phi, lưu manh, Nam Cung Yến xì một tiếng, tóm lại hôm nay anh mà đi theo tôi thì tôi sẽ không để yên cho anh. Vậy để anh báo lại với bố vợ thân yêu của anh đã. Hừ, anh báo với ai cũng vô dụng, tôi đã quyết định rồi. Két, Nam Cung Yến vừa dứt lời, Trần Triệu Dương bỗng phanh đột ngột, khiến đầu cô bị va đụng. Tên họ Trần, anh cố tình đúng không? Nam Cung Yến xoa vùng đầu vừa bị đau, nói một cách giận dữ. Đằng trước có người chiếm mất chỗ để xe của chúng ta. Trần Triệu Dương nhìn về phía trước và nói, vốn dĩ ở khu vực đỗ xe của công ty có vị trí dành riêng cho Nam Cung Yến, nhưng hôm nay trên chỗ đó lại xuất hiện một người và một chiếc xe. Giang Tử Phong. Trần Triệu Dương nói với vẻ bất đắc dĩ, cậu ta có phải con gái đâu, suốt ngày quấn lấy anh làm gì. Đợi anh đuổi cậu ta đi. Dứt lời. Trần Triệu Dương nhảy xuống xe. Tìm tôi làm gì, có gì thì nói mau lên. Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong, anh nói với vẻ mất kiên nhẫn. Trông thấy Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong cười khà khà nói, anh Dương, hôm nay em tới không phải để tìm anh. Anh đừng tưởng bở. Vậy cậu chặn đường ở đây làm gì, Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong hỏi. Em đến tìm chị dâu, Giang Tử Phong cười nói. Dứt lời, Giang Tử Phong đi tới cạnh xe và gọi. Chị dâu, em có chuyện cần tìm chị. Giang Tử Phong vừa gọi là Nam Cung Yến hạ kính xe xuống. Giang Tử Phong, cậu đừng gọi chị là chị dâu, chị không. Phải chị dâu của chị, Nam Cung Yến lạnh lùng nói. Em biết rồi, chị dâu, Giang Tử Phong cười nói, chị dâu, là thế này, em có chuyện muốn nhờ chị. Thấy Giang Tử Phong gọi mình như thế, Nam Cung Yến tỏ vẻ bất đắc dĩ. Có chuyện gì? Cô cũng chẳng buồn đôi co nhiều với Giang Tử Phong về cái vấn đề xưng hô này nữa. Chị dâu, là thế này, em muốn mượn người của chị. Mượn ai? Nam Cung Yến hơi sửng sốt. Là thế này, em muốn mượn anh Dương. Giang Tử Phong cười nói, không biết chị dâu có đồng ý không? Không đồng ý. Không đợi Nam Cung Yến trả lời, Trần Triệu Dương đã nói luôn. Chị đồng ý, thế nhưng Nam Cung Yến lại nói một cách sảng khoái, cậu cần dùng thì cứ mang đi. Dùng vài ba tháng cũng không sao. Chị dâu, em chỉ dùng một ngày là được rồi, Giang Tử Phong cười. Tôi bận lắm, tôi không rảnh, Trần Triệu Dương nói. Anh Dương, anh đừng giả vờ, anh chỉ là một bảo vệ mà thôi, có việc gì mà bận, hơn nữa chị dâu đã cho anh nghỉ rồi, Giang Tử Phong nhìn Trần Triệu Dương cười. Giang Tử Phong cũng biết nếu hỏi thẳng Trần Triệu Dương thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, vậy nên anh đã đi đường vòng, hỏi mượn Nam Cung Yến. Bảo vệ thì làm sao? Cậu có biết mỗi ngày tôi phải ngắm bao nhiêu gái xinh đi ra đi vào không? Tôi còn phải bảo vệ sự an toàn của bọn họ, giữ gìn hòa bình thế giới. Trần Triệu Dương phát ngôn hùng hồn, tóm lại tôi không rảnh đi với cậu. Trần Triệu Dương nghĩ cả đêm qua không được ngủ,
hôm nay anh định về công ty ngủ bù, không muốn đi làm chuyện gì với Giang Tử Phong hết. Chị dâu, chị xem. Giang Tử Phong chẳng ngó ngàng gì tới Trần Triệu Dương, cậu ấy nhìn về phía Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương, hôm nay anh không cần về công ty, đi giúp Giang Tử Phong đi. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương nói, anh không muốn, Trần Triệu Dương nói. Đây là mệnh lệnh, Nam Cung Yến nghiêm túc nói. Anh Dương, anh đi với em đi, không nghe lời chị dâu là về sẽ phải quỳ trên vỏ sầu riêng đấy. Giang Tử Phong kéo tay Trần Triệu Dương nói. Tôi động nói, là loại người như thế sao, Trần Triệu Dương kích về nhà tôi dạy lại cô ấy thì có. Hừ, vẻ mặt của Nam Cung Yến lạnh lùng hơn đôi phần. Đi mau lên, chị dâu giận rồi. Giang Tử Phong vội vàng kéo Trần Triệu Dương lên xe rồi lái xe đi. Thấy Giang Tử Phong kéo Trần Triệu Dương đi, Nam Cung Yến thở phào một hơi. Nói thật, Nam Cung Yến thật sự không biết phải sắp xếp cái tên trợ lý Trần Triệu Dương này thế nào. Cô sợ anh sẽ đi theo cô cả ngày, làm ảnh hưởng tới cảm xúc và công việc của cô. Kể từ buổi tối hôm trúng đạn, Nam Cung Yến phát hiện ra người đàn ông nào đó rất dễ tác động đến cảm xúc của cô, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nói đi, hôm nay có chuyện gì cần tôi giúp? Vừa ngồi lên xe là Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong hỏi. Anh Dương, có phải y thuật của anh cao siêu lắm không? Giang Tử Phong hỏi Trần Triệu Dương. Tạm tạm. Trần Triệu Dương nói một cách khiêm tốn. Anh đừng khiêm tốn, ngay cả cuồng y cũng phải sượng mặt vì anh, còn không dám ho he gì nữa, Giang Tử Phong vừa cười vừa nói. Cậu muốn đưa tôi đi khám bệnh cho người ta? Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong hỏi. Đúng thế. Giang Tử Phong gật đầu nói, em muốn nhờ anh khám bệnh cho em họ em. Anh Dương, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho em họ em, gia đình em sẽ không bạc đãi anh. Em họ cậu bị bệnh gì? Trần Triệu Dương hỏi Giang Tử Phong. Khó nói lắm, Giang Tử Phong lắc đầu nói, đến lúc đó anh gặp rồi sẽ biết. Được rồi, Trần Triệu Dương gật đầu. Ca này hóc búa lắm hả? Một lát sau, Trần Triệu Dương lại nói. Đúng là hơi hóc búa. Giang Tử Phong đáp lời. Giang Tử Phong lái xe chở Trần Triệu Dương đến một nơi giống như là dinh thự vậy. Sau khi Trần Triệu Dương xuống xe thì hỏi cậu ấy, Giang Tử Phong, nhà em gái họ của cậu làm gì thế? Bác cả em làm lãnh đạo trên tỉnh, Giang Tử Phong nói. Lãnh đạo, chắc là chức vụ cũng không thấp đâu nhỉ, Trần Triệu Dương nói. Vâng, Giang Tử Phong gật đầu. Anh Dương, chúng ta đi thôi, Giang Tử Phong nói với Trần Triệu Dương. Vừa nói xong thì cậu ta liền dẫn Trần Triệu Dương đi vào phía trong. Đến cửa nhà, Trần Triệu Dương nhận ra có nhiều người cũng đang đi vào trong. Không ít người còn cầm theo hòm thuốc, nhìn qua cũng đoán được họ làm nghề gì. Hôm nay vẫn còn có cả các bác sĩ khác đến xem bệnh sao? Trần Triệu Dương hỏi. Vâng, hầu như ngày nào cũng có người đến, Giang Tử Phong đứng bên cạnh tiếp lời. Bác dâu cả nhà em là một doanh nhân thành đạt, bà ấy đang treo thưởng rất lớn. Chỉ cần ai có thể chữa khỏi bệnh cho em gái em là có thể nhận được 100 triệu tệ tiền thưởng. Đấy chính là lý do tại sao có rất nhiều người đến đây. Hóa ra là như thế, Trần Triệu Dương gật đầu nói. Nhưng mà treo giải thưởng lớn như thế này được cả tháng rồi mà vẫn không ai chữa khỏi được, Giang Tử Phong nói một cách bất đắc dĩ, cũng không biết Huyền Quân mắc phải bệnh gì nữa. Anh Dương, nếu mà anh có thể chữa khỏi được thì em sẽ đòi quyền lợi giúp anh, chắc chắn sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Nói sau đi, Trần Triệu Dương nói, tôi cũng không thể bảo đảm chắc chắn có thể chữa khỏi được. Cậu chủ Giang, cậu lại đến rồi sao? Khi Giang Tử Phong vừa dẫn Trần Triệu Dương đi vào nhà thì người quản gia đứng ở ngay cửa vào đã chạy ra tiếp đón. Lại dẫn theo bác sĩ đến xem bệnh cho cô chủ sao? Quản gia hỏi. Đúng thế, Giang Tử Phong trả lời. Lần này cậu dẫn theo ai đến đấy? Không phải là cậu ta chứ, quản gia chỉ tay vào Trần Triệu Dương đang đứng cạnh. Có vấn đề gì sao? Giang Tử Phong hỏi ngược lại. Quản gia thở dài một hơi, cậu chủ Giang, tôi vẫn khuyên cậu nên từ bỏ đi. Trước đây cậu dẫn bao nhiêu bác sĩ có tiếng đến đây rồi, nhưng nào có ai trị khỏi bệnh được đâu. Hôm nay lại còn dẫn theo một người trẻ như vậy đến, cậu thấy có trông cậy được không? Cậu chủ Giang, tôi biết cậu lo lắng cho cô chủ, nhưng cũng đừng để cho người khác lừa. Quản gia đánh giá Trần Triệu Dương một lượt rồi quay sang nói với Giang Tử Phong, gần đây tôi đã thấy rất nhiều bác sĩ nổi tiếng rồi, nhưng chưa gặp qua bác sĩ nào trẻ như thế này. Cậu chủ Giang, tôi sợ cậu bị người ta lừa đó. Dạo gần đây quản gia đều có nhiệm vụ tiếp đón các bác sĩ đến nhà,
cho nên trong suy nghĩ của ông ta, mỗi người bác sĩ nổi danh đều đã có tuổi cả rồi. Hơn nữa, trong cái ngành y này, bác sĩ càng có tuổi thì lại càng có kinh nghiệm. Còn đối với người trẻ tuổi như Trần Triệu Dương, lại còn đang mặc một bộ đồng phục bảo vệ. Quản gia cảm thấy giống lừa đảo hơn. Quản gia nói như vậy thì Trần Triệu Dương đã hiểu được suy nghĩ của ông ta, nhưng anh cũng không nói gì. Giang Tử Phong thì lại kích động, quản gia Chu, ông có ý gì? Cậu chủ Giang, tôi không có ý gì cả, tôi chỉ sợ cậu bị người ra lừa thôi, quản gia Chu cười. Ngay lúc này, quản gia Chu rút ra một cái phong bì đưa cho Trần Triệu Dương rồi nói, nhận phong bì rồi đi đi. Đi về làm việc canh gác cổng của cậu đi, đừng ở đây rước thêm xấu hổ nữa. Trần Triệu Dương nghe được lời này thì bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tên quản gia này tầm nhìn đúng thật là hạn hẹp. Quản gia Chu, anh Dương là anh em của tôi, ông sỉ nhục. Anh ấy như vậy có tin tôi đánh ông không? Giang Tử Phong cảm thấy quản gia quá khinh thường người khác rồi. Tử Phong, bỏ đi, đừng so đo với người như vậy. Trần Triệu Dương giữ chặt lấy Giang Tử Phong, anh cũng không muốn so đo nhiều với người như thế làm gì. Quản gia Chu lại cười một cách không hề hấn gì, cậu chủ Giang, tôi nói thật đó. Tôi chỉ sợ cậu ta sẽ làm cậu mất mặt thôi. Nếu cậu không tin thì có thể dẫn cậu ta vào trong, tôi chỉ sợ đến lúc đó người khác sẽ cười vào mặt cậu thôi. Quản gia Chu, bây giờ đưa tôi vào thăm em họ tôi đi, anh Dương sẽ xem bệnh cho em ấy luôn. Giang Tử Phong căn răng nói với quản gia. Quản gia cười nhạt, cậu chủ Giang, xin lỗi cậu, hôm nay có bác sĩ có tiếng đến xem bệnh cho cô chủ rồi, nếu cậu muốn dẫn người vào xem bệnh thì chỉ có thể xếp hàng thôi. Ông đây đến mà còn phải xếp hàng. Giang Tử Phong hét lên một cách kích động. Quản gia Chu vừa cười vừa gật đầu, cậu chủ Giang, đây là lệnh của ông chủ, tôi cũng không có cách nào. Nghe được lời nói này của quản gia, Giang Tử Phong có chút nhục chí. Anh Dương, anh có ngại nếu đợi một chút không? Giang Tử Phong hỏi Trần Triệu Dương. Không ngại, chúng ta đợi đi. Trần Triệu Dương nói. Trần Triệu Dương thấy tên quản gia này đúng là khiến người ta phải tức giận, nếu như bình thường thì anh đã trực tiếp đi về luôn rồi. Nhưng hôm nay vì giữ thể diện cho Giang Tử Phong nên anh cũng lười so đo với loại người như thế. Vậy chúng ta đi thôi. Giang Tử Phong dẫn theo Trần Triệu Dương đi vào trong. Quản gia Chu thấy Giang Tử Phong dẫn Trần Triệu Dương vào trong thì tỏ ra khinh thường. Quản gia Chu, ông nói xem tại sao Giang Tử Phong lúc nào cũng nhiệt tình thế. Nghe nói là quan hệ của cậu ấy với cô chủ nhà mình rất tốt có đúng không? Nếu không thì cũng chẳng có chuyện một hai hôm lại dẫn bác sĩ đến. Đám người đứng cạnh nhau nhau hỏi quản gia Chu. Ông ta tỏ ra khinh thường, quan hệ tốt thế nào cũng là giả mà thôi, cậu ấy chỉ muốn nịnh nọt, tâng bốc mà thôi. Muốn nịnh nọt thì cũng không nên dẫn theo người như thế đến chứ. Chỉ là một tên bảo vệ, có thể chữa khỏi cho cô chủ nhà chúng ta hay sao, đám người bên cạnh vừa cười vừa nói. Quản gia Chu nói, ai mà biết được, khéo là cậu ấy bị người ta lừa rồi. Quản gia Chu vừa nói xong thì ngay lập tức có người chạy đến nói. Quản gia Chu, ông chủ về rồi, còn dẫn theo một vị bác sĩ có tiếng nữa. Quản gia Chu vừa nghe thấy thì ngay lập tức bước ra ngoài, mau đón họ vào. Ông ta đi nhanh ra ngoài. Giang Tử Phong rất quen thuộc chỗ này cho nên đã dẫn Trần Triệu Dương đến phòng khách. Vừa vào đến phòng khách, Trần Triệu Dương đã nhìn thấy có không ít bác sĩ cũng đang ngồi đây uống trà. Trước khi hai người vào thì họ đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng ngay khi hai người đến thì sự chú ý của mọi người đã chuyển cả sang đây. Một người mặc đồng phục bảo vệ mà lại xuất hiện ở đây, thực sự quá thu hút sự chú ý rồi. Đến khi Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương ngồi xuống thì tiếng bàn luận bắt đầu vang lên khắp nơi. Tên bảo vệ kia cũng là bác sĩ, tôi nghĩ là đến cùng với Giang Tử Phong. Mẹ ơi, cậu chủ Giang có phải bị ngốc rồi không? Tại sao lại mời một tên bảo vệ đến đây xem bệnh chứ? Chắc người ta không mời bác sĩ mà là một kẻ lừa đảo thì có. Ha ha, cũng có thể. Tôi sợ tên bảo vệ này là muốn đến để ăn may mà thôi. Đám bác sĩ ở đây sau khi thấy Trần Triệu Dương xuất hiện thì bàn tán xôn xao. Họ hầu như đều khinh thường Trần Triệu Dương. Họ cảm thấy một người mặc đồng phục bảo vệ lại muốn đến đây khám bệnh thật đúng là một câu chuyện nực cười. Anh Dương, anh có muốn em dạy dỗ họ một chút không? Giang Tử Phong nghe thấy thì vô cùng tức giận. Nhưng Trần Triệu Dương thì lại cười một cách thoải mái, họ thích nói thì cứ để họ nói đi. Anh cũng lười so đo với đám người này. Nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Triệu Dương,
những người trong đại sảnh đều có vẻ như rất khoái chí. Tất cả đều chỉ trỏ trỏ vào anh một cách chế giễu. Giang Tử Phong nghe thấy những lời bàn tán của bọn họ, không khỏi kích động mà muốn đánh người. Nhưng cuối cùng, Trần Triệu Dương đã ngăn cậu ấy lại. Nhìn bộ dạng bây giờ của mọi người thì Trần Triệu Dương cảm thấy mình có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Chắc bọn họ cũng không nghĩ ra được cách chữa trị nào, nên mới có biểu hiện như vậy. Đúng là chó chê mèo lắm lông đây. Bác sĩ Tôn, mời vào trong. Không lâu sau, khi Trần Triệu Dương đến, mọi người liền nghe thấy giọng nói nhiệt tình của quản gia Chu từ ngoài cửa. Bác sĩ Tôn, mời ông. Sau đó là giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Rồi mọi người nhìn thấy một bóng người đang bước vào trong. Là Cuồng Y Tôn Vĩnh An. Ông ta chưa từng đến xem bệnh sao? Không, ông ta vẫn luôn ở bên ngoài. Có vẻ như chỉ mới trở về mấy ngày trước thôi. Mọi người nhìn thấy Tôn Vĩnh An bước vào thì bắt đầu bàn luận sôi nổi. Tôn Vĩnh An bước vào trong sảnh, ông ta liếc nhìn những người ở đây một lượt rồi hỏi một quý bà ở phía sau mình, những người này đều đến khám bệnh cho cô Giang à? Vâng. Quý bà phía sau Tôn Vĩnh An hỏi lại, bác sĩ Tôn, có vấn đề gì sao? Giải tán hết đám người rác rưởi này đi, Tôn Vĩnh An tức giận nói, hôm nay, tôi đã ra tay thì bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Ở đây không cần những đồ rác rưởi này, chỉ làm tốn thời gian mà thôi. Thấy Tôn Vĩnh An ngông cuồng như vậy, mọi người ở đây đều có chút tức giận. Vừa bước vào cửa Tôn Vĩnh An liền gọi bọn họ là đồ rác rưởi. Đương nhiên, mọi người đều không thể chấp nhận được. Nhưng bọn họ nghĩ đến đối phương là một cuồng y nức tiếng và hầu hết người ở đây đều tự thừa nhận rằng bản thân không bằng ông ta nên chỉ đành ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôn Vĩnh An, ông nói ai là đồ rác rưởi chứ? Được lắm, ông đúng là coi trời băng vung mài. Tất nhiên vẫn có người không phục mà bước ra đối chất với Tôn Vĩnh An. Tôn Vĩnh An nhìn hai người vừa bước ra đó, trên mặt ông A ngay lập tức lộ ra vẻ khinh thường, cười nhạo nói, bác sĩ Trúc, bác sĩ Đông, tôi muốn hỏi là hai người đã đến đây bao? Nhiều lần rồi? 3 lần, 4 lần. Hai người bác sĩ đó nói. Hai người đều đã đến đây 3-4 lần rồi mà vẫn không chữa được bệnh, lại không có một chút tiến triển nào. Mấy người không phải rác rưởi thì là cái thá gì? Tôn Vĩnh An không ngừng kiêu ngạo nói, bác sĩ Trúc, tôi còn nhớ cách đây không lâu, ông cùng tôi so tài y thuật, ông đã thua tôi rồi nhỉ. Còn bác sĩ Đông, ông cũng chỉ là bại tướng dưới tay tôi mà thôi. Nghe Tôn Vĩnh An nói vậy thì hai người bác sĩ này đều cảm thấy rất xấu hổ. Tôn Vĩnh An đúng là biết cách giết người không cần dao mà. Mọi người đều biết rằng trước giờ, ông ta vẫn luôn ngông cuồng như vậy. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, năng lực của ông ta là điều không phải bàn cãi. Nếu ai không phục, chúng ta có thể so tài y thuật với nhau. Tôn Vĩnh An nói, ai có thể bước ra đây so tài với tôi? Một khi Tôn Vĩnh An đã nói như vậy thì không còn ai dám tỏ ra thái độ với ông ta nữa. Nếu không ai có cái gan này, vậy thì mấy người có thể giải tán được rồi. Tôn Vĩnh An nói một cách đắc ý. Đám người trong đại sảnh lúc này ngơ ngác nhìn nhau, họ cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu bây giờ, bọn họ rời đi thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Nhưng nếu không rời đi, Tôn Vĩnh An sẽ khiến bọn họ càng xấu hổ hơn. Quản lý Chu nhìn thấy Tôn Vĩnh An kiêu ngạo như vậy thì nghĩ thầm người có năng lực kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường. Tôn Vĩnh An, lẽ nào đến ông của ông mà ông cũng muốn đuổi sao? Lúc này, một giọng nói vô cùng bất mãn vang lên trong một góc. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Bọn họ nhìn thấy Trần Triệu Dương mặc trên người bộ đồng phục bảo vệ nói. Nhìn thấy vào lúc này mà anh còn dám lên tiếng, bọn họ đều cười thầm, không phải anh ta sắp được Tôn Vĩnh An làm cho bẽ mặt chứ? Dám tự gọi mình là ông của Tôn Vĩnh An sao? Anh ta thực sự không biết trời cao đất dày mà. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, quý bà bên cạnh Tôn Vĩnh An liền chau mày. Nhưng quản gia Chu đã sải bước về trước và mắng mỏ, này! Tên bảo vệ quèn kia, mày đang nói lung tung cái gì vậy? Mày nghĩ mình là ai? Lập tức cút khỏi đây mô. Nhìn thấy Trần Triệu Dương tự xưng là ông của Tôn Vĩnh An, quản gia Chu thầm nghĩ, như vậy cũng quá quất quá rồi. Nếu hôm nay, Trần Triệu Dương chọc cho Tôn Vĩnh An không vui, khiến ông ta không chữa trị cho cô chủ Giang thì lớn. Chuyện mất. Tôi chính là ông của ông ta, nếu không tin có thể hỏi ông ta. Trần Triệu Dương ung dung cười. Đúng vậy, anh Dương chính là ông của ông ta. Giang Tử Phong đứng bên cạnh lên tiếng. Ông cái CMML.
Quản gia Chu chỉ vào Trần Triệu Dương chửi rủ. Vệ chết tiệt nhà mày, cút khỏi đây cho tao. Tên họ Chu kia, ông dám đuổi anh Dương đi sao? Ông đây liều mạng với ông. Giang Tử Phong cũng tức đến phát hỏa. Quản gia Chu nhìn thấy bộ dạng này của Giang Tử Phong thì không dám hó hé một lời. Thưa bà, chuyện này. Lúc này, quản gia Chu nhìn thấy quý bà đó đi tới, ông ta nói. Bà ta nhìn Giang Tử Phong nói, Tử Phong, cậu ta là bạn của cậu, cậu mau đưa cậu ta rời khỏi đây đi. Quản gia, ông đưa cho cậu ta một phong bì rồi bảo cậu ta đi đi. Quý bà đó lại nói. Quản gia Chu lấy ra hai phong bì, đưa cho Trần Triệu Dương và nói, cầm phong bì rồi mau cút khỏi đây đi. Bác à, con đưa anh Dương tới đây là để chữa trị cho em họ, chứ không phải vì tiền. Hơn nữa, anh Dương đúng là ông của Tôn Vĩnh An. Giang Tử Phong giải thích. Lúc này, Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào Tôn Vĩnh An rồi nhoẻn miệng cười, nói, Tôn Vĩnh An, ông không nhận người ông này của mình rồi sao? Đừng nói ông đã quên cuộc cá cược trước đây của chúng ta rồi chứ. Còn không mau qua đây gọi ông đi. Đúng đó, Tôn Vĩnh An, ông còn không mau tới đó gọi ông đi, Giang Tử Phong nói. Khi Tôn Vĩnh An nhìn thấy Trần Triệu Dương, vẻ mặt ông a u ám một cách đáng sợ. Ông ta không ngờ lại gặp Trần Triệu Dương ở đây. Ông ta cảm thấy mình cố ra vẻ ngầu đã không dễ dàng gì, cơ mà vừa ra vẻ liền gặp phải oan gia. Tên bảo vệ kia, mày đừng có không biết thân biết phận, quản gia Chu chửi bới. Quý bà cũng bực bội nói, bây giờ, cậu cút ngay cho tôi. Quý bà vừa dứt lời thì lúc này, Tôn Vĩnh An đã bước tới trước mặt Trần Triệu Dương, vẻ mặt ông ta vô cùng bình tĩnh. Liếc nhìn anh một cái rồi trầm giọng kêu lên, chào ông. Hải. Tôn Vĩnh An mà lại gọi Trần Triệu Dương bằng ông, điều này đã khiến những người có mặt tại đại sảnh không khỏi ngạc nhiên một phen, sau đó bọn họ bắt đầu nháo nhào lên. Quý bà và quản gia Chu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên bảo vệ quèn này thực sự là ông của Tôn Vĩnh An sao? Bọn họ không thể tin được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Tôn Vĩnh An đã gọi như thế này thì không thể nào sai được. Giang Tử Phong nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của những người bên cạnh thì cười hỏi, quản lý Chu, bây giờ, ông vẫn định đuổi ông của bác sĩ Tôn đi sao? Quản gia Chu nghe vậy liền nhăn mặt, trong phút chốc không nói nên lời. Trần Triệu Dương vỗ vai Tôn Vĩnh An và cười nói, ngoan. Giờ ông còn định đuổi tôi đi nữa không? Tôn Vĩnh An đành nghiến răng chịu đựng khi nghe những lời của Trần Triệu Dương. Ông ta không thể làm gì được, bởi vì dưới sự chứng kiến của ông cụ cố, chuyện này dù không. Muốn thì cũng phải thừa nhận thôi. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Trần Triệu Dương, Tôn Vĩnh An thật sự rất hối hận vì lúc đầu đã cược với anh. Không dám. Tôn Vĩnh An nghiến răng nói. Tôn Vĩnh An gọi một bảo vệ quen là ông, khiến người ta ngạc nhiên đến mức tròng mắt suýt thì rớt ra ngoài. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cuồng y khách khí với người khác như thế. Tử Phong, chuyện này là sao? Quý bà tò mò hỏi. Bác gái. Để cháu giới thiệu với bác, đây là Trần Triệu Dương, đại ca cháu mới nhận đấy. Lúc trước anh ấy so tài y thuật với bác sĩ Tôn, cuối cùng bác sĩ Tôn thua, vậy nên mới như thế này. Giang Tử Phong lại quay đầu giới thiệu với Trần Triệu Dương, anh Dương, đây là bác gái của tôi, Hà Mai Anh, là một doanh nhân thành đạt. Xin chào bà Hà. Trần Triệu Dương cười gọi. Mới đầu Hà Mai Anh tỏ vẻ lúng túng, sau đó bà ta nở nụ cười nói, bác sĩ Trần, tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi có mắt không tròng, mong cậu lượng thứ cho. Bác vẫn còn đỡ, có người phải gọi là mắt chó coi thường người khác, Giang Tử Phong ở bên cạnh cười nói. Nghe thấy câu này của Giang Tử Phong, rất nhiều người sượng chín mặt. Nhất là mấy người vừa chế giễu Trần Triệu Dương hăng say nhất. Y thuật của bọn họ còn thua cả Tôn Vĩnh An, vậy mà vừa rồi còn chế giễu người đã thắng Tôn Vĩnh An, bây giờ Giang Tử Phong nói vậy, bọn họ cảm thấy không biết phải giấu mặt vào đâu. Quản gia Chu cũng rất xấu hổ. Bọn họ thật sự không ngờ rằng một tên bảo vệ quèn lại có thể thẳng cuồng y Tôn Vĩnh An về mặt y thuật, đồng thời còn khiến Tôn Vĩnh An gọi là ông. Bà Hà, chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Tôn Vĩnh An nói với vẻ buồn bực, thuật lại bệnh tình của cô Giang xem nào. Hà Mai Anh gật đầu nói, bác sĩ Trần, bác sĩ Tôn, hai người ngồi xuống trước đi, để tôi sai người mang bệnh án của Huyền Quân tới. Hà Mai Anh mời hai người ngồi xuống. Dĩ nhiên, lần này Trần Triệu Dương ngồi lên vị trí chính giữa, Tôn Vĩnh An chỉ có thể ngồi bên cạnh. Hà Mai Anh nhanh chóng sai người mang bệnh án tới, đồng thời bà ta còn chuẩn bị mấy bản. Bác sĩ Trần, bác sĩ Tôn, làm phiền hai người nhìn xem,
Hà Mai Anh nói. Trần Triệu Dương cầm lấy bệnh án rồi bắt đầu đọc, nhìn thấy bệnh án của bệnh nhân, Trần Triệu Dương cứ nhíu mày suốt. Đằng sau phần chẩn đoán còn có đơn thuốc mà bác sĩ kê, cùng với phương hướng chữa trị của bọn họ. Sau khi xem hết một lượt, Trần Triệu Dương không khỏi trầm ngâm. Tôn Vĩnh An cũng nhíu chặt lông mày. Anh Dương, sao vậy? Thấy Trần Triệu Dương gập bệnh án lại, Giang Tử Phong vội vàng nói. Hà Mai Anh cũng nhìn chăm chăm vào anh, ông thấy thế nào? Trần Triệu Dương hỏi Tôn Vĩnh An. Ông có cái nhìn thế nào? Tôn Vĩnh An trả lại vấn đề này cho Trần Triệu Dương, bởi vì sau khi xem hết bệnh án, Tôn Vĩnh An phát hiện ra bệnh này rất kỳ lạ, ông ta cũng không chắc lắm. Trần Triệu Dương gõ lên mặt bàn, suy tư một lát rồi trầm ngâm nói, tôi thấy không phải bệnh, mà là chúng ta. Trần Triệu Dương nói như vậy, Tôn Vĩnh An vô thức gật đầu. Căn cứ theo bệnh án mà ông ta đọc được thì bệnh nhân giống chúng ta hơn. Những người ngồi bên cạnh đều nở nụ cười khinh khỉnh. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Triệu Dương sẽ có ý kiến gì hay, không ngờ lại nói ra một câu vớ vẩn như thế. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, vẫn còn có cái gọi là chúng ta hay sao? Ha ha, tôi thấy cậu ta không phải là bác sĩ, mà là thầy bói rởm thì cớ. Người bên cạnh nói nhỏ, bác sĩ Trần, sao lại chúng ta được chứ? Hà Mai Anh cũng không tin chuyện này, dù sao xã hội hiện giờ không còn ai tin quỷ thần gì nữa. Bà Hà, bà không ngại cho tôi gặp bệnh nhân chứ? Trần Triệu Dương nói với Hà Mai Anh, bác sĩ Tôn, ông thì sao? Hà Mai Anh hỏi Tôn Vĩnh An. Tôn Vĩnh An trầm giọng nói, tôi cũng phải gặp bệnh nhân đã. Tôn Vĩnh An khá tán thành với ý kiến chúng ta của Trần Triệu Dương, nhưng ông ta là người của thế kỷ mới, trước giờ cũng không tin chuyện quỷ thần. Quản gia Chu, ông lập tức sắp xếp đi. Hà Mai Anh nói với quản gia Chu. Vâng. Quản gia Chu đáp lời rồi nhanh chóng đi khỏi đó. Không bao lâu sau, ông ta trở về nói vài câu với Hà Mai Anh. Bác sĩ Tôn, bác sĩ Trần, xin mời. Hà Mai Anh nói. Đồng thời, bà ta nói với các bác sĩ bên cạnh, mọi người cùng đi xem đi. Hà Mai Anh nói vậy, mọi người đều đi theo. Tôi cũng muốn xem thử tên bảo vệ quèn ấy có tài năng gì. Ha, tôi không cảm thấy cậu ta giỏi hơn Tôn Vĩnh An. Tôi nghi lắm, không biết cậu ta có phải bác sĩ thật không, chúng ta mà cũng nói ra được. Bác sĩ đằng sau nói nhẹ giọng. Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, Trần Triệu Dương cũng chẳng tỏ thái độ gì. Thực ra trong trung y có cái gọi là chúng tà thật, ví dụ như quỷ môn thập tam châm chính là cách châm cứu để chữa trị loại bệnh này. Chỉ có điều bây giờ là thời đại mới, mọi người không tin điều đó, cộng thêm việc quỷ môn thập tam châm đã thất truyền từ lâu, vậy nên mọi người mới không tin. Anh Dương, những gì anh nói có phải là thật không? Giang Tử Phong đi theo Trần Triệu Dương hỏi nhỏ. Cậu thấy sao? Trần Triệu Dương hỏi ngược lại. Em cũng không tin mấy chuyện chúng ta rồi ma quỷ gì gì đó, Giang Tử Phong khẽ nói, sao trên đời này lại có quỷ được? Chưa chắc đã là quỷ. Trần Triệu Dương nói. Vậy thì là cái gì? Khó nói lắm. Bây giờ Trần Triệu Dương cũng chưa khẳng định được. Trong lúc anh nói, bọn họ đã được đưa tới trước một căn phòng. Hà Mai Anh sai người mở cửa ra, sau đó dẫn mọi người vào. Vào trong phòng. Trần Triệu Dương nhìn thấy một cô gái nằm trên giường, tay chân bị trói chặt. Cô gái này nhỏ tuổi hơn Giang Tử Phong một chút, thế nhưng khuôn mặt tái nhợt, hai mắt chứa đầy tia máu, mắt thâm như gấu trúc. Thấy có người tới, cô ta trở nên cáu kỉnh, cổ họng phát ra tiếng rên. Đã một tháng rồi Uyển Quân không ngủ, tiêm thuốc an thần thì chưa đầy nửa tiếng là đã tỉnh lại. Mới đầu con bé còn có ý thức, nhưng trong một tuần gần đây, con bé không còn biết gì nữa. Hơn nữa con bé không chịu ra khỏi căn phòng này, chúng tôi muốn đưa con bé ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng là con bé sẽ tự sát. Hà Mai Anh đau lòng nói, đang yên đang lành lại bị giày vò ra nông nỗi này. Nói đến đây, đôi mắt Hà Mai Anh bắt đầu đỏ hoe. Bác cứ yên tâm đi, Uyển Quân không sao đâu, Giang Tử Phong an ủi Hà Mai Anh. Để tôi bắt mạch đã. Trần Triệu Dương nói. Nói rồi Trần Triệu Dương bước tới, cầm lấy tay Uyển Quân để bắt mạch. Tôn Vĩnh An cũng đi sang bên kia bắt mạch, những người bên cạnh lắng lặng đứng xem. Nhìn thấy Uyển Quân như vậy, bọn họ thấy Trần Triệu Dương nói là chúng ta cũng không sai. Nhưng chúng ta đã nằm ngoài phạm trù y học, bọn họ khó mà tiếp nhận được. Trần Triệu Dương be mạch một lúc rồi rút tay lại. Tôn Vĩnh An cũng thế. Bác sĩ Tôn, tình trạng của Uyển Quân thế nào? Hà Mai Anh hỏi Tôn Vĩnh An.
Lúc này Tôn Vĩnh An rất khó xử, ông ta thật sự không thể xác định được, bởi vì đây là lần đầu tiên ông ta gặp loại bệnh như thế này. Thế là ông ta quăng luôn vấn đề cho Trần Triệu Dương. Ông thấy thế nào? Nhìn Giang Uyển Quân nằm trên giường, Trần Triệu Dương vẫn rất khẳng định, cô ấy bị trúng tà. Nếu dùng những phương pháp bình thường thì chắc chắn là không chữa khỏi được, hiện giờ đang có thứ nhập vào người cô ấy. Ha ha, cậu là thầy bói dởm thật rồi. Nào là chúng ta, nào là nhập vào người, bó tay luôn. Nói nhăng nói cuội, đúng là nói nhăng nói cuội. Mấy bác sĩ đã có tuổi trực tiếp cất tiếng mảng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Triệu Dương nói là anh đã nhìn thấy rồi, những người bên cạnh đều bắt đầu châm biếm trào phúng. Bây giờ, bọn họ đã thực sự tin rằng Trần Triệu Dương là một tên thầy bói dởm. Người nói ra những lời như thế không phải thầy bói dởm thì là cái gì? Tôn Vĩnh An cũng bắt đầu hoài nghi, liệu có phải hôm đó Trần Triệu Dương thẳng mình là nhờ ăn may không? Nhìn thấy có thứ nhập vào người bệnh nhân, rõ là vớ vẩn. Ngay cả Giang Tử Phong cũng cảm thấy Trần Triệu Dương nói như vậy rất giống đang lừa đảo. Sắc mặt của Hà Mai Anh cũng hơi khó coi. Quản gia Chu Khinh Miệt nói, tôi thấy ông này là thầy bói lừa đảo ấy chứ, bác sĩ Tôn, ông bị cậu ta lừa đúng không? Ha ha, những người bên cạnh thi nhau cười ầm lên. Nhìn thấy vẻ mặt của những người đó, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ không nhìn thấy, anh cảm thấy cũng không thể trách bọn họ được. Nhưng vừa rồi, Trần Triệu Dương đã dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu của mình, trông thấy một luồng khí màu đen trên người Giang Uyển Quân. Trần Triệu Dương tin chắc rằng việc Giang Uyển Quân chúng ta là do luồng khí đen ấy gây nên, chỉ cần tìm ra nơi sinh ra luồng khí đen ấy là sẽ giải quyết được bệnh của Giang Uyển Quân. Vậy ông nói xem bệnh này phải chữa thế nào? Tôn Vĩnh An tủm tỉm cười hỏi. Ông ta quyết định phải ngáng chân Trần Triệu Dương, làm Trần Triệu Dương bẽ mặt, như vậy thì mới có thể trả được mối thù lần trước. Trần Triệu Dương nghiêm túc nói, tôi cảm thấy thứ đó đang ở ngay trong phòng. Chỉ cần tìm xem trước khi phát bệnh cô ấy từng mang thứ gì về phòng, sau đó tiêu hủy đi là được. Trần Triệu Dương nhìn thấy những tia khói màu đen bốc lên từ trong phòng, sau đó chui vào người Giang Uyển Quân rồi mới ngưng tụ thành luồng. Nếu anh đoán không sai thì loại khí màu đen ấy ở ngay trong phòng. Thứ mà cậu nói đang ở trong phòng sao? Quản gia Chu cười khẩy hỏi. Đúng thế. Trần Triệu Dương khẳng định, bây giờ, mọi người ra hết đi, để tôi tìm xem sao. Tôi tin là sẽ tìm ra nhanh thôi. Vậy có cần mở đàn tế cho cậu làm pháp không? Quản gia Chu cười nói. Ha hai. Tên thầy bói dởm này lộ mặt chuột rồi. Còn đòi đuổi người ra ngoài để tìm đồ mới ghê. Đúng là ăn nói hàm hồ. Các bác sĩ bên cạnh cười ầm lên. Tôn Vĩnh An cũng nghiêm túc nói. Tôi không tin có thứ đó. Ông nói như vậy quả là vớ vẩn. Tôi nghiêm túc đấy. Trần Triệu Dương vẫn một mực chắc chắn. Bây giờ tốt nhất các người hãy ra ngoài hết đi, đợi tôi tìm ra thứ đó. Ai biết chúng tôi ra ngoài rồi thì tên thầy bói dởm như cậu sẽ làm gì chứ? Nhớ cậu làm bẩn sự trong sạch của người ta thì sao? Tên bảo vệ quèn này muốn làm rể nhà giàu đây mà. Những người khác lại không ngừng chế nhạo. Giang Tử Phong cũng muốn giúp Trần Triệu Dương, nhưng anh nói như vậy nên cậu ấy chẳng biết phải nói thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trần Triệu Dương. Sắc mặt của Hà Mai Anh cũng hơi trầm xuống. Từ vẻ mặt của Hà Mai Anh, dường như quản gia Chu đã hiểu ra điều gì đó. Thế là ông ta móc ra một phong bì rồi ném thẳng vào người Trần Triệu Dương. Tên thầy bói dởm, cầm lấy phong bì rồi cút ra khỏi đây mô. Nhìn thấy hành động này của quản gia Chu, Trần Triệu Dương thực sự nổi cáu. Anh đã nhẫn nhịn quản gia Chu nhiều lần lắm rồi, nhưng hành động cầm phong bì ném vào người anh như thế này thật sự là sỉ nhục người khác. Ông có ý gì đây hả? Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào quản gia Chu rồi lạnh lùng nói. Quản gia Chu lại lấy một phong bì nữa ra ném vào người Trần Triệu Dương, sau đó đắc ý nói, mày nói nhiều như thế chẳng phải là vì tiền sao? Bây giờ, tao cho mày hai phong bì, cút được chưa hả tên lừa đảo? Dầm! Quản gia Chu vừa nói xong, Trần Triệu Dương lập tức giáng một đấm vào bụng ông ta. Mắt chó coi thường người khác, tôi nói cho các người biết. Dù cô ta có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng tới tìm tôi. Trần Triệu Dương đẩy quản gia Chu ra rồi rảo bước bỏ đi. Anh Dương. Thấy Trần Triệu Dương bỏ đi, Giang Tử Phong lập tức đuổi theo. Đợi Trần Triệu Dương đi rồi, quản gia Chu mới hoàn hồn lại, ông ta ôm bụng mắng, ai thèm gọi loại thầy bói dởm như mày khám bệnh. Mẹ kiếp, nếu không nể mặt cậu Giang thì tao nhất định phải dạy cho mày một bài học.
cái loại lừa lọc. Chắc cậu ta bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận ấy mà. Tôi cũng cảm thấy thế. Sao cậu Giang lại bị tên thầy bói dởm này lừa cơ chứ? Loại thầy bói dởm này chuyên đi lừa gạt người khác, bà Hà đừng để ý tới cậu ta. Những người bên cạnh nhao nhao nói. Thấy Trần Triệu Dương bỏ đi, khóe môi Tôn Vĩnh An hơi nhếch lên. Bác sĩ Tôn, ông có cách gì không? Hà Mai Anh không mấy quan tâm tới chuyện của Trần Triệu Dương, lúc này bà ta quay sang hỏi Tôn Vĩnh An. Tôn Vĩnh An trầm giọng nói, bà Hà, tôi muốn thử châm cứu xem sao, có thể sẽ có hiệu quả với cô Giang. Châm cứu, Hà Mai Anh hơi nhíu mày. Đã có người thử châm cứu từ lâu rồi, không được. Tôi cũng thử rồi, không có hiệu quả. Bác sĩ bên cạnh nói. Quản gia Chu cũng nói, có không ít thầy thuốc trung y đã thử châm cứu rồi nhưng đều không có hiệu quả. Phương pháp châm cứu này của tôi khác với bọn họ. Tôn Vĩnh An nói, phương pháp châm cứu này của tôi gọi là quỷ môn thập tam châm. Quỷ môn thập tam châm. Ông biết quỷ môn thập tam châm, chẳng phải nó đã thất truyền rồi sao? Đúng là quỷ môn thập tam châm có tác dụng chữa trị chứng mất kiểm soát. Đáng tin hơn chúng ta rồi nhập vào người gì gì đó của tên thầy bói dởm kia nhiều. Không ngờ bác sĩ Tôn còn biết cả quỷ môn thập tam châm, chẳng phải người ta vẫn nói là đã thất truyền rồi sao? Mấy vị trung y cao tuổi bên cạnh xôn xao lên. Đúng là thất truyền rồi, tôi chỉ học được một ít thôi, Tôn Vĩnh An cười, tôi muốn thử xem, bà Hà, bà cảm thấy thế nào? Hà Mai Anh lập tức nói, vậy thì làm phiền bác sĩ Tôn rồi. Nghe thấy quỷ môn thập tam châm thần kỳ như thế, Hà Mai Anh dâng lên hy vọng. Bà ta vừa dứt lời là Tôn Vĩnh An chuẩn bị ngay. Những người bên cạnh lẳng lặng quan sát. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Tôn Vĩnh An cầm kim lên châm cứu. Giang Uyển Quân vốn đang giãy giụa, sau hai lần đâm kim, cô ta yên tĩnh hơn nhiều. Có hiệu quả rồi, quỷ môn thập tam châm có hiệu quả thật, Tôn Vĩnh An quả không hổ danh là cuồng y. Mọi người đua nhau nói. Thấy vậy, vẻ mặt Hà Mai Anh cũng dịu đi đôi chút. Thấy có hiệu quả, trên mặt Tôn Vĩnh An cũng hiện lên ý cười. Lúc này ông ta lại đâm mấy cây kim. Những tưởng đâm mấy cây nữa thì tình hình sẽ càng ổn định hơn, nhưng nào ngờ Giang Uyển Quân lại đột nhiên mở mắt ra, phát ra tiếng thét như tiếng quỷ gào. Giờ phút này, vẻ mặt của cô ta vô cùng kinh khủng. Thấy vậy, Tôn Vĩnh An sợ đến mức ngã lăn xuống ghế. Giữ cô ấy lại, giữ cô ấy lại. Quản gia Chu hô to. Có người lập tức bước tới giữ chặt Giang Uyển Quân. Con gái. Nhìn cảnh này, Hà Mai Anh bất giác rơi lệ. Những người bên ngoài thấy vậy cũng biết là quỷ môn thập tam châm của Triệu Vĩnh An thất bại rồi. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy dường như có thứ gì đó nhập trên người Giang Uyển Quân thật. Giang Uyển Quân phát ra tiếng thét như tiếng của quỷ dữ. Hà Mai Anh đau lòng tột độ, bà ta đỏ mắt hô lên, tiêm thuốc an thần cho con bé, tiêm thuốc an thần. Hà Mai Anh vừa hô lên là có người giữ Giang Uyển Quân lại, tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Trước kia chỉ cần tiêm thuốc an thần là Giang Uyển Quân sẽ lập tức chấn định lại. Nhưng hôm nay thì khác, tiêm xong rồi mà Giang Uyển Quân còn điên cuồng hơn trước. Đã tiêm thuốc an thần rồi mà còn không có tác dụng, những người bên cạnh cũng bắt đầu dao động, chẳng lẽ đúng như những gì Trần Triệu Dương nói, Giang Uyển Quân đã trúng tà, bị thứ gì đó nhập vào người rồi sao? Bác sĩ Tôn, sao lại như thế này? Hà Mai Anh sốt ruột hỏi. Tôn Vĩnh An căn răng nói, khó nói lắm. Theo lý mà nói dùng quỷ môn thập tam châm xong là phải có hiệu quả mới đúng. Đừng có lấy lý thuyết ra, tôi muốn một câu trả lời chắc chắn, Hà Mai Anh hơi nổi cáu. Đợi tôi nghĩ xem, Tôn Vĩnh An nói. Nhìn tình hình này, Hà Mai Anh nói, mọi người ra ngoài trước đi. Quản gia Chu lập tức mời mọi người ra khỏi phòng. Lúc ra ngoài, nhìn Giang Uyển Quân nằm trên người, ai cũng cảm thấy không hiểu vì sao đã tiêm hai mũi an thần mà vẫn không có hiệu quả gì. Chuyện này đã nằm ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ rồi. Hà Mai Anh đau lòng nhìn sang, bà ta nói vài câu với đội ngũ chữa bệnh cho Giang Uyển Quân rồi ra khỏi phòng. Hà Mai Anh và những người khác chờ ngoài phòng, nhưng tiếng thét trong phòng thì không hề dừng lại. Bà Hà, đã tiêm mấy mũi an thần rồi nhưng vẫn không có hiệu quả, có nên tiêm nữa không? Lúc này có người ra khỏi phòng, vừa lau mồ hôi vừa bước tới hỏi Hà Mai Anh. E rằng bọn họ cũng chưa gặp chuyện này bao giờ. Nghe vậy, Hà Mai Anh cắn môi nói, đừng tiêm nữa, cứ để con bé như thế đi. Tìm người giữ chặt lấy con bé, đừng để nó tự làm hại mình là được.
Vâng. Bác sĩ đáp lời rồi lại vào phòng. Những người bên cạnh nghe vậy đều không thể hiểu nổi. Nhất là Tôn Vĩnh An, ông ta vẫn đang lẩm bẩm liên tục, không thể nào, sao lại thế được. Những tiếng gào thét trong phòng vẫn vang lên không dứt. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông dảo bước tới đây. Mai Anh, con gái thế nào rồi? Tôi nghe nói hôm nay có danh y tới chữa, có hiệu quả không? Người đàn ông trung niên vừa tới là lập tức nhìn Hà Mai Anh hỏi. Thấy người đàn ông này xuất hiện, những người khác rối rít chào hỏi một cách kính cẩn. Sếp Giang. Xin chào sếp Giang. Chào các bác sĩ. Giang Sơn gật đầu đáp lại bọn họ, sau đó hỏi Hà Mai Anh, Mai Anh, tình hình sao rồi? Sao tôi vẫn nghe thấy tiếng gào thét? Giang Sơn, tình hình không mấy khả quan. Hà Mai Anh kể lại những chuyện đã xảy ra cho Giang Sơn nghe. Nghe xong những gì Hà Mai Anh nói, Giang Sơn nhíu chặt lông mày. Ông ta trầm giọng nói, sao lại thế được? Vì sao tình hình càng lúc càng tệ thế này? Bác sĩ Tôn, ông đã làm gì rồi? Vì sao bây giờ con gái tôi không thể trấn tĩnh lại được? Giang Sơn quay đầu nhìn Tôn Vĩnh An rồi chất vấn. Chuyện này, đối mặt với lời chất vấn của Giang Sơn, Tôn Vĩnh An cảm thấy rất áp lực. Dù sao thân phận của Giang Sơn không hề đơn giản chút nào, ông ta chẳng thể nào vênh váo trước mặt Giang Sơn được. Ông chủ, tôi cảm thấy không liên quan đến bác sĩ Tôn, quản gia Chu đứng cạnh nói, tôi cảm thấy chính tên thầy bói dởm kia đã gây ra chuyện này, chắc chắn cậu ta đã làm cô chủ sợ. Nghe quản gia Chu nói như vậy, Tôn Vĩnh An nhìn ông ta bằng ánh mắt cảm kích. Quản gia Chu chỉ coi như không thấy, ông ta nói như vậy chủ yếu là để đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Trần Triệu Dương mà thôi. Trong mắt quản gia Chu, ông ta là quản gia của nhà họ Giang, bình thường mọi người nhìn thấy ông ta thì đều phải nể mặt đôi phần, nhưng Trần Triệu Dương không chỉ mảng mà còn ra tay đánh ông ta. Thù này nhất định phải trả. Thầy bói dởm gì ở đây? Giang Sơn trầm giọng hỏi. Là thế này, tên đó là một bảo vệ quen, không biết cậu ta đã lừa cậu Giang Tử Phong thế nào, sau đó. Quản gia Chu kể lại những chuyện đã xảy ra cho Giang Sơn nghe. Ông chủ, tên thầy bói dởm ấy nói rằng trong phòng cô chủ có thứ không sạch sẽ, ông nói xem có phải là vớ vẩn không. Tôi nghĩ chắc chắn là thế nên cô chủ mới sợ, quản gia Chu nghiến răng nói, muốn trách thì cũng phải trách cậu ta. Có thể lắm. Có thể chính là tại cậu ta. Những người bên cạnh đều gật đầu. Có chuyện này à? Giang Sơn hỏi Hà Mai Anh. Hà Mai Anh gật đầu nói, dù sao thì tôi không tin. Thế nhưng Giang Sơn bỗng trở nên trầm mặc, với thân phận địa vị của ông ta, đúng là ông ta đã từng nghe nói đến những chuyện tương tự như thế này, hơn nữa Giang Sơn cảm thấy có thở có thiêng, có kiêng có lành. Giang Sơn, chắc không phải ông tin những gì tên thầy bói dởm đó nói đấy chứ, nhìn thấy vẻ mặt của Giang Sơn, Hà. Mai Anh lại hỏi. Ông chủ. Cậu ta chỉ là một tên thầy bói làm bảo vệ, không tin được đâu, quản gia Chu cũng nói. Giang Sơn cần răng nói, Tử Phong không phải kiểu người lỗ mãng, chúng ta cứ làm theo lời cậu ta nói, chuyển hết đồ đạc trong phòng ra xem sao. Hả? Giang Sơn nói như vậy, tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Đừng nhìn tôi bằng cái vẻ mặt ấy, sai người dọn đồ đi. Giang Sơn nói, đến nước này rồi thì cách gì cũng phải thử xem sao. Tôi sẽ sai người dọn ngay, quản gia Chu nói. Dứt lời, quản gia Chu ra lệnh cho một nhóm người đi dọn đồ. Chẳng bao lâu sau nhóm người ấy đã bả tay vào làm việc, chuyển hết đồ đạc trong phòng Giang Uyển Quân ra ngoài. Thấy đã chuyển hết đồ ra gần hết rồi, Giang Sơn và Hà Mai Anh bèn bước vào phòng. Trong phòng, Giang Uyển Quân vẫn gào thét không ngừng nghỉ. Không ngờ sếp Giang lại tin vào chuyện như vậy, sao lại tin cách ấy được cơ chứ? Sắp chuyển hết đồ ra rồi, chẳng có hiệu quả gì hết. Những người bên ngoài lại xì xào bàn tán. Ông chủ, bà chủ, đã chuyển đồ ra hết rồi nhưng vẫn không có hiệu quả. Thấy Giang Sơn và Hà Mai Anh vào phòng, quản gia Chu nói ngay, tôi thấy tên thầy bói dởm đó là kẻ lừa đảo chắc rồi, đúng là chết tiệt thật, loại người này cứ phải cho hắn biết tay. Trong lúc quản gia Chu nói, Giang Sơn nhìn chằm chằm vào một bức tranh treo trên bức tường đằng trước, ông ta nói, ở đây còn một bức tranh. Dứt lời, Giang Sơn định bước tới đó tháo tranh xuống. Ông chủ, tôi cảm thấy không cần tốn công tốn sức làm gì. Quản gia Chu nói, vô dụng thôi. Hà Mai Anh cũng thở dài, Giang Sơn, tôi cảm thấy chuyện này không tin được đâu, tên đó là kẻ lừa đảo. Trong lúc bọn họ nói, Giang Sơn đã tháo bức tranh xuống, đồng thời cuộn nó lại.
ông ta vừa cuộn bức tranh lại là Giang Uyển Quân lập tức ngưng gào thét. Nhìn thấy cảnh này, những người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhìn Giang Uyển Quân, biểu cảm trên mặt cô ấy cũng dần trở nên bình thản. Sau đó trông Giang Uyển Quân có vẻ rất khó chịu, cô ấy hô lên, bố mẹ, cứu con với, con đau lắm. Nói xong, Giang Uyển Quân lập tức hôn mê, hơi nhìn thấy tình cảnh này, đám Hà Mai Anh trợn tròn mắt. Bọn họ đổ dồn ánh mắt vào bức tranh mà Giang Sơn đang cầm. Bức tranh này là tranh ông tặng Uyển Quân vào một tháng trước, Uyển Quân vô cùng thích nó, thời gian vừa khớp, Hà Mai Anh khiếp sợ nói. Giang Sơn cầm bức tranh, ông ta trầm giọng đi liên lạc với Tử Phong, bảo thằng bé mời người kia về đớ, thế nào cũng phải mời được, mau lên. Không, để tự tôi liên lạc với Tử Phong. Giờ khắc này, ai cũng biết là Trần Triệu Dương đã nói đúng. Những người đứng bên ngoài đều tỏ vẻ không dám tin. Ai có thể ngờ được rằng chuyện quái lạ như vậy lại xảy ra cơ chứ? Anh Dương, em không nghĩ chuyện này hôm nay lại thành ra thế này, anh đừng để bụng. Trên đường trở về, Trần Triệu Dương chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cho đến công ty. Lúc xuống xe, Giang Tử Phong mới không nhịn được nói, nhưng chuyện mà anh nói lì kỳ quá. Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong một cái, anh thản nhiên nói, cậu không biết nên tôi không trách cậu, nhưng sau này có những chuyện như vậy thì đừng tìm tôi nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không giúp đâu. Rầm. Dứt lời, Trần Triệu Dương đóng cửa lại cái rầm, sau đó đi vào trong công ty. Tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, tốt bụng giúp đỡ mà lại phải hứng chịu cục tức này. Nếu không nể mặt Giang Tử Phong thì anh đã dóc xương tên quản gia Chu đó ra rồi. Giang Tử Phong chỉ biết lắc đầu nhìn Trần Triệu Dương đi xa. Cậu ấy vẫn cảm thấy Trần Triệu Dương nói lung tung, cho dù không chữa được thì cũng đâu thể nói là chúng ta gì đó được. Nhớ đâu có người trách tội thì cậu ấy muốn nói đỡ cho anh cũng khó. Reng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Giang Tử Phong vang lên. Cậu ấy cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, sau đó lập tức sửng sốt. Người gọi là Giang Sơn. Chẳng lẽ bác trai biết chuyện này nên gọi điện tới trách mảng cậu ấy? Trong lòng Giang Tử Phong hơi căng thẳng, nhưng cậu ấy vẫn dè dặt bắt máy rồi nói, bác trai. Tử Phong, bác hỏi cháu, cậu bảo vệ kia có còn bên cạnh cháu không? Giang Sơn vào thẳng vấn đề. Bác đang nói tới anh Dương ạ, Giang Tử Phong vội vàng nói, bác à, là thế này, có thể anh ấy nói lung tung thôi, bác tuyệt đối đừng để bụng. Lần này cháu lỗ mãng quá, chưa suy xét kỹ càng mà đã dẫn anh ấy tới rồi. Giang Tử Phong còn giải vây cho Trần Triệu Dương. Tử Phong, bác hỏi cháu, bây giờ cậu ta có còn bên cạnh cháu không? Giang Sơn lặp lại. Không ạ, Giang Tử Phong đá. Anh ấy đi rồi. Tử Phong, bây giờ dù thế nào cháu cũng phải dẫn cậu ấy tới đây khám bệnh cho Uyển Quân. Ngay lập tức, Giang Sơn nói bằng giọng kiên quyết. Nghe thấy câu này của Giang Sơn, trong lòng Giang Tử Phong không khỏi giật mình. Cậu ấy lập tức hỏi ông ta, bác à, chẳng lẽ chuyện anh Dương nói là thật sao? Giang Sơn nói. Bây giờ cháu dẫn cậu ấy tới đây ngay, điều kiện gì cũng được. Nghe thấy Giang Sơn nói vậy, Giang Tử Phong nói nhỏ giọng, cháu không mời được anh ấy đâu bác, e là điều kiện gì cũng không mời được. Vì sao? Giang Sơn cảm thấy khó hiểu. Khó khăn lắm cháu mới mời được anh ấy tới giúp, nhưng vừa tới nơi thì đã bị quản gia Chu và những người khác chào phúng khinh thường. Bác nói xem, người bình thường có ai chịu nổi không, nghĩ tới thái độ của quản gia Chu, trong lòng Giang Tử Phong cảm thấy khó chịu. Nếu không có ông ta thì có khi Trần Triệu Dương đã chữa khỏi bệnh cho Uyển Quân rồi. Nghe vậy, Giang Sơn trầm giọng nói, thể diện của nhà họ Giang không đủ để mời cậu ấy tới sao? E là không được đâu. Bác à, cháu nói luôn với bác vậy, anh Dương quen biết với ông cụ cố, chính anh ấy đã chữa khỏi bệnh cho ông cụ cố. Cháu nào dám ép buộc người như vậy, Giang Tử Phong nói chắc nịch, nếu bác muốn mời anh ấy thì đưa ra chút thành ý đi, cháu chẳng còn mặt mũi nào mời anh ấy nữa. Cháu có thể nói cho bác biết anh ấy đang ở đâu, sau đó mọi người tự quyết định xem phải làm thế nào. Tử Phong, cháu không giúp bác chuyện này sao, Giang Sơn nói. Cháu không giúp được thật mà bác, khó khăn lắm cháu mới mời được anh ấy tới thì người nhà các bác lại mắng anh ấy là thầy bói dởm, còn lấy tiền ra nhục mạ anh ấy, khiến anh ấy nổi giận bỏ đi. Cháu cũng hết cách rồi, chỉ có thể cho bác địa chỉ công ty anh ấy thôi. Tiếp đó, Giang Tử Phong đọc địa chỉ của Trần Triệu Dương ra rồi tắt máy. Sau khi tắt máy, tâm trạng của Giang Tử Phong tốt hơn nhiều. Cậu ấy cảm thấy mình không nhìn nhầm người chút. Nào, Trần Triệu Dương quả là người có tài. Đồng thời cậu ấy còn nghĩ, lần này đám người đó coi thường người khác,
phải cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Lúc đầu thì hắt hủi người ta, bây giờ muốn mời cũng chẳng được, Giang Tử Phong khẽ cười nói. Giang Tử Phong cảm thấy mình không dám vác cái mặt mo này đi mời Trần Triệu Dương lần nữa, hơn nữa cậu ấy biết, nếu cứ đi mời như thế thì chắc chắn sau này sẽ không thể thắt chặt mối quan hệ với anh, vậy nên cậu ấy dứt khoát xem Giang Sơn và những người kia sẽ làm thế nào. Giang Sơn trầm mặt đặt điện thoại xuống. Giang Sơn, sao rồi? Có mời cậu ta về được không? Hà Mai Anh hỏi. Bốp! Bà ta vừa hỏi xong thì Giang Sơn lập tức giáng cho quản gia Chu một cái bạt tai. Tát xong, Giang Sơn nổi giận mắng, bình thường lão. Hếch mũi lên trời đã đành, hôm nay còn gây ra chuyện này, cái loại ăn hại. Quản gia Chu bị tát mà chẳng dám làm gì, ông ta nói lý nhí, tên bảo vệ ấy không nể mặt nhà họ Giang chúng ta sao? Hà Mai Anh cũng gật đầu, chẳng lẽ ngay cả nhà họ Giang mà cậu ta cũng không coi ra gì à? Hừ, Giang Sơn gằn giọng hừ lạnh một tiếng rồi nói, bà tưởng thể diện của nhà họ Giang to tát lắm hả? Người ta có giao tình với ông cụ cố, đồng thời còn là ân nhân cứu mạng ông ấy, vì sao phải nể mặt chúng ta? Dứt lời, Giang Sơn lại tát quản gia Chu một cái nữa, không coi ai ra gì. Mắt chó coi thường người khác, nếu con gái tôi mà mệnh hệ gì thì tôi sẽ đánh chết lão. Thấy Giang Sơn nổi cơn thịnh nộ, quản gia Chu sợ đến mức chẳng dám thở mạnh. Ông ta thật sự không ngờ rằng kết quả lại là thế này. Những người bên ngoài nghe vậy cũng âm thầm giật mình. Tôn Vĩnh An thầm than một tiếng, ông ta cảm thấy chuyện này rất bình thường, nếu đắc tội với ông ta thì ông ta cũng chẳng nể nang ai hết. Vốn Tôn Vĩnh An còn định mượn nhà họ Giang để đả kích Trần Triệu Dương, nhưng nào ngờ Trần Triệu Dương lại tài giỏi như vậy, chuyện này mà cũng nhìn ra được. Còn về Trần Triệu Dương, anh không để tâm đến chuyện này cho lắm. Sau khi về công ty, nghĩ tới chuyện được ngắm nhìn các người đẹp trong công ty, tâm trạng của anh cũng tốt hơn nhiều. Về đến công ty, Trần Triệu Dương tới phòng bảo vệ trước. Anh chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Nhưng vừa vào phòng bảo vệ thì anh đã cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hôm nay trong phòng bảo vệ chẳng có ai cả. Mọi người đều đi đâu hết rồi? Trần Triệu Dương tìm một chiếc ghế ngồi xuống rồi tò mò hỏi. Mới ngồi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì có người mở cửa phòng bảo vệ ra. Trần Triệu Dương nhìn thấy Tiểu Mao bước vào. Tiểu Mao, mọi người đi đâu hết rồi? Nhìn thấy Tiểu Mao, Trần Triệu Dương lại hỏi. Anh Dương, công ty của chúng ta sắp bị niêm phong rồi. Nhìn thấy Trần Triệu Dương, Tiểu Mao kích động nói, mọi người đều đang ở bên trên. Chuyện gì vậy, ai đòi niêm phong công ty chúng ta? Nghe thấy câu này, Trần Triệu Dương cũng cảm thấy kỳ lạ. Tập đoàn Nam Cung cũng coi như công ty lớn ở Nam Hải, ai dám tùy tiện động vào nó. Tiểu Mao lắc đầu nói, em cũng không biết vì sao nữa. Lúc nãy Vạn Quế chỉ dẫn người của Cục Công Thương tới, không bao lâu sau thì có người nói rằng công ty của chúng ta cần phải kiểm tra và niêm phong. Nếu niêm phong thì chúng ta sẽ thất nghiệp mất, phải làm sao đây? Anh Dương, tất cả là tại Vạn Quế chỉ. Tiểu Mao nói năng lộn xộn hết cả lên. Nghe thấy tên của Vạn Quế chỉ là Trần Triệu Dương cảm thấy chuyện này là để nhắm vào anh. Chúng ta lên đó xem sao, Trần Triệu Dương trầm giọng nói. Trần Triệu Dương và Tiểu Mao nhanh chóng lên tầng làm việc của các quản lý. Lúc chạy tới nơi, Trần Triệu Dương thấy mọi người đã vây. Kín từ trong ra ngoài. Có thể mọi người biết tin công ty mình sắp bị niêm phong nên chẳng ai có tâm trạng đâu mà làm việc nữa. Cậu nói xem, dựa vào đâu mà bọn họ đòi niêm phong công ty của chúng ta? Chuyện này muốn nói lý cũng chẳng được. Chắc chắn là Vạn Quế chỉ khó chịu với việc công ty đuổi việc bà ta nên mới lợi dụng các mối quan hệ. Gọi người của Cục Công Thương tới. Người tới đây hôm nay còn là Chu Minh Chí Cục trưởng Cục Công Thương, có thể công ty của chúng ta sẽ bị niêm phong thật rồi. Công ty của chúng ta lớn thế này, đâu thể nói niêm phong là niêm phong được. Công ty lớn thì đã sao, Cục trưởng đã tới đây rồi, có giỏi đến mấy thì cũng chẳng thể đấu với người như vậy được. Hai, cũng đúng. Nếu công ty bị niêm phong, có phải chúng ta sẽ thất nghiệp không? Có thể lắm. Những người đang bủa vây bên ngoài đều cảm thấy bi quan. Nghe mọi người nói như vậy, Trần Triệu Dương nhanh chóng chen vào bên trong. Vào đến tận trong cùng thì thấy nhóm Hồ Đại Quân đang duy trì trật tự. Tình hình sao rồi? Nhìn thấy Hồ Đại Quân, Trần Triệu Dương hỏi. Không mấy khả quan, đang bàn ở bên trong, Hồ Đại Quân chỉ vào bên trong, Vạn Quế Chi cực kỳ hống hách, bà ta đang vỗ bàn gào thét với Tổng Giám Đốc Nam Cung kia kìa. Nếu Chủ tịch Nam Cung ở đây thì Vạn Quế Chi đã chẳng dám làm thế.
cáo mượn oai hùm ấy mà. Các bảo vệ khó chịu nói. Để tôi vào xem sao. Trần Triệu Dương đi vào bên trong. Mới đi tới cửa văn phòng thì Ninh Tĩnh đã nhìn thấy anh. Cô ta lập tức bước tới, sốt sảng nói, sao anh lại tới đây? Sao tôi lại không được tới? Trần Triệu Dương hỏi ngược lại. Hôm nay Vạn Quế chỉ tới chính là để nhắm vào anh. Ninh Tĩnh nói với Trần Triệu Dương, anh đi trước đi, đừng để bà ta nhìn thấy, nếu không thì sẽ phiền toái hơn đấy. Đây là ý của cô hay là ý của Tổng Giám Đốc Nam Cung? Trần Triệu Dương hỏi. Ý của Tổng Giám Đốc Nam Cung, đồng thời cũng là ý của tôi, Ninh Tĩnh nói, anh mau chóng rời khỏi đây đi. Nam Cung Yến, tôi hỏi lại cô một câu nữa, cô có để tên bảo vệ chó chết ấy ra xin lỗi tôi không? Tiếng quát tháo của Vạn Quế chỉ vọng ra từ bên trong, cô có tin hôm nay tôi sẽ niêm phong nơi này lại không? Hừ, tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao cô lại hạ mình như thế, nhất quyết đòi bao che một tên bảo vệ quen. Chẳng lẽ cô và tháng đó có gì với nhau sao? Hay là cô đã ngủ với hắn rồi? Nghe thấy tiếng quát tháo này của Vạn Quế Chi, Trần Triệu Dương không để ý tới sự ngăn cản của Ninh Tĩnh nữa, anh mở cửa ra rồi sải bước vào trong. Vạn Quế Chi, có chuyện gì thì cứ nhằm vào thằng này, không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Nam Cung. Vào phòng, Trần Triệu Dương trợn mắt nhìn Vạn Quế Chi, nổi giận nói, còn nữa, tốt nhất là bà hãy ngậm cái miệng thối của bà lại, nếu không thì tôi không dám đảm bảo là sẽ không đánh bài. Nhìn thấy vẻ mặt ngang tàng của Vạn Quế Chi, Trần Triệu Dương lại muốn đánh bà ta. Trần Triệu Dương. Thấy Trần Triệu Dương đột nhiên xông vào, Nam Cung Yến thay đổi sắc mặt, cô quát lên. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Nam Cung, tôi không cản được anh ta. Ninh Tĩnh đi theo sau Trần Triệu Dương, cô ta áy náy nói. Nam Cung Yến lắc đầu không nói gì. Chỉ có điều nhìn thấy Trần Triệu Dương đứng ra, cô cảm thấy hơi nhức đầu, cô sợ là chuyện này sẽ ngày một phức tạp. Thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, Vạn Quế chỉ vào anh, hỏi như một người đàn bà chanh chua, tên bảo vệ chó chết, tao hỏi mày, có phải mày đã đánh con trai tao không? Đúng là tôi đánh. Trần Triệu Dương đáp, thì đã sao? Nó bị đánh cũng là đáng đời. Trần Triệu Dương. Nghe câu này của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến cắn môi nói, chuyện này xảy ra khi nào? Tối hôm qua, Trần Triệu Dương đáp, tôi sẽ giải thích chuyện này với cô sau. Anh không cần giải thích với tôi, bây giờ anh ra ngoài trước đi. Nam Cung Yến cảm thấy đau đầu thật rồi. Cô không ngờ Trần Triệu Dương mới đánh vợ chồng Vạn Quế Chi hôm qua mà đến tối lại đánh cả con trai của người ta. Thảo nào hôm nay Vạn Quế chỉ lại dẫn người tới hỏi tội. Tôi không định ra ngoài. Trần Triệu Dương đứng im nói, nếu hôm nay mụ già chanh chua này còn dám la lối ở đây thì tôi sẽ dạy cho bà ta một bài học. Trần Triệu Dương, anh thấy chuyện này còn chưa đủ phiền phức hay sao? Nam Cung Yến nổi cáu hỏi. Vạn Quế Chi quay đầu lại, nói với Chu Minh Chí đang ngồi hút thuốc trên chiếc ghế sofa được làm từ da thật, anh họ, anh thấy thằng danh này ngông cuồng đến mức nào chưa? Nó không chỉ đánh em mà còn đánh cả Thánh Kiệt nữa. Anh nói, xem, có phải chúng ta nên dạy nó một bài học không? Chu Minh Chí dập tắt tàn thuốc rồi gật đầu nói, đúng là như thế. Lúc này, Chu Minh Chí nhìn Nam Cung Yến nói, Nam Cung Yến, tôi nghe nói công ty của các cô vi phạm quy định kinh doanh, chúng tôi phải tạm thời niêm phong công ty của các cô để điều tra. Tôi muốn hỏi rằng công ty của chúng tôi đã làm gì vi phạm quy định, Trần Triệu Dương nhìn Chu Minh Chí hỏi. Hừ, chuyện này cậu không cần biết, cũng không có tư cách để biết, Chu Minh Chí hừ lạnh nói. Sau đó ông ta ra vẻ nhà quan nói, Nam Cung Yến, nếu cô không muốn công ty của cô bị niêm phong thì phải xem cô có chịu phối hợp hay không. Cục trưởng Chu, xin hỏi chúng tôi phải phối hợp thế nào? Nam Cung Yến thầm kêu khổ trong lòng. Tập đoàn Nam Cung của bọn họ là tập đoàn lớn, công ty Khuynh Thành quốc tế cũng không nhỏ, nhưng đối loại người như Chu Minh Chí thì thật sự là chẳng có cách nào cả. Người ta muốn niêm phong công ty anh thì đâu cần lý do. Hơn nữa, ông ta niêm phong như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của công ty, cho dù sau đó không tra ra được cái gì thì bị niêm phong cũng làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Chu Minh Chí nhìn lướt qua, ông ta cười lạnh nói, phải xem các cô có làm hay không. Nếu không thì tha hồ nếm mùi. Câu nói cuối cùng của Chu Minh Chí mang đậm sự uy hiếp, vẻ mặt như đang nói, các người xem rồi tự quyết định đi. Vạn Quế Chi nhìn chăm chăm vào Nam Cung Yến, nói, điều tôi muốn rất đơn giản, các người lập tức nói với cảnh sát để thả Lương Bình ra, sau đó khôi phục chức vị của chúng tôi, còn phải chia cổ phần cho chúng tôi và bồi thường 5 triệu một người. Cuối cùng, bè thằng đó quỳ xuống xin lỗi tôi. Không đúng,
ngay cả cô cũng phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Nói xong, trên mặt Vạn Quế chỉ hiện lên sự đắc ý. Nghe vậy, sắc mặt của Nam Cung Yến trầm xuống. Điều kiện mà Vạn Quế Chi đưa ra thực sự rất quá đáng. Trong mắt Trần Triệu Dương cũng hiện lên sát khí. Ninh Tĩnh và những người ở cửa đều cảm thấy Vạn Quế Chi quá tởm lợm. Ai lại đưa ra điều kiện như thế bao giờ? Nhưng nhìn sang Chu Minh Chí đằng sau Vạn Quế Chi, mọi người đều cảm thấy chẳng có cách nào cả. Trong lãnh địa Hoa Hạ, người như Chu Minh Chí chẳng thể dây vào được. Cho dù anh có nhiều tiền đến mấy thì đến cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước một tên quan nhãi nhép. Huống chỉ đằng sau Vạn Quế Chi là một cục trưởng, mẹ kiếp. Trần Triệu Dương mảng chửi. Trần Triệu Dương, anh đừng gây rối thêm nữa. Nam Cung Yến sợ Trần Triệu Dương làm bừa, bèn giữ chặt anh lại. Vạn Quế Chi nhìn thấy Trần Triệu Dương bị giữ lại, bà ta liền phách lối kiêu ngạo nói, mày muốn đánh bà à? Bà cho, mày 100 lá gan, xem mày còn dám động vào bà nữa không? Nam Cung Yến, tao nói cho mày biết, nếu hôm nay, tao có chút xây xước nhỏ nào thì công ty của bọn mày cũng đừng hòng yên ổn. Vạn Quế Chi hống hách nói, cũng chả sợ nói cho mày biết, hôm nay, nếu có là Nam Cung Minh Đức đến đây, tao cũng sẽ không chừa cho ông ấy chút mặt mũi nào đâu. Lúc này, Vạn Quế Chi liền cậy thế lên mặt, bởi vì bà ta đang có Chu Minh Chí là chỗ dựa. Đến bây giờ, ngoài mặt Vạn Quế Chi và Chu Minh Chí chỉ là anh em họ không hơn không kém. Nhưng thực chất hai người này đã có gian tình với nhau. Mà La Thánh Kiệt cũng chính là con ruột của Chu Minh Chí. Chính vì thế, sau khi La Thánh Kiệt bị người khác đánh, Vạn Quế Chi đã bảo Chu Minh Chí kéo người đến, bất luận thế nào, tối nay cũng phải lấy lại danh dự cho bằng được. Chu Minh Chí nhìn thấy hành xử của Vạn Quế Chi, ông ta liền ngồi bắt chéo hai chân, vẻ mặt cũng vô cùng hài lòng. Với Chu Minh Chí mà nói, tập đoàn Nam Cung có lớn như thế nào và Nam Cung Yến có bản lãnh như ra sao, nhưng chỉ cần còn ở Nam Hải, thì phải nhìn sắc mặt ông ta mà sống. Tổng giám đốc Nam Cung, cô tự mình chọn đi, Chu Minh Chí ra vẻ thượng đẳng lên giọng, nếu tôi kiểm tra và niêm phong công ty của mấy người cũng tổn thất không ít đâu. Nam Cung Yến giữ Trần Triệu Dương lại, cô nhìn vẻ mặt của Vạn Quế chỉ lại còn thêm bộ dạng của Chu Minh Chí, cô cũng muốn ra tay đập cho một trận, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Chơi không lại người ta đó. Dì Vạn, điều kiện trước mắt của dì, tôi có thể đồng ý, nhưng phần phía sau có phải quá đáng rồi không? Nam Cung Yến nghiến răng nói, chúng ta có thể bàn lại cho phải lẽ hơn được không? Chà, giờ thì chịu xuống giọng kêu gì rồi. Vạn Quế chỉ cười lạnh rồi nói, cơ mà tao vẫn nói cho. Mày biết, không có bàn bạc gì nữa hết, đôi cẩu nam nữ bọn mày quỳ xuống xin lỗi tao đi. Còn hắn... Hắn đánh chúng tao bao nhiêu lần thì tao sẽ trả cho hắn lại gấp 10. Nếu không thì tao sẽ không để yên cho bọn mày đâu. Bây giờ, tao cho bọn mày thời gian để suy nghĩ, muốn công ty bị phá sản hay là quỳ trước mặt bà đây xin lỗi thì tự mình suy nghĩ cho kỹ vào. Dù nghe Vạn Quế chỉ nói thế, Nam Cung Yến vẫn cứ nhìn Chu Minh Chí nói, cục trưởng Chu, chúng ta còn thể bàn bạc lại chuyện này không, như này thì hiếp người quá đáng rồi đấy, không bằng mọi người ngồi lại nói chuyện đàng hoàng được. Không. Tôi cảm thấy không có gì phải bàn lại cả, Chu Minh Chí nhàn nhạt cười, hoặc là cô làm theo những gì bà ta nói, hoặc là công ty đợi bị niêm phong đi, mấy người tự suy nghĩ lại đi. Có bị điếc không hả? Vẻ mặt Vạn Quế Chi vô cùng hống hách, bà ta chỉ vào Trần Triệu Dương nói, tao không tin không chịu nổi tên bảo vệ khốn kiếp nhà mày. Thật là hiếp người quá đáng. Đúng là ỷ thế hiếp người mà. Mẹ nó, đúng là quá đáng mà. Mấy người nhân viên đứng trước cửa nhìn thấy dáng vẻ phách lối của Vạn Quế Chi, không kiềm được mắng chửi. Vạn Quế Chi nghe thấy lời của những người đó, bà ta liền hống hách nói, tôi hiếp người quá đáng đó thì đã làm sao? Mấy người có ý kiến gì, ngon thì bước ra đây mà nói. Vạn Quế Chi chống nạnh chỉ vào mặt những người đứng ở cửa, ai có ngon thì bước ra quỳ chung luôn cho tôi. Dù thấy Vạn Quế Chi càn quấy như vậy, mọi người cũng tức giận lắm mà không dám hó hé gì. Bình thường Vạn Quế Chi vốn là hống hách ở công ty thành thói, mọi người từ lâu đã không ưa bà ta, nhưng hôm nay Vạn Quế Chi còn có thêm chỗ dựa thì là càng hống hách hơn trước. Mọi người nhìn thấy đều xúc động muốn đập hội đồng bà ta một trận. Nhìn thấy chẳng còn ai dám hó hé gì, Vạn Quế Chi liền lộ ra vẻ mặt hài lòng. Vạn Quế Chi quay lại nhìn Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương hỏi, hết thời gian rồi, đôi cẩu nam nữ bọn mày suy nghĩ xong chưa? Có quỳ xuống xin lỗi tao không thì bảo. Dì Vạn, tôi muốn chúng ta bàn bạc lại một chút đi. Nam Cung Yến nghiến răng nói. Dù Vạn Quế Chi có ngang ngược như thế nào,
thì cô vẫn phải cố mà nhẫn nhịn. Không còn cách nào vì chỗ dựa của Vạn Quế chỉ lại chính là Chu Minh Chí. Ở đất Nam Hải này, Chu Minh Chí muốn hại chết một cái công ty thì dễ như trở bàn tay. Nam Cung Yến không muốn tâm huyết của mình bị hủy trong phút chốc. Còn gì để nói nữa, Vạn Quế Chi phách lối kiêu ngạo nói, Nam Cung Yến không phải bình thường mày thích ra vẻ thanh cao lắm sao? Để hôm nay tao xem mày còn thanh cao nổi không, tao sẽ cho mày với cả tên bảo vệ khốn kiếp này đẹp mặt ra. Vạn Quế Chi nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương đắc ý nói, không phải mày rất tài giỏi sao? Giờ có bản lãnh thì ra tay. Ao xem, thử đi rồi tao cho mày chết không có chỗ chôn. Đệt mợ nó. Lúc này Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ lên mặt của Vạn Quế Chỉ thì không tài nào nhịn nổi nữa. Nếu như Vạn Quế chỉ muốn tới kiếm chuyện với anh còn có thể nhẫn nhịn, đằng này rõ ràng là Vạn Quế Chi. Cũng muốn kéo Nam Cung Yến xuống nước. Đối với loại người này, Trần Triệu Dương cảm thấy chú nhịn thì nhịn đi, còn anh đây thì hết nhịn nổi rồi. Trần Triệu Dương. Ngay lúc Nam Cung Yến cảm giác được Trần Triệu Dương đã tuột khỏi tay mình thì cô nóng nảy hét lên. Nhưng lúc mà cô hét lên thì cũng đã muộn rồi. Trần Triệu Dương ra tay nhanh như chớp. Bốp! Tiếng bạt tai giòn tan vang vọng khắp hiện trường. Á! Nghe thấy tiếng bạt tai này thì mọi người đồng loạt kêu. Trong mắt Nam Cung Yến gần như là tuyệt vọng, trong lòng cô thầm kêu, toang rồi, lần này thì toang thật rồi. Không còn cách nào giải quyết được nữa. Công ty phải dẹp tiệm luôn rồi. Vạn Quế Chỉ ăn một bạt tai ôm mặt sững sờ nhìn Trần Triệu Dương. Bà ta không tài nào ngờ được Trần Triệu Dương thật sự lại dám ra tay. Mày dám đánh bài, mày có tin, hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ con mụ đanh đá nhà bà. Trần Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi nói, ông đây nhìn bà méo ưa nổi. Bốp, bốp, Trần Triệu Dương vừa nói vừa vả vào mặt Vạn Quế Chi chan chát không ngừng. Sướng quái, sướng CMN quá đi mất. Đám người đứng bên ngoài không kiềm được la lên, sướng thì sướng thiệt đó. Nhưng phiền phức to rồi, xem ra chúng ta đều thất nghiệp rồi. Những lúc thế này, nếu nhịn được thì phải nhịn chứ, ra tay làm gì không biết. Cạnh đó cũng không ít người than thở. Nhìn Trần Triệu Dương dạy dỗ Vạn Quế chỉ cảm thấy hả giận thật, nhưng nếu hôm nay ra tay thì phiền phức thật sự không nhỏ chút nào. Trần Triệu Dương, anh dừng tay cho tôi. Nam Cung Yến hét lên. Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương ra tay thì da đầu cô có chút tê dại. Trần Triệu Dương. Đừng đánh nữa, dừng tay lại đi. Ninh Tĩnh cũng la lên. Ninh Tĩnh cũng hiểu con người Trần Triệu Dương, anh là người thấy chuyện bất bình nhất định sẽ ra tay tương trợ. Loại người như Vạn Quế Chỉ anh đương nhiên sẽ không vừa mắt rồi. Nhưng trong cái xã hội này là thế đó, dù cho không nhìn nổi khi đã gặp bọn có quyền có thế thì cũng phải nhìn thôi. Anh cũng chỉ là một tên bảo vệ còn con, cũng là dân đen thôi, làm sao đấu lại bọn chúng chứ? Chu Minh Chí nhìn thấy Trần Triệu Dương cả gan ra tay, ông ta cũng nổi cơn tam bành nhảy cỡn lên mắng, mày dừng tay cho tao, có nghe không hả? Đồ khốn nạn kia, dừng tay cho tao, dừng con mẹ mày. Trần Triệu Dương quay sang nhìn Chu Minh Chí, nhưng bàn tay vẫn không ngừng rơi trên mặt Vạn Quế Chỉ. Muốn tao quỳ xuống xin lỗi à, để Tổng Giám Đốc Nam Cung bọn tao quỳ à, bây giờ ông đây cho mày quỳ. Trần Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi mắng, cho mày hống hách này. Hôm nay tao sẽ cho con mụ đanh đá nhà mày biết thế nào là lễ độ, để tao xem mày còn ngang ngược. Nữa được không? Bốp! Bốp! Trần Triệu Dương vừa mắng mỏ, vừa tát cho mụ ta mấy bạt tai vào mặt. Trần Triệu Dương dứt lời thì liền ra tay, hùng hổ đến nỗi làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lại thêm vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trần Triệu Dương cũng dọa bọn họ khiếp vía. Những người bên cạnh muốn ngăn anh lại cũng không dám ngăn. Mẹ nó! Muốn tao quỳ cũng thôi đi, ngay cả Tổng Giám Đốc Nam Cung mày cũng dám bảo cô ấy quỳ. Dám động vào cô ấy tao đập chết bà mày. Trần Triệu Dương nổi cơn tanh bành không ngừng và liên hồi. Nam Cung Yến nghe Trần Triệu Dương nói thế lại cảm thấy có chút ấm lòng, nhưng hơn hết cô đang nghĩ phải nên làm gì tiếp theo. Chu Minh Chí còn đang ở đây nhìn mà anh cũng dám phát rồ. Tên bảo vệ hèn hạ, mày dám đánh tao, tao liều mạng với mày. Vạn Quế Chỉ nổi điên gào hét, bốp. Nhưng bà ta vừa hùng hổ xông lên thì lại bị Trần Triệu Dương vả cho một bạt tai té xuống. Oa, đánh chết người rồi. Vạn Quế Chỉ bưng mặt nức nở, anh họ, đau chết em rồi. Tên bảo vệ khốn nạn kia, mau dừng tay lại. Tao ra lệnh cho mày, mau dừng tay lại, Chu Minh Chí gào thét. Ông ta vừa gào lên vừa muốn ngăn Trần Triệu Dương lại.
nhưng khi Chu Minh Chí vừa định nhào vào thì bị Trần Triệu Dương hất ông ta văng ra. Bịch, Chu Minh Chí bị té bật ngửa ngồi lại trên ghế sofa. Chu Minh Chí bị Trần Triệu Dương xô ngã thì ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt, ông ta nổi trận lôi đình mắng to, Nam Cung Yến đây là nhân viên của cô sao? Đúng là cái phường du côn mà, công ty mấy người là công ty gì thế, sao lại dung túng cho loại người này sang bậy? Niêm Phong, tôi nhất định phải niêm phong đến cùng. Chu Minh Chí giận muốn phát điên, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sẽ dùng hết tất cả mối quan hệ của mình, tôi phải làm cho công ty mấy người không thể mở cửa lại được. Chu Minh Chí càng nói thì trong lòng Nam Cung Yến càng cảm thấy mệt mỏi. Cô cảm thấy đến giờ phút này, mọi chuyện đã không còn cứu vấn được nữa. Lúc này, Dương Lệ bất chợt dẫn người xông vào, cản anh ta lại, nhanh kéo anh ta lại. Nam Cung Yến gào lên với những người vừa vào. Dương Lệ quan sát rồi ra hiệu cho mấy người bảo vệ bên cạnh. Đám người Hồ Đại Quân và Tiểu Mao lập tức nhào đến ôm chặt Trần Triệu Dương lại. Anh Dương, đủ rồi. Anh Dương, đừng đánh nữa. Đám Hồ Đại Quân ôm chặt Trần Triệu Dương lại. Sau khi Trần Triệu Dương đánh đã rồi, anh mới dừng lại chỉ vào mặt Vạn Quế chỉ nói, một mình tao làm một mình tao chịu, mày có muốn trả thù thì tìm tao đây. Còn mày mà đụng đến Tổng Giám Đốc Nam Cung bọn tao thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Vạn Quế chỉ nhìn thấy Trần Triệu Dương đã bị giữ lại thì nhanh chân chạy về phía Chu Minh Chí gào khóc, anh họ, anh thấy rồi đó. Đầu là phụ nữ với nhau, nhưng cô ta lại để người khác đánh em, anh phải trả thù cho em. Chu Minh Chí đã hừng hực lửa giận, ông ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia vừa bắt ông ta liền nói, mau dẫn thêm người đến đây niêm phong tập đoàn Nam Cung lại cho tôi. Cục trưởng Chu, có gì từ từ nói, Nam Cung Yến vội vàng nói. Hừ, tôi không có gì để nói nữa. Chu Minh Chí kích động nói, tôi đã cho mấy người cơ hội rồi, là mấy người không biết nắm bắt, giờ còn dám ra tay người. Vạn Quế chỉ cũng kích động gào lên, tao sẽ cho bọn mày biết tay, không nhân nhượng gì với bọn mày nữa, giờ có quỳ xuống cầu xin thì cũng vô dụng, tao phải cho bọn mày dẹp tiệm. Nam Cung Yến cũng không còn lời nào để nói nữa, vì cô biết, giờ có nói gì thì cũng vô dụng. Ánh mắt cô có chút oán trách nhìn Trần Triệu Dương, cô nghĩ Trần Triệu Dương quá manh động rồi. Sau khi Chu Minh Chí gọi điện thoại không bao lâu, thì có một đám người mặc đồng phục đi đến, bọn họ vừa xuất hiện thì nói to, tránh ra, toàn bộ tránh ra hết, chỗ này cần niêm phong kiểm tra. Những người đứng bên ngoài toàn bộ đều là người của Chu Minh Chí, bọn họ cầm giấy niêm phong, không cần biết đúng sai thế nào, cứ nhìn thấy cửa thì dán giấy niêm phong. Người của công ty chứng kiến thì đều rõ là lần này gặp phải phiền phức lớn rồi. Chu Minh Chí hừ lạnh nói rồi, tôi phải cho mấy người trả một cái giá đắt. Cục trưởng Chu, cục trưởng Chu. Ngay lúc này, có một người chen lấn từ bên ngoài vào. Mọi người nhìn qua thì thấy Nam Cung Minh Đức vội vã đi vào. Nam Cung Minh Đức vừa xuất hiện, ông ta nhìn thấy Chu Minh Chí thì xoa tay cười nói, cục trưởng Chu, có gì từ từ nói. Tuy Nam Cung Minh Đức là một doanh nhân có tiếng, nhưng khi gặp Chu Minh Chí này thì cũng phải khách sáo không thôi. Chu Minh Chí khinh thường nói, tôi thấy chẳng còn gì phải nói nữa, tôi đã cho mấy người cơ hội rồi. Nam Cung Minh Đức, tôi nói cho ông biết, dù bây giờ ông có quỳ xuống trước mặt tôi, thì tôi cũng không bỏ qua cho mấy người, Vạn Quế chỉ ôm mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Nam Cung Minh Đức nhìn vào khuôn mặt của Vạn Quế chi thì quay sang Nam Cung Yến hỏi, lại đánh người ta nữa hả? Nam Cung Yến bất đắc dĩ gật đầu. Chủ tịch Nam Cung, chuyện này một mình tôi làm thì tôi tự chịu. Trần Triệu Dương nói, cháu khoan hãy nói chuyện. Nam Cung Minh Đức nói với Trần Triệu Dương. Sau đó, ông ta quay lại cười nói, cục trưởng Chu, chuyện này tôi cho rằng chỉ là hiểu lầm thôi, nếu không thì tối nay tôi hẹn thị trưởng Ngô chúng ta cùng nhau ngồi lại bàn chuyện nhé. Ông cảm thấy sao, cố gắng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nhé. Chu Minh Chí liếc nhìn Nam Cung Minh Đức khinh khỉnh Nam Cung Minh Đức, ông đừng tưởng ông có quan hệ tốt với thị trưởng Ngô thì tôi sẽ sợ ông. Tôi nói cho ông biết, hôm nay bất luận thế nào tôi cũng sẽ làm đến cùng. Giờ thì mấy người lập tức cút hết ra ngoài, tôi phải niêm phong cái công ty này. Cục trưởng Chu, nể mặt nhau chút đi, Nam Cung Minh Đức cười khổ nói. Chu Minh Chí xem thường nói, Nam Cung Minh Đức, ông nghĩ ông là ai? Trong mắt tôi ông cũng chỉ là một người kinh doanh cả người nồng nặc mùi tiền thôi, tôi cần quái gì phải nể mặt ông chứ. Nam Cung Minh Đức, đây chính là hậu quả của việc xúc. Phạm tôi đấy, Vạn Quế chỉ nghiến răng nói. Nam Cung Minh Đức cũng chỉ biết cười khổ, ông ta không ngờ lần này Chu Minh Chí kiên quyết như vậy.
Cục trưởng Chu, tôi cũng muốn hỏi, ông lấy quyền gì mà niệm phong công ty chúng tôi? Công văn quyết định của ông đâu? Hay chỉ dựa vào luận điểm suông? Trần Triệu Dương nhìn thấy thái độ Chu Minh Chí thì bực. Bội chất vấn. Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương vừa mở miệng chất vấn Chu Minh Chí, thì Nam Cung Yến và Nam Cung Minh Đức lập tức kêu to. Nhưng Trần Triệu Dương cũng mặc kệ bọn họ. Đúng vậy, mấy người nói công ty chúng tôi vi phạm luật pháp, có công văn không? Không có công văn thì sao có thể nói công ty chúng tôi phạm pháp được? Ông không thể niêm phong công ty chúng tôi. Cũng không phải ông nói là được. Nghe thấy Trần Triệu Dương chất vấn như thế thì rất nhiều người không kiềm chế được nữa, ồn ào đứng về phía Trần Triệu Dương lên tiếng phản pháo. Bọn họ cũng biết, công ty mình không phải cứ nói niêm phong là niêm phong dễ dàng như thế. Phải đứng lên đòi lại quyền lợi chứ. Mấy người thì biết gì chứ hả? Vạn Quế Chi mắng to. Chu Minh Chí đanh mặt nhìn Trần Triệu Dương nói, tôi nói muốn niêm phong thì niêm phong, cần quái gì công văn quyết định chứ. Thằng nhãi, tao cũng không ngại nói cho mày biết, tao chính là pháp luật đấy. Tao nói bọn mày phạm pháp là bọn mày phạm pháp, mày không phục thì đi tố cáo đi, tao sợ mày trách. Chu Minh Chí bày ra bộ dạng ngang ngược coi trời bằng vung. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Chu Minh Chí, rất nhiều người cũng cạn lời. Nam Cung Minh Đức thì đang cố giữ chặt Trần Triệu Dương lại, không để Trần Triệu Dương khẩu chiến với ông ta nữa. Được. Được lắm, quả đúng là có chức có quyền hai. Ngay lúc này, từ phía sau đám đông vang lên một giọng nói vô cùng tức giận. Đằng sau đám đông vang lên giọng nói này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Vạn Quế Chỉ vênh váo nói, là ai nói, bước ra đây. Chu Minh Chí trầm giọng nói, ai nói tôi ra dáng nhà quan. Có gan thì bước ra đây, tôi cũng muốn xem thử là kẻ nào. Sắc mặt của Nam Cung Yến và Nam Cung Minh Đức càng khó coi hơn, bọn họ thật sự không ngờ rằng nhân viên trong công ty mình toàn là kiểu người to gan thế này. Trong lúc Chu Minh Chí nói câu này thì mọi người cũng tách ra một lối đi. Sau đó, đám người Nam Cung Yến nhìn thấy Giang Tử Phong dẫn một người đàn ông trung niên đi về phía này. Nhìn thấy người bên cạnh Giang Tử Phong, Nam Cung Minh Đức và Chu Minh Chí đều hơi sửng sốt. Nhìn thấy chỉ là một người đàn ông trung niên, Vạn Quế Chỉ nói đầy khinh miệt, vừa rồi là ông nói hả? Ai cho phép ông ăn nói bừa bãi, quỳ xuống xin lỗi tôi ngay. Bốp! Vạn Quế Chỉ vừa dứt lời. Chu Minh Chí lập tức tát bà ta nổ đom đóm. Chu Minh Chí, sao anh lại đánh em? Vạn Quế Chỉ khó hiểu hỏi. Bà câm miệng lại cho tê, Chu Minh Chí sợ tái mặt. Giang Tử Phong bước tới, cậu ấy nói, không ngờ trong xã hội này lại còn chuyện như vậy, đúng là coi thường pháp. Luật, anh ấy chính là pháp luật, thích niêm phong là niêm phong. Giang Tử Phong, chuyện hôm nay không liên quan gì đến cậu hết. Vạn Quế Chi vẫn không quên huênh hoang nói. Bốp, bốp. Chu Minh Chí lại giáng cho Vạn Quế Chỉ hai cái bạt tai, sau đó ông ta nổi giận mắng. Vạn Quế Chi, bà câm miệng lại cho tôi. Có phải bà muốn hại chết tôi không hả? Lúc này Chu Minh Chí chỉ hận không thể bóp CS3T Vạn Quế Chỉ ngay lập tức. Bình thường bà ta lên mặt thì đã đành, bây giờ còn dám ngông cuồng như thế, chẳng phải là muốn chết hay sao? Đánh Vạn Quế Chỉ xong, Chu Minh Chí bước thật nhanh tới trước mặt Giang Sơn. Ông ta lau mồ hôi trên trán, nói, sếp Giang, tôi xin lỗi, mụ ta nói lung tung ấy mà, ông tuyệt đối đừng nghe mụ ta nói. Mụ ta điên rồi nên mới nói vậy. Chu Minh Chí hô lên như vậy là có không ít người sực hiểu. Bảo sao tôi cứ thấy quen quen, thì ra là sếp Giang. Sao sếp Giang lại tới đây? Lúc này mọi người nhận ra Giang Sơn là quan chức cấp cao của tỉnh. Chỉ có điều ai cũng thấy lạ khi Giang Sơn xuất hiện ở đây. Vạn Quế Chi cũng hiểu ra, sợ đến mức xanh cả mặt. Bà ta không ngờ người mình vừa mắng lại là bí thư. Nghe Chu Minh Chí nói vậy, Giang Sơn lạnh lùng nói, được, được làm. Chu Minh Chí, ông đúng là ra dáng nhà quan. Ông chính là luật pháp, có quyền quyết định ở đây đúng không? Hôm nay tôi đã được chứng kiến rồi, đất nước chú trọng phát triển kinh tế, cuối cùng lại có loại sâu mọt như ông làm hại nền kinh tế của đất nước không khá lên được. Nghe Giang Sơn nói như vậy, Chu Minh Chí lập tức run lẩy bẩy. Ông ta hiểu quy tắc trong quan trường, được lãnh đạo khen chẳng phải chuyện gì hay ho cả. Hơn nữa những hành vi cậy thế hiếp người của ông ta ban nãy đã bị bắt gặp hết rồi. Sếp Giang, ông nghe tôi nói đã, vừa rồi tôi chỉ tin lời mụ ta, nhất thời hồ đồ nên mới nói lung tung thôi. Chu Minh Chí vội vàng giải thích, tôi, ý của tôi không phải như thế. Giang Sơn trầm mặc nói, Chu Minh Chí,
chuyện này ông đi mà nói với ban kỷ luật. Ông làm mưa làm gió ở Nam Hải nhiều năm như thế, đến lúc đó, tôi sẽ bảo ban kỷ luật điều tra thật kỹ xem ông còn làm bao nhiêu chuyện mờ ám nữa. À, nghe vậy, khuôn mặt của Chu Minh Chí trở nên tái mét. Lúc này ông ta bắt đầu đứng không vững. Giao cho ban kỷ luật thì ông ta tiêu đời rồi. Chu Minh Chí thật sự không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Chủ tịch Nam Cung, ông giải thích với sếp Giang đi, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Chu Minh Chí vội vàng nói với Nam Cung Minh Đức, chủ tịch Nam Cung, ông giúp tôi với. Chu Minh Chí tưởng rằng chính Nam Cung Minh Đức đã mời Giang Sơn tới, vậy nên ông ta chỉ có thể cầu cứu với Nam Cung Minh Đức. Nam Cung Minh Đức bất đắc dĩ nói, cục trưởng Chu, tôi không biết phải giúp ông thế nào cả. Chẳng phải chính ông đã mời sếp Giang tới sao? Chu Minh Chí nói với vẻ mặt đau khổ. Không phải tôi, Nam Cung Minh Đức đáp, ông ta cũng không biết vì sao Giang Sơn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nghe thấy câu này, Chu Minh Chí lập tức nhìn sang Nam Cung Yến, ông ta nghĩ, chẳng lẽ là Nam Cung Yến mời tới. Chu Minh Chí còn đang phỏng đoán thì Giang Sơn đã nhanh chân bước về phía Trần Triệu Dương. Nhìn thấy anh, ông ta lập tức tươi cười nói, bác sĩ Trần, chào cậu, tôi là Giang Sơn. À, thấy Giang Sơn chào hỏi Trần Triệu Dương, những người ở đây đứng hình tập thể. Bọn họ còn đang suy đoán xem ai đã mời Giang Sơn tới, nhưng không ai có thể ngờ được rằng Giang Sơn đến đây là vì Trần Triệu Dương. Lúc nhìn thấy Giang Tử Phong, Nam Cung Yến đã nghĩ tới rồi, nhưng cô vẫn không muốn tin vào điều đó. Làm sao mà người như Giang Sơn lại chạy tới đây chỉ vì một bảo vệ còn con được? Chuyện này không thực tế chút nào. Nhất là Chu Minh Chí. Hôm nay ông ta tới đây với Vạn Quế Chi là để cho Trần Triệu Dương biết tay, để anh chết thật thê thảm. Nhưng bây giờ ông ta lại hối hận, bởi vì ông ta thật sự không nghĩ tới chuyện Trần Triệu Dương quen biết Giang Sơn, hơn nữa người có thân phận như Giang Sơn mà còn phải đích thân tới đây vì anh. Chu Minh Chí nghĩ, lần này ông ta đúng là tự đào hố chôn mình. Giờ khắc này, ông ta rất muốn đánh chết Vạn Quế Chi, ả đàn bà này hại chết ông ta rồi. Sếp Giang, chào ông. Trần Triệu Dương thản nhiên đáp. Nhìn thấy dáng vẻ không kiêu không hèn của Trần Triệu Dương, trong lòng Giang Sơn cảm thấy ngạc nhiên. Giang Sơn là người có địa vị cao, bình thường người khác gặp ông ta đều sẽ vô thức cúi mình. Nhất là những thanh niên như Trần Triệu Dương, nhìn thấy ông ta, rất có thể bọn họ còn chẳng dám thở mạnh. Thế nhưng Trần Triệu Dương lại cực kỳ thong dong, biểu cảm bình chân như vậy. Giang Sơn thầm lấy làm ngạc nhiên. Người có giao tình thân thiết với ông cụ Cố quả nhiên không đơn giản chút nào. Nhưng vì sao một người như vậy lại cam tâm tới đây làm bảo vệ cơ chứ? Chẳng lẽ đúng như những gì người ta nói, nhân tài thực sự luôn hòa mình với cộng đồng. Nghĩ vậy, Giang Sơn càng cảm thấy Trần Triệu Dương thần bí hơn, thái độ của ông ta cũng kính cẩn hơn đôi chút. Bác sĩ Trần, trước tiên tôi muốn bày tỏ lòng xin lỗi với cậu về chuyện lúc trước. Người nhà tôi có mắt không tròng nên đã mạo phạm. Thực sự tôi rất áy náy. Giang Sơn nói bằng giọng áy náy và thành khẩn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác khi thấy Giang Sơn nói chuyện với Trương Trần một cách khách khí như vậy. Má ơi, tôi không nhìn nhầm chứ. Sếp Giang đang xin lỗi anh Dương kìa. Tôi đang nằm mơ sao? Những người bên cạnh lẩm bẩm nói. Nam Cung Minh Đức và Nam Cung Yến nhìn nhau. Giang Sơn có thân phận như thế mà còn phải xin lỗi Trần Triệu Dương. Phải biết rằng Trần Triệu Dương chỉ là một bảo vệ, nói ra thì ai mà tin được chuyện này cơ chứ? Chu Minh Chí cảm thấy tuyệt vọng, ông ta biết lần này ông ta tiêu đời thật rồi. Ông ta nhìn Trần Triệu Dương, trong lòng đắng chát vô cùng, một tên bảo vệ quen chẳng có gì nổi bật mà lại trâu bò như thế, ngay cả Giang Sơn cũng phải xin lỗi, đủ để thấy thân phận của anh ghê gớm đến mức nào. Ha ha, sếp Giang, ông không sai, nhà họ Giang các ông làm to, kiêu ngạo là đúng rồi. Trần Triệu Dương thản nhiên nói, tôi chỉ là một bảo vệ quen mà thôi, các ông không coi ra gì cũng là điều bình thường. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Sơn biết anh vẫn chưa nguôi giận. Nhưng Giang Sơn ngẫm lại, người ta tốt bụng tới chữa bệnh, người nhà của ông ta lại coi anh là kẻ lừa đảo, coi anh là thầy bói dởm, mỉa mai châm chọc rồi đuổi đi, dù là ai thì cũng sẽ nổi giận. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Trần Triệu Dương không cần bợ đỡ nhà họ Giang, vậy nên anh hoàn toàn có thể phớt lờ bọn họ. Nếu là bình thường, Giang Sơn tuyệt đối sẽ không để ý tới kiểu người như vậy. Nhưng giờ đây Trần Triệu Dương là hy vọng duy nhất để cứu con gái mình, ông ta vẫn nhớ như in câu nói đau đớn của con gái trước khi ngất xỉu. Bác sĩ Trần, dù thế nào thì cậu cũng phải cứu con gái tôi. Giang Sơn thành khẩn nói,
chỉ cần cậu chịu giúp, bất cứ điều kiện gì cũng được. Tôi không rảnh, Trần Triệu Dương từ chối thẳng thừng. Thấy Trần Triệu Dương từ chối lời nhờ vả của Giang Sơn, mọi người lại cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ Trần Triệu Dương lại có gan từ chối lời nhờ vả của Giang Sơn, hơn nữa Giang Sơn còn hạ mình như thế. Bọn họ cảm thấy mình chẳng có lá gan để từ chối, nhưng dường như Trần Triệu Dương chẳng hề coi Giang Sơn ra gì. Bác sĩ Trần, không biết cậu bận chuyện gì, Giang Sơn hỏi, có lẽ tôi có thể giúp được cậu. Tôi bận lắm, công ty tôi sắp bị niêm phong rồi, tôi phải đi kiếm việc khác, Trần Triệu Dương nói. Nghe câu này của Trần Triệu Dương, sắc mặt của Chu Minh Chí biến đổi. Ông ta biết Trần Triệu Dương nhắc tới vụ này là bởi vì muốn dồn ông ta vào chỗ chết. Bác sĩ Trần, cậu cứ yên, công ty cậu sẽ không sao đâu, Giang Sơn trầm giọng nói, còn về Chu Minh Chí, tôi sẽ sai người điều tra cho ra lẽ, tuyệt đối không để ông ta cậy thế hiếp người nữa. Ha, sao tôi phải tin ông, nhỡ đám quan chức các ông bao che cho nhau thì sao? Trần Triệu Dương khẽ cười nói. Những người bên cạnh nghe vậy đều toát mồ hôi lạnh. Bọn họ không ngờ Trần Triệu Dương lại dám chất vấn Giang Sơn. Nhóm người Hồ Đại Quân đứng xem mà chỉ muốn quỳ xuống cúng bái Trần Triệu Dương. Đỉnh thấy mẹ luôn, Trần Triệu Dương vừa dứt lời, một đội cảnh sát bước vào. Cảnh sát vào trong, một người có cấp bậc không thấp tới chào Giang Sơn, xếp Giang, Tiền Trung Hoa có mặt. Sai người bắt Chu Minh Chí và người đàn bà này lại, dẫn về thẩm vấn kỹ càng cho tôi. Sau đó bàn giao cho ban kỷ luật. Giang Sơn cần răng nói. Rõ, Tiền Trung Hoa đáp lời rồi lập tức ra lệnh cho cấp dưới. Chẳng bao lâu sau, Chu Minh Chí và Vạn Quế Chỉ đã bị tóm gọn. Xếp Giang, tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi, xin hãy tha cho. Tôi, cậu Trần, cậu nói đỡ cho tôi đi, thả tôi ra. Đừng bắt tôi, cậu Trần, tôi xin cậu. Khi đã bị khống chế, Chu Minh Chí mới hoàn hồn lại. Ông A lập tức ra sức cầu xin Trần Triệu Dương. Cậu Trần, tôi biết sai rồi. Xin cậu hãy tha cho tôi không dám nữa. Cậu Trần, Vạn Quế Chi cũng gào thét. Bọn họ hối hận làm rồi. Thế nhưng Trần Triệu Dương chẳng nói một câu nào cả. Đưa đi, Giang Sơn nói. Tiền Trung Hoa lập tức sai người đưa Chu Minh Chí và Vạn Quế Chỉ đi.